Bộ truyện: Ngân Hà Lặng Thinh, Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học, Thể loại: Ngôn tình, Sủng. Chương 1: Đầu tháng 3, Nam Thành đã vào xuân. 7 giờ sáng, ánh nắng ban mai còn mờ nhạt, trong dinh thự nhà họ Yến đã bận rộn từ lâu. An Hạ đi trên hành lang kiểu Trung Quốc, bên tai là tiếng máy cắt cỏ, trong không khí mang theo chút ẩm ướt và hương cỏ tươi, phiêu đảng trong ánh ban mai. Ở đây nhất định phải lanh lợi một chút, nghe lời, chịu khó, thành thật không nên hỏi thì đừng hỏi không nên nói cũng đừng nói biết chưa trong hành lang kiểu trung quốc đằng trước một người phụ nữ hơi mập tóc búi cao mặc quần áo người giúp việc chỉnh tề vừa đi vừa nói nói xong bà quay đầu lại nhìn an hạ an hạ đối diện với tầm mắt của bà gật đầu thấy an hạ gật đầu trong mắt người phụ nữ lóe lên một tia cảm xúc không xác định bà không biết việc đưa an hạ tới nhà họ yến có được hay không nhưng lại cảm thấy vẫn nên thử một chút nghĩ tới đây người phụ nữ quay đầu đi tiếp nói theo kịp gì người phụ nữ nói xong an hạ đi theo sau hai người đi dọc theo hành lang kiểu trung quốc một lát là tới nhà chính của dinh thự nhà họ yến cổng lớn mở ra bên trong phả ra chút mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt nhà chính là sự kết hợp điển hình của thiết kế trung quốc và phương tây với phong cách nặng nề và vững chải cùng bầu không khí trầm lắng hiện giờ đang sáng sớm là lúc dinh thự bắt đầu bận rộn nhưng bởi vì không có chủ nhân ở đây Buổi sáng chỉ là những việc quét dọn nho nhỏ, quản gia đang sắp xếp công việc, dì Vương đi đến bên cạnh ông, gọi một tiếng, "Quản gia Lâm." Quản gia Lâm là quản gia lâu đời của nhà họ Yến, đã làm việc ở đây hơn 30 năm, tới nay cũng sắp 60 tuổi. Không giống với quản gia của những gia tộc lớn phổ thông, quản gia Lâm không hề nghiêm khắc, thậm chí có chút dễ gần. Sau khi dì Vương gọi ông, ông quay đầu lại nhìn bà hỏi, "Có chuyện gì?" "Lần trước có nói với ông, giúp việc riêng của cậu chủ." Tôi đưa tới rồi đây." Dì Vương nói, ánh mắt nhìn về phía An Hạ, quản gia Lâm theo ánh mắt của bà nhìn qua, thấy một cô gái đang đứng ở đó. Cô gái thoạt nhìn khoảng 18, 19 tuổi, làn da trắng nõn, mái tóc đen như mực, đôi mắt đen nhánh, dáng người cô nhỏ nhắn yếu ớt, mặc áo xanh lá ngắn tay và chiếc quần vải satan dài sẫm màu, mắt cá chân lộ ra dưới ống quần trắng muốt, trông có vẻ bình thản và yên tĩnh. Dáng vẻ cô không tính là xinh đẹp, ngũ quan hơi tẻ nhạt, nhưng trên khuôn mặt tẻ nhạt là đôi mắt đen lấy rất thu hút sự chú ý của người khác, đen như mực, trong suốt như hồ, khi quản gia Lâm nhìn qua, cô gái lịch sự không người. Quản gia Lâm gật đầu, hỏi Dì Vương, bao nhiêu tuổi rồi? 20. Quản gia Lâm hỏi tuổi của An Hạ, có lẽ lần đầu tiên thấy đã vừa ý, Dì Vương trả lời xong lại vội vàng nói hết ưu điểm của An Hạ ra, con bé tay chân rất nhanh nhẹn, làm việc nghiêm túc cẩn thận. Trước đây đã từng làm người giúp việc còn từng chăm sóc mấy học sinh, làm rất tốt, hơn nữa con bé có văn hóa, đã học đến cấp 3, bởi vì nhà không có tiền mới không thể học đại học. Nói hết ưu điểm của An Hà xong, giọng điệu của dì Vương chậm lại, do dự một lúc, nhìn quản gia Lâm nói, chỉ có một điểm không tốt, con bé không thể nói chuyện. Dì Vương nói xong, hiển nhiên quản gia Lâm bị câu nói này của bà làm cho kinh sợ, ông nói, vậy chắc chắn không được, quản gia Lâm lập tức từ chối, nét mặt của dì Vương lập tức nóng vội bà vội vàng kéo quản gia lâm nói quản gia lâm ông châm trước đi mặc dù tiểu hạ không thể nói chuyện nhưng con bé biết thủ ngữ giao tiếp với người ta không vấn đề gì đứa bé này thực sự đáng thương từ nhỏ đã không cha không mẹ lớn lên cùng chị gái vốn muốn học hành thật tốt kết quả con của chị gái bị bệnh nặng hiện giờ không thể đi học được nữa phải đi làm thuê nhưng bây giờ công việc khó tìm con bé là một người câm lại càng khó hơn. Ông xem nếu không cứ giữ con bé lại trước, đợi cậu chủ trở về lại nói sau nếu quả thực không được thì tôi đưa con bé trở về được không thủ ngữ ngôn ngữ của người câm điếc dùng tay ra hiệu dì vương dùng hai ba câu nói ra gia cảnh của an hạ quản gia lâm nghe vậy thì liên tục nhíu mày thân thế của cô bé quả thực đáng thương nhưng nhà họ yến cũng không phải nơi cứu trợ thế nhưng sau khi nghe xong quản gia lâm cũng khó tránh nảy sinh ra lòng trắc ẩn ông ngẩng đầu nhìn an hạ trầm ngâm một lát nói tối nay cậu chủ về ăn cơm để cậu chủ nhìn thử rồi quyết định đi được được cảm ơn quản gia lâm dì vương kích động nói bởi vì cậu chủ không ở nhà quản gia lâm tạm thời để an hạ ở nhà họ yến một ngày ông bảo dì vương dẫn an hạ đi lấy đồ của người giúp việc nếu cậu chủ không cần cô làm người giúp việc riêng thì an hạ tạm thời vẫn có thể làm việc ở nhà họ yến khoảng thời gian gần đây người giúp việc của nhà họ yến cũng không quá cố định an hạ ở đây thì vẫn có thể tìm được việc làm sau khi trò chuyện với quản gia Lâm xong, trái tim thấp thỏm cả ngày của dì Vương cuối cùng cũng hạ xuống. Dù nói thế nào, tối thiểu cũng đã tìm được cho An Hạ một chỗ nương thân, An Hạ yên lặng bày tỏ biết ơn với sự giúp đỡ của bà. Thấy dáng vẻ cô bé căm tỏ lòng biết ơn với bà, trong lòng dì Vương ngủ vị tạp trần, bà xoa đầu cô nói, nếu có thể, làm người giúp việc riêng của cậu chủ vẫn tốt hơn, việc kia cần tỉ mỉ kỹ càng, lương cũng cao. Buổi tối cậu chủ sẽ về ăn cơm, cháu biểu hiện cho tốt biết chưa an hạ gật đầu thấy cô gật đầu dì vương cười rồi đưa cô đi lấy đồ nhà họ yến là gia tộc lớn ở nam thành dinh thự tọa lạc ở một khu công viên tư nhân chiếm diện tích rộng lớn quần thể kiến trúc cũng nguy nga tráng lệ sau khi cụ ông và ông chủ lần lượt qua đời cậu cả và cậu hai cũng đồng thời dọn ra ngoài cuối cùng chỉ còn lại cậu chủ nhỏ sống ở đây một dinh thự lớn như vậy chỉ có một mình cậu chủ nhỏ ở nhưng vẫn không giảm bớt người giúp việc bởi vì để vận hành toàn bộ nhà họ yến thì cũng cần không ít người nhiều người như vậy chỉ để phục vụ cậu chủ nhỏ cậu chủ nhỏ còn thường xuyên không ở nhà sau khi an hạ đi theo dì vương thay quần áo xong thì cùng bà quét dọn vệ sinh trong tòa nhà gần đây nhân sự giúp việc trong dinh thự có chút thay đổi có một vài người mới tới mấy người mới thì thích nghe ngóng sau khi nghe nói ở đây chỉ có một mình cậu chủ nhỏ ở thì hỏi vì sao cậu cả và cậu hai phải dọn ra ngoài không phải là dọn ra mà là bị cậu chủ nhỏ đuổi ra trước đó cậu cả và cậu hai vẫn luôn ở đây với ông chủ nhưng năm ngoái ông chủ qua đời sau đó nhà họ yến xảy ra biến động nghe nói cậu chủ nhỏ đoạt được tập đoàn nhà họ yến vào tay sau đó lập tức đá cậu cả và cậu hai ra khỏi tập đoàn cũng đá luôn ra khỏi nhà họ yến một người giúp việc lâu năm ở đây nói cái gì sao cậu chủ lại làm như vậy đó là anh trai cậu chủ đó một người giúp việc mới không thể hiểu nổi, nhắc đến việc này, người giúp việc lâu năm kia hạ giọng, hạ tiếng nói, chỉ chung một cha mà thôi, cậu chủ nhỏ là con ngoài giá thú, nghe nói sau khi trưởng thành mới được nhận về. Ái cha, chuyện của gia tộc lớn thật là, ôi, vậy mẹ của cậu chủ đâu? Người giúp việc mới cảm khái, lại hỏi một câu, chết rồi. Người giúp việc lâu năm nói, khi cậu chủ còn rất nhỏ đã chết rồi, nghe nói là tự sát, tự người giúp việc mới kinh ngạc hô lên người giúp việc cũ liếc cô ta một cái người kia vội vàng hạ thấp giọng xuống tự sát vì sao chứ ai mà biết vì sao nghe nói mẹ của cậu chủ vô cùng xinh đẹp hay cô chưa thấy cậu chủ đúng không cậu chủ cũng vô cùng đẹp từ người cậu ấy có thể nhìn ra mẹ cậu chắc chắn rất đẹp người giúp việc lâu năm nói chưa từng thấy tôi tới đây bốn năm ngày rồi cậu ấy vẫn luôn không trở về người giúp việc mới nói quản gia lâm nói hôm nay cậu ấy sẽ về nhà ăn cơm tới lúc đó cô nhìn thấy sẽ biết người giúp việc lâu năm nói thế nhưng cuối cùng bữa cơm tối ngày hôm đó cậu chủ vẫn chưa về phòng bếp bận rộn cả buổi chiều đồ ăn đã làm xong quản gia lâm tới phòng bếp thông báo hôm nay cậu chủ phải tham gia một bữa tiệc không ăn cơm tối ở nhà sợ những đồ ăn nấu ra lãng phí nên cho mấy người giúp việc trong nhà chia nhau ăn nhà họ yến là gia tộc lớn đối với ăn mặc ở đi lại của người giúp việc từ trước đến nay luôn hào phóng người giúp việc làm việc ở nhà họ yến có một tòa ký túc xá bên trong là các gian phòng tiêu chuẩn không khác gì khách sạn buổi tối làm việc xong sau khi giữ vài người ở lại trực ban thì những người giúp việc khác không có việc gì sẽ về phòng của mình an hạ là do dì vương đưa tới đương nhiên cũng ở chung phòng với dì vương vừa hay người giúp việc ở cùng phòng với bà khi trước đã nghỉ việc còn trống một giường làm việc xong mấy người giúp việc cùng nhau đi về tòa ký túc xá Sao cậu chủ có thể nói không về thì không về chứ, có người nói, tôi nghe tài xế nói, cậu chủ đưa một nữ minh tinh đi tham gia tiệc tối từ thiện. Có người khá thạo tin nói một câu, nữ minh tinh. Tên gì thế, nổi tiếng không, có người tò mò hỏi, hình như tên là Mạnh Giảo. Người kia nói, oa. Wow. Mạnh Giảo á? Cô này gần đây nổi tiếng lắm, mấy ngày trước tôi còn xem một bộ phim truyền hình do cô ấy diễn, vô cùng xinh đẹp. Người kia nói rồi tìm một tấm hình của mạnh giảo đưa cho người xung quanh xem. Ngay cả dì Vương ở bên cạnh cũng kéo An Hạ nhìn thử một cái, An Hạ nhìn về phía màn hình, ngũ quan cô gái trên màn hình tinh tế xinh đẹp, đầu nhỏ mặt nhỏ, thân hình lồi lõm có đủ, tô son đỏ thẫm, trong sáng diễm lệ. An Hạ không quá quan tâm giới giải trí, cũng không đu idol, đối với giới giải trí cũng chỉ thỉnh thoảng thấy trên tạp chí của mấy cửa hàng nhỏ ven đường, hoặc là quảng cáo trong tivi, hoặc là trước đây khi đi học các bạn học sẽ gửi một vài tấm hình. Nữ minh tinh trong giới giải trí rất đẹp, mạnh dảo cũng là một trong số đó, nhưng xem ra đẹp hơn, thật xinh đẹp, nhìn vẫn rất xứng đôi với cậu chủ, cậu chủ của chúng ta cũng đẹp trai. Để mà nói, cậu chủ căn bản không thua gì mấy nam minh tinh đâu. Một người giúp việc lâu năm nói, "Cô chỉ nói không, chúng tôi còn chưa từng thấy qua, cô có hình không?" người giúp việc mới hỏi. Người kia hỏi xong, người giúp việc bên cạnh An Hạ đưa điện thoại ra nói, Tôi chụp được một tấm. Nói xong, mấy người giúp việc đều súng lại. Bị mấy người chen lấn, An Hạ cách người có hình kia càng gần, cô cúi đầu, nhìn thấy tấm hình trong điện thoại của người đó, là một tấm hình chụp trộm. Trong tấm hình là một người đàn ông trẻ tuổi, anh mặc một bộ đồ vét, đứng bên cạnh lùm cây trong vườn hoa, anh đang cúi đầu vừa nhìn bãi cỏ vừa gọi điện thoại. Ánh hoàng hôn chiếu sáng lại không chói mắt khảm lên xung quanh người đàn ông một đường viền vàng, dáng người anh cao lớn thông dài làn da trắng nõn trong suốt, thậm chí đường nét sườn mặt cũng có chút không rõ dưới ánh sáng mặt trời, chỉ có thể tính là một tấm hình chụp trộm mờ nhạt, thậm chí còn không nhìn rõ mặt người đàn ông, cái này cũng có nhìn rõ đâu. Một người giúp việc xem xong nói với vẻ tiếc nuối, mặc dù không nhìn rõ, nhưng cũng có thể nhìn ra là rất đẹp trai. Người giúp việc cầm bức ảnh nói, lời này ngược lại cũng không sai, dù không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn khí chất và dáng người đó, quả thực giống như một bức tranh tuyệt đẹp. Không thua mấy tấm hình các nam minh tinh cố tình tạo dáng chút nào. Người cầm bức ảnh kia nói xong, người giúp việc bên cạnh cười nhạo, "Á à, à, cô thế mà chụp trọng cậu chủ, không phải là cô." Người đó nói xong, những người giúp việc trẻ tuổi khác cũng cười ầm lên, người có bức ảnh bị trêu đỏ cả mặt, vội vàng cất điện thoại nói, "Ê, đừng đừng đừng, dù cậu chủ đẹp trai, nhưng bên cạnh phụ nữ không ngớt. Hơn nữa chúng ta như thế này, vẫn đừng mơ thì hơn, cậu chủ chắc chắn chướng mắt chúng ta đấy." Đúng thế. Có người nói, cuộc sống không phải chuyện cổ tích, câu chuyện cô bé lọ lem và chàng hoàng tử sẽ không xảy ra ở hiện thực. Mấy người lại nhảy như vậy, trong giọng điệu không rõ được là ước mơ hay là tiếc nuối, cứ đờ đẫn kết thúc đề tài như vậy, ai về phòng người nấy. An Hạ cũng đi theo dì Vương về phòng. Buổi sáng khi An Hạ và dì Vương cùng tới nhà họ Yến đã đem hành lý của mình theo. Sau này ở đây, có đồ dùng rồi cũng khá thuận tiện. Trở về phòng tắm rửa xong, An Hạ và dì Vương lên giường nghỉ ngơi. Dì Vương lại dặn dò một lần nữa, không biết khi nào cậu chủ về nhà, khoảng thời gian này cháu chịu khó một chút, phải thể hiện nhiều trước mặt quản gia lâm vào. Như vậy cho dù cháu không thể làm người giúp việc riêng cho thiếu gia, thì cũng có thể ở lại đây làm việc. Trong bóng tối, dì Vương nghe thấy một loạt tiếng sột soạt, là tiếng cô bé câm gật đầu, nghe thấy tiếng gật đầu, dì Vương mới buông lỏng trái tim lo lắng. Mặc dù nói làm người giúp việc không cần kỹ thuật, nhưng cũng có những yếu tố bất tiện. Bình thường có thể thông qua đôi mắt để nhìn thấy ý tứ của cô bé, nhưng khi tắt đèn, không nhìn thấy gì thì căn bản không có cách nào giao tiếp. Đối với việc An Hạ có thể ở lại làm người giúp việc riêng cho cậu chủ, dì Vương cảm thấy hy vọng rất nhỏ nhoi. Cứ như vậy, dì Vương nhắm mắt đi ngủ trong mối lo lắng. Sau khi dì Vương ngủ, An Hạ lấy điện thoại ra, trùng chăn che đi ánh sáng từ màn hình điện thoại. Điện thoại của cô là điện thoại cũ mà anh rể để lại, rất cứng màn hình cũng bị vỡ nát nhưng miễn cưỡng vẫn có thể dùng được mở màn hình điện thoại ra an hạ tìm một số điện thoại trong danh ba gửi một tin nhắn qua an hạ mọi thứ đều ổn ạ à. sau khi cô gửi tin nhắn đi không lâu sau đã có tin nhắn trả lời chị gái ừ thấy tin nhắn trả lời của chị gái an hạ hơi mím môi cô đặt điện thoại lên trên ngực yên tĩnh tiến vào giấc ngủ sau khi người giúp việc nghỉ ngơi dinh thự nhà họ yến cũng như chìm vào giấc ngủ trong sân vườn rộng lớn, đèn hành lang vẫn mở, chiếu thẳng vào nhà chính. Đèn ở nhà chính đã tắt từ lâu sau khi nhóm giúp việc đi nghỉ. Trước khi đi ngủ, quản gia Lâm đi kiểm tra nhà chính một vòng theo thường lệ. Ông đã làm việc ở đây 40 năm rồi, đối với công việc trước khi đi ngủ đã thành thạo như khắc vào xương cốt. Ông đi đến chỗ điều khiển đèn nhà chính, chuẩn bị mở đèn đặt dưới mặt đất ở phòng khách lên. Lúc sắp mở đèn lại nghe thấy giọng trầm thấp của một người đàn ông truyền tới từ ghế sofa. Chú Lâm Đừng mở đèn, giọng người đàn ông trong bóng đêm mang theo chút khàn khàn tự tính, giống như một tấm vải đen phất qua màn đêm. Quản gia Lâm vừa nghe thì gọi một tiếng, "Cậu chủ." Không biết qua bao lâu, trong bóng tối, Yến Bắc thần mới đáp lại một tiếng, "Ừ." Khi Yến Bắc thần đáp lại, vị quản gia lớn tuổi đã đi đến bên cạnh sofa. Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có thể nhìn thấy bóng người cao lớn mơ hồ trên sofa. Người đàn ông tựa vào sofa, đôi chân thon dài vắt chéo gác lên chiếc bàn trà có giá không hề rẻ ở bên cạnh dáng vẻ biến nhát tùy ý sau khi quản gia lâm đến gần ông ta ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng cậu uống rượu à quản gia lâm hỏi yến bắt thần thu chân lại nói uống một ít tôi đi nấu bát canh giải rượu cho cậu quản gia lâm nói xong thì đi về phía phòng bếp trước khi quản gia lâm đi khỏi yến bắt thần thu chân lại ngồi thẳng dậy ngăn ông ấy lại không cần chỉ uống một chút thôi Bị Yến Bắc Thần ngăn lại nên Quản Gia Lâm cũng không đi nữa, nghe lời Yến Bắc Thần, ông im lặng một lúc, thở dài rồi nói, "Cậu không phải không biết thân thể mình, cậu không thể uống rượu mà." Trong bóng tối, Quản Gia Lâm không thấy nhìn rõ vẻ mặt của Yến Bắc Thần, sau khi ông nói xong, Yến Bắc Thần không nói năng gì, anh trầm ngâm giây lát, sau đó đứng dậy khỏi sofa, cam đoan, "Sau này không uống nữa." Nói xong, người đàn ông đứng lên từ ghế sofa, vóc dáng của anh cực kỳ cao ráo. Dù ở trong bóng tối không thấy nhìn rõ đường nét thân thể của anh, nhưng khi đứng dậy, cảm giác bức bách có sẵn trên người vẫn bủa vây xung quanh cùng với bóng đêm. Sau khi đứng dậy khỏi sofa, Yến Bắc Thần đi về phía cầu thang, anh muốn quay về phòng. Khi đã thích ứng được với bóng tối, quản gia Lâm cũng nhìn rõ vị trí hiện tại của Yến Bắc Thần. Nhìn bóng lưng cao to đang đi về phía cầu thang của người đàn ông, ông ấy nhớ ra một chuyện, nói: "Giúp việc riêng mà tôi tìm cho cậu hôm nay đã tới rồi, sáng mai cậu xem sao nhé." người giúp việc trong nhà họ yến rất nhiều lại được phân công rõ ràng ngoài những người làm công việc tạp vụ trong nhà còn có người chuyên hầu hạ chuyện ăn ở đi lại của cậu chủ sau khi người giúp việc riêng trước của yến bắc thần nghỉ việc quản gia lâm vẫn luôn tìm người mới giúp anh hôm nay là lần đầu tiên ông ấy nhắc tới chuyện này từng yến bắc thần đáp lại một tiếng có điều trước khi yến bắc thần sắp sửa mở cửa vào phòng quản gia lâm lại nói thêm một câu giọng ông ấy có vẻ lưỡng lự sau khi ông ấy lên tiếng yến bắc thần dừng bước hỏi có chuyện gì cô ấy không nói được quản gia lâm đáp quản gia lâm nói xong bóng người đứng trước cửa không nhúc nhích cũng chẳng nói gì nếu cậu cảm thấy không được thì ngày mai không gặp cũng được để tôi bảo cô ấy quay về quản gia lâm nói ông ấy còn chưa nói xong yến bắc thần đã nói ngày mai xem thế nào rồi nói sau nghe yến bắc thần nói như vậy quản gia lâm thu lại những lời định nói đáp lại một tiếng vâng nói xong bóng đen kia vặn tay nắm cửa đi vào trong phòng. Sau giờ nghỉ bình thường, giờ làm việc buổi sáng của nhóm người giúp việc bắt đầu lúc 6 giờ sáng, nhưng mới 4 giờ sáng, trên hành lang ký túc xá của người giúp việc đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp và tiếng nói chuyện khe khẽ. An Hạ mở mắt ra, dì Vương bên cạnh cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn. Có thể là nghe thấy tiếng động của An Hạ, dì Vương bật đèn trong phòng lên, nói với An Hạ, cháu cứ ngủ tiếp đi, để dì đi xem sao. An Hạ gật đầu, nói với An Hạ xong, dì vương rời khỏi giường sáng sớm mùa xuân vẫn còn rất lạnh bà khoác thêm áo mở cửa phòng ra vừa mới mở cửa ra tiếng động ở bên ngoài càng vọng vào trong phòng rõ hơn nhưng rất nhanh tiếng bước chân đã biến mất có chuyện gì thế dì vương ra muồng bà hỏi người giúp việc ở phòng đối diện nghe nói cậu hai về rồi uống say túy lúy đang ở ngoài cửa chính là lối muốn vào nhà giúp việc ở phòng đối diện nói bảo vệ trực ca tối của biệt thự không ngăn lại được lại vội vàng gọi mấy người bảo vệ khác dậy đế cùng can ngăn. Thực ra dì Vương cũng được coi là người giúp việc mới đến đây, nhưng chuyện giữa ba cậu chủ nhà họ Yến, ít nhiều dì bà cũng nghe được một vài chuyện. Sau khi cậu cả và cậu hai bị đuổi đi, cậu cả không có động tĩnh gì nhưng dường như lúc mới đầu cậu hai không phục, từng quay về đây làm ầm lên. Nhưng đó cũng là chuyện của rất lâu về trước rồi, không biết vì sao tối nay lại tới gây chuyện. Dì Vương lại hỏi người đồng nghiệp ở phía đối diện một câu, người nọ đáp, tôi cũng không rõ có điều thấy bảo là hình như vì chuyện bài vị trong từ đường trước đây có người quét dọn trong từ đường nói bài vị trong từ đường đã bị thay đổi chúng tôi hỏi thay đổi như thế nào người nọ cũng chẳng nói thế thì cậu ta đến làm ầm lên cũng vô ích cậu chủ cũng chưa về trong nhà toàn là mấy người làm công chúng ta dì vương nói dì vương nói xong người nọ đáp lại cậu chủ đã về rồi về từ đêm qua ồ dì vương đáp lại một tiếng được rồi đi ngủ đi cậu chủ về rồi sáng mai nhất định sẽ ăn ở nhà, sáng mai ngủ dậy sẽ phải bận biểu đấy, người nọ nói. Được, chị cũng ngủ đi, sau khi trò chuyện với người kia xong, dì Vương đóng cửa quay về chỗ cũ. Sau khi quay lại, bà nhìn thoáng qua An Hạ ở trên giường. Cô đang ngồi trên giường, nhìn bà. Dì Vương nhìn cô rồi nói, cháu nghe thấy hết rồi à, An Hạ gật đầu, chuyện trong nhà, chúng ta không thể tham gia. Nhưng cậu chủ đã về rồi, ngày mai chắc chắn sẽ gặp cháu. Đến lúc đó cháu phải nhanh nhẹn một chút có biết không, dì Vương dặn dò. An Hạ lại gật đầu. Thấy cô gật đầu, dì Vương cười cười, tắt đèn rồi nói, "Ngủ đi." Trải qua chuyện ồn ào lúc 4 giờ sáng, mọi người đều biết cậu chủ đã quay về. Còn việc cậu hai làm loạn trước cửa có kết quả ra sao, mọi người không rõ và cũng không quan tâm. 6 giờ sáng, người giúp việc trong nhà chính thức dậy, bắt đầu đến nhà chính đế làm việc. So với những gia đình khác, công việc trong nhà họ Yến tương đối nhẹ nhàng. Điều này chủ yếu là người giúp việc trong nhà họ Yến được phân công công việc rõ ràng, người ở khu vực nào sẽ làm việc ở khu vực đó. Nhà họ Yến được chia thành mười mấy căn nhà, mỗi một căn nhà đều có người giúp việc phụ trách, những công việc khác ở trong nhà cũng được phân công một cách nghiêm ngặt. Dì Vương là người giúp việc trong nhà chính, chủ yếu phụ trách công việc trong nhà bếp và phòng ăn. Bây giờ An Hạ vẫn chưa được phân công công việc, tạm thời theo dì Vương để làm việc. Bảy giờ sáng, mặt trời vừa mới ló rạng, ánh nắng xuyên qua cửa kính trong suốt chiếu vào trong phòng dù đang là đầu xuân ánh sáng ở trong phòng vẫn êm dịu và ấm áp cậu chủ còn chưa ngủ dậy nhưng công tác chuẩn bị bữa sáng đã được bắt đầu an hạ rửa rau bên vòi nước đầu bếp đang quấy nhân bánh và người giúp việc đang nhào bột bên cạnh nhắc đến chuyện tối qua tối qua cậu hai dẫn người qua đây đấy đầu bếp trong nhà là nam ở cùng phòng anh ta là một nhân viên bảo vệ tối qua sau khi người bảo vệ kia về phòng anh ta đã hỏi hang một chút cậu hai dẫn theo tận bốn năm người khăng khăng bắt cậu chủ thức dậy đối chất với anh ta đầu bếp nói cậu chủ thì sao người giúp việc hỏi không dậy để quản gia lâm đi giải quyết đầu bếp đáp rốt cuộc là vì chuyện gì nhỉ người nọ lại hỏi nói đến đây người đầu bếp hơi hạ thấp giọng nói cậu chủ đã ném hết bài vị ở trong từ đường chỉ để lại bài vị của mẹ ruột cậu ấy cái gì người giúp việc nọ kinh ngạc hô lên một tiếng nói nhỏ thôi đầu bếp liếc qua an hạ ở bên cạnh Người giúp việc kia cũng nhìn An Hạ một cái, nhưng sau đó lại nhìn về phía đầu bếp, hỏi, vì sao cậu chủ lại làm như vậy nhỉ? Như thế thì, như thế thì quá đại nghịch bất đạo, rồi, đại nghịch bất đạo, vốn chỉ những lời nói cùng hành vi phạm thượng tác loạn, phá hoại trật tự phong kiến. Hiện dùng để hình dung tội to ác lớn tay trời, kể ra, người làm trong nhà hầu hết đều biết chuyện cậu chủ là con ngoài giá thú của ông chủ, nhưng lúc cậu chủ 18 tuổi đã được nhận tổ tông rồi, Bây giờ đã trở thành gia chủ của nhà họ Yến, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Người giúp việc nói xong, nhất thời không thể hiểu được việc mà cậu chủ nhỏ đã làm. Cô ta nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài, nói thế nào tôi cũng cảm thấy cậu chủ hơi quá đáng. Chưa nói đến chuyện ném bài vị, năm ngoái ông chủ vừa tắt thở, còn chưa làm đám tang xong, cậu ấy đã đuổi cậu cả và cậu hai ra khỏi nhà mình. Đúng là máu lạnh thật, dù sao họ cũng là anh em ruột thịt, đập vỡ đầu gối vẫn còn liền gân. Sao có thể làm ra chuyện như vậy? An Hạ, lúc người giúp việc nọ nói chuyện, người đầu bếp gọi An Hạ một tiếng. Ban nãy dì Vương có việc bị gọi ra ngoài, vì thế bây giờ trong bếp chỉ còn đầu bếp và một người phụ việc. Nghe thấy người đầu bếp gọi, An Hạ ngẩng đầu nhìn về phía anh ta. "Cô đến phòng ăn bày bát đĩa đi." đầu bếp nói. Nghe thấy lời của đầu bếp, An Hạ gật đầu, bưng bát đĩa rời khỏi nhà bếp. Sau khi bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái rời khỏi nhà bếp, người đầu bếp mới nói với người giúp việc kia một câu cô không muốn làm việc nữa à, sao lại nói trước mặt người khác thế? Dù cậu ấy đã làm gì, thì bây giờ cậu ấy vẫn là người trả lương cho chúng ta, tôi, ban nãy tôi nhanh mồm nhanh miệng thôi, với lại anh lo cái gì, cô ấy là một đứa câm, có thể nói ra chuyện gì chứ, người giúp việc không đồng tình với anh ta, đồng thời nhíu mày, nói, chị Vương nói cô ấy đến ứng tuyển vị trí giúp việc riêng của cậu chủ, nhưng tôi thấy cô ấy là một đứa câm, còn lâu mới được tuyển nếu không được tuyển. Quản gia Lâm sẽ giữ cô ấy ở lại chỗ nào? Đi theo làm việc với chị Lâm. Nhà bếp và phòng ăn đã đủ người rồi, họ cũng không thể đưa công việc của tôi cho một đứa cầm đâu nhỉ? Người giúp việc nọ lại nhảy không ngừng, bất mãn nhíu mày. Rời khỏi phòng bếp, An Hạ đi tới phòng ăn. Diện tích của nhà chính rất lớn, phòng ăn cách nhà bếp không xa, để ngăn mùi trong phòng bếp, ở giữa còn có một đại sảnh ngăn cách. Sau khi ra khỏi nhà bếp, An Hạ đi qua đại sảnh ngăn cách, đi vào phòng ăn trái với nhà bếp có chút hơi người trong phòng ăn lạnh lẽo hơn rất nhiều phòng ăn rộng lớn với cánh cửa cao rộng có gió lùa vào trong phòng thổi tung rèm cửa vừa được kéo ra ánh nắng ban mai yếu ớt không bị rèm cửa số che chắn đổ nghiêng trên chiếc bàn hình bầu dục dài vừa sạch sẽ vừa trống trải lúc an hạ đi đến phòng ăn không phải không có người có người giúp việc đang thu rèm cửa ở nơi này lại phát hiện có người đi vào người nọ ngẩng đầu lên nhìn một cái đang định chào hỏi thì nhận ra đó là khuôn mặt mới sao lại là cô tới đây chị trần đâu người nọ cười hỏi chị trần chính là người giúp việc ở trong nhà bếp ban nãy mọi khi đều là chị ta qua phòng ăn xếp bát đĩa rõ ràng mọi người đều quen biết nhau sau khi người giúp việc kia hỏi an hạ nhìn cô ta cô còn chưa duỗi tay ra chỉ rõ người kia dường như đã nhớ ra chuyện gì đó à cô là người mới tới đúng không cái người không nói được ấy hả người nọ nói cô ta nói xong an hạ gật đầu dạo này chuyện điều động nhân sự trong biệt thự điển ra khá thường xuyên, nhưng người giúp việc mang cái mát không nói được, nổi bần bật như này thì chỉ có một người. Giữa những người giúp việc với nhau cũng có xã giao, nhưng điều kiện căn bản của xã giao là giao lưu và nói chuyện, rõ ràng An Hạ không thể làm được chuyện này. Đã vậy, người giúp việc kia cũng không nói chuyện với An Hạ nữa, chỉ cười rồi nói, vậy cô làm việc đi, tôi đi đây. Nói xong, người đó đi ngay, sau khi người nọ đi khỏi, trong phòng ăn rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình An Hạ. An Hạ đi tới trước bàn ăn, kéo ghế ăn ở cạnh đó ra, đặt chén đĩa lên trên bàn ăn. Bày chén đĩa xong, An Hạ đẩy ghế về chỗ cũ. Tiếng đẩy ghế hơi vang vang trong phòng ăn trống trải này, An Hạ cúi xuống nhìn thì thấy bên cạnh ghế có một vết bẩn nho nhỏ. Đây không phải vết bẩn quá rõ ràng, nó nằm trên mặt đá hoa cẩm thạch, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thể nhìn thấy. Mỗi ngày đều có người dọn dẹp trong phòng ăn, không thể có chuyện không có ai nhìn thấy có lẽ nó vốn nằm bên dưới chân ghế bị cô kéo cái ghế ra chỗ khác mới lộ ra ngoài an hạ vịn tay vào chiếc ghế chưa được đẩy về chỗ cũ rút một chiếc khăn giấy từ trong túi ra cô vịn vào lưng ghế rồi ngồi sổng xuống chà lau trước chân ghế an hạ lau chùi quá chuyên tâm không hề phát hiện ra có người đi vào phòng ăn đợi đến khi cô phản ứng lại người đàn ông đã ngồi sổng bên cạnh cô anh nhìn cô chuyên tâm làm việc mở miệng hỏi một câu cô chính là cô nhóc giúp việc mà họ tìm cho tôi an hạ ngẩng đầu lên rồi chạm phải đôi mắt đẹp sâu hút ấn tượng đầu tiên của an hạ về cậu chủ rất mơ hồ điều này bắt nguồn từ bức ảnh chụp lén anh trong di động của người giúp việc trong hình cậu chủ đứng trong vườn hoa mặc bộ vét cắt may khéo léo ánh chiều tà tô lên đường nét gò má anh để lại một hình ảnh mơ hồ bây giờ hình ảnh mơ hồ này đã được xử lý qua anh chân thực đến gần trước mắt cô đối với tấm ảnh chân thực này hô hấp của an hạ hơi chậm lại nhiều khi Mọi người thường thích nhìn những thứ đẹp để từ xa. Vẻ đẹp khi nhìn từ xa có giới hạn về tầm nhìn nên tạo cho người ta có cảm giác mơ hồ, cái cảm giác mông lung này làm cho con người tự tưởng tượng ra một vẻ đẹp hoàn hảo, sau đó sẽ hình thành nên một hình ảnh hoàn mỹ nhất từ cái mà bản thân thấy và cái mà mình tưởng tượng ra. Nếu như rút ngắn khoảng cách để nhìn vẻ đẹp kia, vẻ đẹp sẽ được khuếch đại, nhưng khuyết điểm cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn. Còn cái hình tượng hoàng mỹ trong lòng người sẽ sụp đổ nhanh chóng hơn là vẻ được được phóng đại đến mức trung động, nhưng cậu chủ không phải như vậy. Cánh tay thon dài mạnh mẽ của anh khoác lên chân ngồi sổng trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng 20cm, trong đôi mắt cô phản chiếu lại đường nét trên khuôn mặt anh, anh không hề có một chút tì vết nào, như là một tác phẩm nghệ thuật nghiêm cẩn hoàn hảo, anh cũng không phải mẫu đàn ông đẹp trai với gương mặt mày rậm mắt sáng theo thẩm mỹ chung của thời đại phải nói là so với anh Tuấn thì vẻ đẹp của anh còn hoa mỹ hơn, nét sắc sảo lại nhiều hơn mềm mại, là sự kết hợp giữa hai loại đó được chạm khắc một cách tỉ mỉ, là một vẻ đẹp rất quyết đoán lại cực có tính công kích. Mắt phượng hẹp dài, hốc mắt sâu hút, lông mày cao ngất như cây cung kéo dài, sống mũi cao thẳng, dưới mũi là đôi môi mỏng có màu sắc hơi nhạt mà lạnh nhạt, đường viền môi rõ ràng nhưng mạnh mẽ anh giống như một người cá giống đực có lớp vẫy phản chiếu ánh sáng u tối và lạnh lẽo trong đêm trăng dưới đáy biển sâu. Làn da của anh cũng giống như người cá, mỏng manh và nhợt nhạt, nhẵn nhụi và lạnh lùng, ánh nắng ban mai bao phủ như đang tỏa sáng. Thân thể anh cao lớn mà vững trải, cho dù ngồi xuống cũng lớn hơn cô hai vòng, dưới sự nổi bật của làn da tạo thành một loại vẻ đẹp yếu ớt lộng lẫy. Những sinh vật chưa được biết thì luôn nguy hiểm, khiến cho người khác sợ hãi. Cậu chủ có một đôi mắt hẹp dài hơi cụp xuống, con ngươi linh hoạt núp dưới hàng mi như lông quạ, cứ như vậy bình tĩnh thản nhiên nhìn chăm chú, giống như con thú đang ly ba em mờ qua yết hầu, mang theo cảm giác lạnh lẽo, uy nghiêm, đáng sợ. An Hạ vô thức lùi về sau một bước, sau khi lùi lại, cô nhớ tới gì đó lại gật đầu. Yến Bắc Thần cũng trong lúc vô tình đến đây, vừa rồi sau khi nhìn thấy người làm mới với cô đối thoại hai câu thì mới xác định đó là cô. Người làm trong nhà rất nhiều, nhưng người không thể nói chuyện cũng chỉ có một mình cô bé giúp việc của anh có được đáp án khẳng định, Yến bắt thần giơ một tay lên chống vào má. Anh hơi cục mi, quan sát cô bé giúp việc một chút, cô bé giúp việc thật sự rất nhỏ, thoạt nhìn như mới 18-19 tuổi, thân hình mảnh mai gầy yếu, để tiện làm việc, cô dùng kẹp tóc kẹp mái tóc đen dài ra sau đầu, để lộ ra cần cổ trắng như tuyết như chỉ cần sờ một cái là có thể gãy mất, ngoại hình của cô không gọi là rất xinh đẹp, gương mặt bình thường không có gì đặc sắc nhưng bởi vì có đôi mắt đẹp và trời phú cho làn da trắng nõn như tuyết nên miễn cưỡng coi là thanh tú khuôn mặt trái xoan dáng mày đơn giản mũi cũng không quá cao nhưng cũng may là chóp mũi tinh xảo sắc môi hơi nhạt lúc nhìn anh có lẽ vì căng thẳng mà khẽ mím môi thành một đường bây giờ dần thả lỏng ra màu sắc của đôi môi cũng đang dần dần trở nên căng mọng là một cô gái bình thường có thể gặp được ở bất cứ đâu trên đường nhưng cô lại không hề giống những cô gái khác những cô gái bình thường nhìn tươi tắn hơn cô nhiều trên người cô có chứa sự yên tĩnh và lặng lẽ đặc thù của người có chướng ngại về ngôn ngữ sau khi đánh giá xong yến bắc thần nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái hỏi em thật sự không thể nói được ánh mắt yến bắc thần hơi thay đổi một chút trong mắt anh hiện lên ý cười hứng thú an Hải nhìn thấy ý cười trong mắt anh lại gật đầu nhìn thấy cô gật đầu yến bắc thần nở nụ cười giọng nói anh có chút hoài nghi hỏi thêm nếu em không biết nói chuyện thì sao có thể làm cô bé giúp việc của tôi yến bắc thần vừa dứt lời ánh mắt an hạ có chút thay đổi hôm qua quản gia lâm đã nói việc cô có thể ở lại hay không phụ thuộc vào quyết định của cậu chủ cậu chủ nói câu này không thể hiện rõ ý tứ nhưng từ trong lời nói của anh an hạ có thể cảm giác được thái độ của anh trong mắt cô lóe lên vẻ căng thẳng cô giơ tay lên làm một câu thủ ngữ an hạ em biết thủ ngữ sau khi anh biểu hiện hoài nghi năng lực làm việc của cô cô bé giúp việc giơ tay lên cánh tay của cô cũng mảnh mai như thân hình cô vậy khi dùng thủ ngữ thì ống tay áo buông xuống lộ ra một đoạn cổ tay trắng muốt yến bắc thần có thể hiểu được thủ ngữ từ nhỏ đã hiểu thậm chí lúc cô giúp việc giơ tay làm thủ ngữ thì sự chú ý của anh cũng tập trung theo từng cử chỉ ngôn ngữ của cô đến khi anh phục hồi tâm thần lại ánh mắt lại nhìn cô giúp việc anh nhìn thấy môi cô giúp việc mím lại vì căng thẳng đôi môi vốn có chút màu máu lại trở nên nhợt nhạt hơn yến bắc thần nhìn cô trong chốc lát không nói gì tối hôm qua quản gia lâm đã nói với anh về chuyện giúp việc riêng anh nói đợi hôm nay xem rồi mới nói thế nhưng bây giờ yến bắc thần cảm thấy anh hẳn nên dứt khoát từ chối từ hôm qua giúp việc riêng cũng không phải là một việc đơn giản công việc còn nhiều hơn so với người giúp việc bình thường cũng phải cẩn thận hơn nữa yêu cầu người giúp việc riêng phải thông minh cẩn thận nghiêm túc nhẫn nại đồng thời phải cực kỳ có sức quan sát và năng lực trao đổi người bình thường đã khó làm tốt rồi Huấn Hồ là người có rào cản về ngôn ngữ. Nhưng sau khi anh thấy cô, cô bé giúp việc cũng không dễ dàng buông bỏ như trong dự định. Đôi mắt cô khóa chặt lấy anh dường như coi câu chuyện phiếm của họ hiện tại thành một cuộc phỏng vấn dành cho mình. Nếu như hôm qua từ chối thẳng thì hôm nay cũng không phiền toái như vậy. Yến bắt thần nhìn cô bé giúp việc một lúc, nói, thủ nữ có thể nói cho tôi biết tên của em được không? Thủ nữ có thể làm người có rào cản ngôn ngữ giao lưu bình thường được với người thường nhưng khả năng biểu đạt của thủ ngữ là cố định, không thể diễn đạt những từ ngữ không tạo thành từ bất kỳ quy luật gì cả như tên người. Yến Bắc Thần hỏi xong, ánh mắt An Hạ dừng lại, cô cúi đầu, lấy điện thoại ra. Sau khi lấy điện thoại, An Hạ gõ tên của mình lên màn hình điện thoại. Sau khi gõ xong, cô đưa điện thoại cho Yến Bắc Thần, nhìn theo động tác cô đưa điện thoại, mi mắt Yến Bắc Thần hơi cục xuống, ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại đã bị vỡ của cô trên màn hình điện thoại viết tên của cô bé giúp việc, An Hạ. Thủ ngữ không thể thể diễn đạt được thì cô có thể viết lên điện thoại cho anh xem, đây chính là ý mà cô giúp việc bé nhỏ muốn nói cho anh. Yến Bắc Thần lại liếc cô bé giúp việc một cái. Sau khi nhìn cô bé giúp việc, Yến Bắc Thần cầm điện thoại của cô lên. Điện thoại của An Hạ bị cậu chủ cầm lấy, chiếc điện thoại nhìn khá lớn trong tay cô nhưng khi cậu chủ cầm lên thì lại nhỏ đi rất nhiều. Bàn tay cậu chủ trắng nõn tái nhợt hình thành nên sự đối lập rõ ràng với chiếc điện thoại cũ nát. Ngón tay thon dài của anh cầm khung điện thoại, vì dùng sức cho nên khớp xương hơi trắng. Ngón tay tinh tế của anh chạm vào phần màn hình bị vỡ, sau đó gõ hai lần lên màn hình, rồi đưa điện thoại trả lại An Hạ. "Em gọi tên của tôi thử xem." An Hạ nhận lấy điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình di động, trên đó viết ba chữ: "Yến Bắc Thần". Đây rõ ràng là đang làm khó người khác cô giúp việc bé nhỏ gặp trở ngại về ngôn ngữ chắc chắn không thể nói chuyện nhưng lại bảo một cô bé giúp việc không biết nói chuyện nói ra tên anh trên màn hình điện thoại là điều không thể mặc dù ngay trước đó cô có thể giải quyết từng vấn đề về chuyện cô không biết nói bao gồm cả việc không dùng thủ ngữ mà vẫn nói được tên mình nhưng bảo cô nói thành tiếng để cô gọi thẳng tên của anh ra như vậy cô không có biện pháp nào giải quyết cả sau khi cô bé giúp việc nhìn tên của anh trên màn hình điện thoại lại ngẩng đầu ngước nhìn anh đôi mắt của cô thực sự rất đẹp, cứ nhìn anh như vậy, đôi mắt cô đen lấy như thể liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tới tận cùng, không làm được. Yến Bắc Thần hỏi, Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ lắc đầu. Sau khi lắc đầu, cô lại cúi đầu gõ mấy lần lên điện thoại, sau khi gõ xong, cô ngẩng đầu lên, đồng thời ngón tay nhấn một cái lên màn hình điện thoại, cậu chủ, Yến Bắc Thần nâng mi. Một giọng nữ máy móc phát ra từ loa của chiếc điện thoại cũ nát. Bởi vì chất lượng của loa điện thoại rất kém, nên giọng nữ cũng bị xen lẫn một vài âm thanh giống như dòng điện giật, trong phòng ăn không người có vẻ rõ ràng lại kỳ lạ. Sau khi phát ra hai tiếng này, cô bé giúp việc dùng thủ ngữ giải thích cho anh một chút: "An hạ, em không thể gọi thẳng tên của cậu được. Cô là giúp việc của anh, giữa hai người có quan hệ chủ tớ, Yến Bắc Thần là ông chủ của cô, cô không thể gọi thẳng tên anh được." Đây là lễ phép, cũng là quy củ sau khi an hạ ra hiệu bằng thủ ngữ xong thì hạ tay xuống yên lặng nhìn anh sau khi yến bắc thần nghe thấy giọng nữ phát ra từ điện thoại thì im lặng anh bình tĩnh nhìn cô nhóc giúp việc sau một lúc lâu anh khẽ cười một tiếng thú vị yến bắc thần cười nói nét cười của anh trở nên hứng thú hơn nhiều so với vừa rồi có lẽ là vì giọng nữ máy móc vang lên trong điện thoại cũng có thể là vì an hạ không thể gọi thẳng tên anh dù sao thì mấy việc thú vị cũng làm tâm trạng anh tốt hơn nhiều ngay cả màu sắc nhợt nhạt trên người anh cũng trở nên đậm hơn một chút. An Hạ nhìn anh cười, ngón tay lại gõ lên màn hình rồi ấn một cái. Cậu chủ giọng nữ lại vang lên một lần nữa. Yến bắt thân. Sau khi phát ra một lần, An Hạ lại cúi đầu viết mấy chữ trên màn hình, rồi lại ấn xuống. Cậu chủ, em làm việc rất tốt. Yến bắt thân. Ngón tay của cô nhóc giúp việc lại gõ mấy cái lên màn hình. Cậu chủ, xin hãy giữ em lại. Yến bắt thân. Cậu chủ, giọng nữ máy móc vang lên nhiều lần, đến lần thứ ba vang lên, Yến Bắc Thần ngăn cô lại, em rất phiền đó, Yến Bắc Thần nói, An Hạ ngẩng đầu lên, trong mắt cậu chủ mang theo ý cười. May mà em không nói chuyện được, nếu không tôi sẽ bị em làm ồn chết mất, cậu chủ oán giận. An Hạ nghe cậu chủ oán giận xong, lại cười với anh một cái, cô bé giúp việc không biết nói chuyện, nên ngay cả khi cười cũng yên lặng, cô ngồi xổm ở đó, ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi nhợt nhạt nhếch lên, đuôi mắt hơi cong, dưới khóe mắt công là một đôi mắt đen huyền sáng ngời, giống như một hồ nước vắng lặng dưới ánh trăng, làm cho cả người cô trở nên sinh động, tươi sáng hơn, thậm chí, ngay cả khuôn mặt bình thường không nổi bật của cô cũng trở nên có chút ánh sáng. Yến Bắc Thần nhìn cô bé giúp việc cười, cũng nở nụ cười theo cô, vậy thì em cứ, cậu chủ, Yến Bắc Thần còn chưa nói xong đã bị một giọng vội vàng lo lắng cắt đứt. Bị nhắc lời, mắt phượng hẹp dài của Yến Bắc Thần lưu chuyển, hơi nghiêng người liếc về phía sau một cái người đến là bảo vệ trong nhà lúc này anh ta đang thở hổn hển đứng ở cửa nhìn thấy yến bắc thần bảo vệ lo lắng nói cậu hai dẫn người tới nhà thờ tổ rồi ạ à. nhà chính cách nhà thờ tổ một đoạn đường khi yến bắc thần đi dọc theo hành lang tới nhà thờ tổ thì nơi đây đã rất ầm ý khá khó coi yến nam nguyên dẫn theo bảy tám người sắc mặt anh ta rất khó coi đứng trước cửa nhà thờ tổ nhìn bảy tám người xông thẳng về phía nhà thờ tổ mấy bảo vệ đứng ở cửa nhà thờ tổ sắp không ngăn cản được nhìn thoáng qua cảnh tượng trước mắt, Yến Bắc Thần đứng đó, mở miệng nói một câu, anh hai, mới sáng sớm đã làm gì vậy, vừa rồi Yến Nam Nguyên đang tập trung vào mười mấy người đang nhốn nháo làm loạn, sau khi nghe thấy giọng của Yến Bắc Thần, lúc này sắc mặt anh ta càng thêm âm u, lúc quay đầu nhìn Yến Bắc Thần, cơn tức giận bị đèn nén cả đêm của Yến Nam Nguyên bùng lên, anh ta lao thẳng tới chỗ Yến Bắc Thần, Yến Bắc Thần. Năm nay Yến Nam Nguyên khoảng 27-28 tuổi, thân hình cao lớn, cường tráng, xông thẳng về phía yến bắc thần với vẻ mặt âm u như vậy lực sát thương cực kỳ dọa người nhưng khi anh ta sắp đến gần yến bắc thần thì có mấy bảo vệ đã nhanh chóng phản ứng kịp vội vàng tiến lên giữ anh ta lại mấy người bảo vệ cùng ra tay chỉ chốc lát đã khống chế được yến nam nguyên sự xấu hổ và tức giận của yến nam nguyên trong người nổ tung hai mắt anh ta đỏ ngầu nhìn yến bắc thần đứng ở một bên mà mắng yến bắc thần con mẹ nó mày có bản lĩnh thì bảo bọn họ thả tao ra Yến bắt thần thân dài như ngọc đứng thẳng, tại chỗ, nghe thấy lời của Yến Nam Nguyên thì cười, nói, anh hai, anh thật biết nói đùa, em mà bảo bọn họ buông tay, không phải để cho anh đánh à, Nguyên Văn Trường thân ngọc lập ý chỉ dáng đứng cao thẳng như ngọc, cụm từ này ban đầu được dùng để chỉ người phụ nữ có dáng người mảnh khảnh. Vì sau này cùng trường thân được hiểu là người cao, Ngọc Lập để chỉ dáng cao thẳng nên được dùng để chỉ đàn ông, đánh thằng cháu mày đó, con mẹ nó mày mang bài vị nhà họ Yến để đâu rồi, Yến Nam Nguyên đỏ mắt hỏi. Yến Nam Nguyên hỏi xong, Yến Bắc Thần bừng tỉnh, nói, ồ, thì ra là đến vì chuyện này à. Nói xong, Yến Bắc Thần lắc đầu, không biết được, tôi bảo bọn họ quét dọn xong thì ném đi, có thể là ở bãi rác, hoặc là bị người khác lấy đi làm củi đốt rồi. Yến Nam Nguyên nghe xong câu nói của Yến Bắc Thần, sự nhục nhã và giận dữ đồng thời xông thẳng L3N đỉnh đầu, anh ta bộc phát sức mạnh và lửa giận càng lớn hơn, anh ta lao như điên về phía Yến Bắc Thần thằng điên này. Tao giết mày, Yến Nam Nguyên nhào đến như thể đã phát điên, Yến Bắc Thần nhìn một cách bình tĩnh, không né không tránh. Dù sao Yến Nam Nguyên cũng là cậu hai trong nhà, khi giữ anh ta, đám nhân viên bảo vệ vẫn nhẹ tay. Nhưng anh ta đột nhiên bùng nổ, mấy người bảo vệ suýt nữa đã không cản nổi. Khi mọi người hoảng loạn muốn ngăn cản nắm đấm nhằm vào Yến Bắc Thần của anh ta, một giọng nói uy nghiêm bỗng nhiên truyền đến từ cách đó không xa. Nam Nguyên, nghe thấy giọng nói ấy, động tác của yến nam nguyên bỗng dưng ngừng lại yến bắc thần nhìn yến nam nguyên dừng động tác quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh anh cười tủm tỉm nói anh cả anh đến rồi ngay lúc yến nam nguyên phát điên cậu cả nhà họ yến là yến nam tân cũng đi tới nhà thờ tổ yến bắc thần cười chào hỏi yến nam tân nhìn anh cười đè nén cảm xúc dưới đáy mắt bảo anh giải tán người giúp việc và bảo vệ ở xung quanh yến bắc thần giải tán người giúp việc và bảo vệ sau khi anh cả tới yến nam nguyên trở nên ngoan ngoãn cũng giải tán những người anh ta dẫn tới cuối cùng chỉ còn lại ba anh em nhà họ yến cùng nhau vào nhà thờ tổ nhà thờ tổ của nhà họ yến là một tòa nhà nằm riêng một chỗ nếu là chuyện về nhà thờ tổ thì đương nhiên phải giải quyết trong nhà thờ tổ yến bắt thần đẩy cửa nhà thờ tổ ra sau khi đi vào anh ngồi lên đệm hương bộ ở trước bàn thờ yến bắt thần đi vào rồi ngồi xuống vẻ mặt bình tĩnh như thường nhìn hai người anh đi vào cửa so sánh với anh vẻ mặt của hai người anh là kiểu người này khó coi hơn người kia, nhất là sau khi nhìn thấy bài vị trên bàn thờ chỉ thờ cúng một bài vị, ngay cả người luôn luôn kiềm chế như Yến Nam Tân cũng phải nhíu chặt mày. Mà sau khi Yến Nam Nguyên nhìn thấy bài vị kia, lửa giận bị anh cả đè nén lại một lần nữa bùng lên, muốn đánh về phía Yến Bắc Thần, nhưng lại bị Yến Nam Tân ở bên cạnh ngăn cản, anh. Anh xem nó đã biến nhà thờ tổ của gia đình thành cái dạng này, anh còn nhìn được hả? Lúc này, yến nam nguyên nổi giận đùng đùng ngay cả anh cả mình kính trọng nhất cũng không cản được em muốn làm ầm ĩ như thế nào yến nam tân cúi đầu quát yến nam nguyên đánh nó một trận rồi em đi tù à so sánh với yến nam nguyên kích động yến nam tân chín chắn hơn rất nhiều yến nam tân vừa nói như vậy yến nam nguyên nhìn về phía yến bắc thần đang ngồi trên đệm hương bồ yến bắc thần yên lặng ngồi ở đằng kia nhìn hai anh em bọn họ giống như đang nhìn con khỉ trong vườn bách thú mà quả thật là nó cũng coi bọn họ như đám khỉ, kể từ năm một tám tuổi được đón về nhà họ Yến nuôi nấng, nó vẫn luôn coi mọi người trong nhà họ Yến như khỉ để chơi đùa. Anh ta không hề nghi ngờ Yến Bắc Thần có thể làm ra chuyện như vậy, thậm chí rất có khả năng là sau khi anh ta ra tay, Yến Bắc Thần lại cho thêm mấy tội danh khác khiến anh ta ngồi tù cả đời không thể ra được. Từ trước đến nay, nó vẫn luôn ngoan độc xảo trái như vậy, nó đã đuổi tận giết tuyệt nhà họ Yến, nhưng nó vẫn chưa thỏa mãn nó muốn nhìn thấy người nhà họ yến phải chịu đau khổ nó mới có thể thỏa mãn nó đã không phải người bình thường nó là một kẻ có tâm lý bi ba n thái hôm qua là mày cố tình thả tin tức về nhà thờ tổ cho tao biết được anh cả nhắc nhở cuối cùng yến nam nguyên mới lấy lại tinh thần mà sau khi tỉnh táo lại trừ việc cảm thấy phẫn nộ anh ta còn thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân anh ta nhìn yến bắt thần như ma như quỷ đột nhiên cảm xúc hơi suy sụp so với yến nam nguyên tâm tính của yến nam tân vững vàng hơn nhiều anh ta nhìn về phía yến bắc thần đang ngồi trên đệm hương bộ lại nhìn thoáng qua bài vị trên bàn thờ nói bắc thần chuyện ngày trước đều là cha làm sai cũng là cha sai bây giờ ông mất rồi em còn muốn thế nào yến bắc thần ngồi khoanh chân trên đệm hương bộ hai tay anh buông thõng đặt lên đùi yến nam tân hỏi xong anh ngước mắt lên nhìn lướt qua hai anh em nhà họ yến đứng ở nơi đó cười một cái hai tay chống ra sau em muốn thế nào em muốn cha nợ thì con trả yến bắc thần nói xong yến nam nguyên nói mày đừng quên mày cũng là con của ông ấy đấy yến nam nguyên vừa nhắc nhở như vậy yến bắc thần đã ngồi thẳng người dậy anh nhìn thoáng qua yến nam nguyên sau đó quay người lại khuỵu hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống đệm hương bồ anh kính cẩn quỳ trước bài vị nói với bài vị rất xin lỗi đối với những tổn thương mà cha gây ra cho mẹ con xin thay mặt cha xin lỗi mẹ một cách chân thành nhất nhìn thấy yến bắc thần quỳ xuống Yến Nam Nguyên và Yến Nam Tân ở bên cạnh, động tác quỳ xuống của Yến Bắc Thần rất thành thạo, sau khi nói xong, anh nói với Yến Nam Tân và Yến Nam Nguyên, hai anh cũng làm đi, em chuẩn bị ba cái đệm hương bồ, anh cả ở bên trái, anh hai ở bên phải, chúng ta cùng nhau xin lỗi mẹ em thay cha, sắp xếp đâu ra đấy. Yến Bắc Thần quay lưng về phía hai người, cơ thể cao lớn thẳng tắp quỳ thẳng ở đằng kia, cửa nhà thờ tổ mở rộng, ánh nắng chiếu xuyên vào từ bên ngoài nhà thờ tổ, chiếu lên sau lưng anh màu da anh tái nhợt, tự như bị ánh sáng hòa tan, ở nơi trang nghiêm như nhà thờ tổ này, lại có loại điên cuồng và quỷ dị khác thường. "Mày đúng là đồ điên." Lúc này, Yến Nam Nguyên cũng cảm thấy hôm nay mình không nên tới đây, anh ta lẩm bẩm một câu. Sau khi anh ta nói xong, Yến Bắc Thần quay đầu lại, dưới ánh nắng sáng rọi, cả người anh trở nên gần như trong suốt. Trong trạng thái gần như trong suốt ấy, môi anh lại dần có màu sắc. Màu máu in đậm trên môi anh đôi môi mỏng của yến bắc thần nhếch lên một độ cong nở nụ cười vậy à đây không phải là bị các người ép cho phát điên à khi quản gia lâm đi vào nhà thờ tổ yến bắc thần đang ngồi trên đệm hương bộ không biết đang nghĩ cái gì anh ngồi khoanh chân ở đằng kia mặt hướng về phía bài vị trên bàn thờ gáy hơi ngửa lên như thể chỉ có như vậy mới có thể nhìn thẳng vào bài vị quản gia lâm vừa vào cửa yến bắc thần đã nghe thấy tiếng bước chân của ông ấy nhưng anh không quay đầu lại chỉ hỏi đi rồi à đi rồi quản gia lâm đứng phía sau yến bắc thần trả lời một câu vừa rồi khi yến nam tân và yến nam nguyên rời khỏi nhà thờ tổ đi ra ngoài vẻ mặt của hai người đều chẳng dễ nhìn chút nào nhất là yến nam nguyên sau khi tiễn hai người rời khỏi nhà chính của nhà họ yến quản gia lâm mới quay lại tìm yến bắc thần quản gia lâm nói xong yến bắc thần bật cười một tiếng thật sự không hiểu hai ông anh này nghĩ cái gì bọn họ không bảo vệ nổi nhà họ yến thì quay về đòi mấy tấm gỗ nát kia làm gì vừa rồi trước khi rời đi yến nam tân uyển chuyển đưa ra yêu cầu muốn mang bài vị của nhà họ yến đi để tự mình thờ cúng hỏi rốt cuộc yến bắc thần đã giấu bài vị ở đâu bọn họ đúng là lương thiện quá cũng tốt bụng cho rằng anh chỉ giấu bài vị đi mà thôi nhưng trên thực tế thì bài vị đã bị anh vứt đi thật rồi yến bắc thần cười dẻo hai người anh xong thì trầm ngâm một chút sau đó đứng lên khỏi đệm hương bồ sau khi đứng dậy anh vương người một cái xoay người ra khỏi nhà thờ tổ, tôi về ngủ tiếp đây, mới sáng sớm đã bị Yến Nam Nguyên gọi dậy, chưa ngủ được mấy, quản gia Lâm nhìn bóng lưng cao lớn đang rời đi của người đàn ông, hỏi, vậy bữa sáng thì sao? 10 giờ tiếng Bắc thần nói, 11 giờ tôi có cuộc họp, chín rưỡi chú bảo người đi gọi tôi dậy nhé, Yến Bắc thần nói xong, quản gia Lâm cúi đầu lên tiếng đáp lại, vâng, cuối cùng. Sau khi hai anh em nhà họ Yến làm ầm ĩ một trận vào sáng sớm thì đã rời đi cậu chủ ở nhà thờ tổ một lát rồi về ngủ, nhà họ Yến lại khôi phục yên tĩnh, nhưng chỉ bình tĩnh ngoài mặt mà thôi, buổi sáng ầm ý như vậy, đám người làm nghe ngóng tình hình từ chỗ bảo vệ. Chuyện của gia tộc lớn thường có thể khiến người ta nghe hăng say, quả thật là chỉ còn lại một cái bài vị thôi, khi đó tôi đi trễ, lúc cậu chủ đẩy cửa đi vào, tôi có trông thấy, vậy bài vị của tổ tông nhà họ Yến đâu rồi, vứt đi rồi, nghe kể là cậu chủ hất hết bài vị xuống bàn, rồi cầm dao phá nát hết ôi mẹ ơi vậy 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 cậu chủ không sợ gặp báo ứng hả cậu ấy không quan tâm đâu chị nhìn cậu chủ nhà chúng ta đi làm gì có chỗ nào giống người bình thường chứ đám người giúp việc trong nhà chính vừa quét tước dọn vệ sinh vừa thì thầm bàn tán chuyện hồi sáng an hạ ngồi xổm trước ghế ăn cơm ở nhà ăn đang dọn dẹp từng vết bẩn không thể quét đến dưới ghế ăn cơm an hạ khi cô đang dọn dẹp không biết quản gia lâm đã đi đến đây từ bao giờ quản gia lâm vừa bước vào tiếng thì thầm khe khẽ vừa nãy đã hoàn toàn biến mất bị gọi một tiếng như vậy an Hạ ngẩng đầu nhìn về phía quản gia lâm cậu chủ muốn thức dậy ăn cơm vào lúc 10 giờ cậu ấy ngủ say lắm cháu đi gọi cậu ấy một tiếng đi quản gia lâm nói quản gia lâm nói xong người giúp việc đang quét tước vệ sinh trong phòng ăn đều nhìn về phía an hạ an hạ đứng dậy từ dưới đất gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu Quản gia Lâm lên tiếng xong thì lại nói với mấy người giúp việc quản lý nhà bếp là cậu chủ muốn ăn cơm lúc 10 giờ để bọn họ đi chuẩn bị bữa sáng. Sau khi nói xong, quản gia Lâm rời đi luôn. Quản gia Lâm vừa đi khỏi, dì Vương đã tới trước mặt An Hạ, trên mặt bà ấy tràn ngập vui mừng, nói: "Bé An này, cậu chủ giữ cháu lại rồi à?" Dì Vương nói xong thì một người giúp việc trẻ tuổi ở bên cạnh nói: "Chỉ bảo đi gọi dậy mà thôi, còn chưa nói để cô ấy làm giúp việc riêng mà." Lúc trước Người làm trẻ tuổi kia cũng tới đây xin làm giúp việc riêng cho cậu chủ, nhưng không được nhận, vì thế bây giờ ở lại nhà chính làm giúp việc bình thường. Người giúp việc kia nói xong, dì Vương cũng không thèm để ý, chỉ cười nhận lấy dụng cụ vệ sinh ở trong tay An Hạ, nói, cháu mau đi đi, đừng làm trễ giờ thức dậy ăn cơm của cậu chủ. Dì Vương vừa dứt lời, An Hạ đã gật đầu, rời khỏi phòng ăn. Sau khi An Hạ rời khỏi phòng ăn thì đi lên tầng 2 của nhà chính. Nhà chính trong dinh thự của nhà họ Yến là tòa kiến trúc lớn nhất trong dinh thự của nhà họ Yến, cao 6 tầng, hơn nửa diện tích mỗi tầng đều rất rộng. Phòng cậu chủ ở tầng 2 là căn phòng lớn nhất ở tầng 2. An Hạ làm theo lời dặn của quản gia Lâm, mở cửa phòng ngủ của cậu chủ ra. Cửa phòng ngủ được mở ra, bên trong như thể lại đi vào một căn nhà khác, cũng không phải nói phong cách của căn phòng này khác với phong cách của nhà chính, mà là kiểu vào trong phòng này giống như lại đi vào một căn nhà khác. Sau khi mở cửa phòng, vào cửa chính là một phòng khách rộng hơn trăm mét vuông. Trong phòng khách có sofa, có lò sưởi trong tường, giá sách, đèn treo, giống như một bản thu nhỏ của phòng khách ở nhà chính. Mà hai bên trái phải của phòng khách còn có thêm hai cánh cửa, tổng cộng là bốn căn phòng. Quản gia Lâm nói, đi vào cửa, phòng cậu chủ là cánh cửa ở bên tay phải gần cửa sổ. An Hạ làm theo lời dặn của quản gia Lâm, mở cánh cửa đó, cánh cửa này gần cửa sổ, cũng là hướng mặt trời mọc. Chín rưỡi sáng, ánh mặt trời đã hết chan hòa mà trở nên chói chang. Ánh nắng gây gắt xuyên qua rèm cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng, chiếu sáng từng ngóc ngách trong căn phòng. An Hạ đứng ở cửa, nhìn về phía cậu chủ đang ngủ say ở trên giường. Cậu chủ đang nằm trên một chiếc giường to rộng, chăn đệm trên giường là màu xanh nước biển. Cơ thể của cậu chủ vùi trong chăn đệm, như thể người cá chìm trong biển sâu. Ánh nắng lấp lánh trên đệm, cánh tay của cậu chủ buông thõng ra ngoài chăn đệm có một nửa được ánh nắng chiếu rọi có một nửa ẩn dưới bóng râm của rèm cửa hình thành ranh giới giữa tái nhợt và trong suốt đầu anh gối lên gối tóc xõa lung tung xuống má dưới mái tóc màu nâu vàng đôi mắt hẹp dài trên gương mặt tinh xảo đẹp trong trẻo nhắm rất chặt vì nhắm mắt nên lông mi trên dưới của anh chạm vào nhau tạo thành cái bóng càng rõ rệt hơn ở dưới mí mắt của anh dưới lông mi mũi anh cao thẳng môi mỏng miếng chặt trạng thái khi ngủ của con người là thả lỏng nhất bởi vì ngủ là một quá trình nghỉ ngơi, nhưng cậu chủ thì không. Hai mắt anh nhắm tiệt, môi miếng chặt, lúc này, chân mày giãn ra hồi sáng của anh cũng đang nhíu chặt lại, vẻ mặt căng thẳng như vậy khiến khuôn mặt anh trở nên càng lập thể rõ nét, hơn nửa da anh tái nhợt, làm anh trông giống như một pho tượng bạch ngọc được đặt trên giường. An Hạ đi tới trước giường, lúc đến gần, An Hạ cảm nhận được sức sống của pho tượng bằng bạch ngọc, anh đang hô hấp, tiếng hít thở nhẹ nhẹ đều đặn, là tần suất hô hấp khi ngủ say. Quản gia Lâm Bảo cô gọi cậu chủ dậy, nhưng mà cô không nói được, không thể gọi. Nghĩ đến cái này, An Hạ lấy di động ra, gõ vào mấy chữ. Khi ngón tay ấn vào nút phát ra âm thanh, An Hạ nhìn về phía đôi mày đang cau chặt của cậu chủ, động tác tạm dừng lại. Mặc dù âm thanh điện tử có thể thay cô phát ra tiếng trong chốc lát, nhưng thật ra âm thanh đó cũng không dễ nghe, hơn nữa lại rất ghê rợn. Nếu như dùng âm thanh điện tử để gọi cậu chủ trong lúc cậu chủ đang ngủ say có khi cậu chủ sẽ bị dọa mất. Nghĩ vậy, An Hà cất điện thoại đi, duỗi tay ra khẽ vịn vào cánh tay của cậu chủ. Khi tay cô vừa mới chạm nhẹ vào cánh tay của cậu chủ, còn chưa kịp đẩy, cậu chủ đang ngủ say đột nhiên mở bừng mắt. Trong nháy mắt cậu chủ mở mắt ra, bầu không khí bỗng dưng chìm vào trong âm u tàn bạo đến rợn cả tóc gáy. Khi An Hạ nhìn thấy ánh mắt u ám hung ác khi mở mắt ra của cậu chủ, nguy hiểm ép cô phải rụt tay lại theo bản năng, nhưng cô còn chưa rút về, cậu chủ đã trở tay bắt lấy cánh tay cô giây tiếp theo cơ thể cô bị một lực mạnh kéo lại ngã dúi dụi xuống giường sau đó cổ cô bị một cánh tay chặn ngang kìm thật chặt cổ an hạ bị ghìm lại khí quản của cô tắt nghẽn trong nháy mắt cảm giác sợ hãi như bị chết đuối khiến cô trợn to hai mắt cổ họng cô phát ra một âm thanh như tiếng kêu cứu a à, a à, tiếng kêu cứu này đã kéo ý thức của yến bắt thần về sự hung ác và tàn bạo đồng tử anh giống như động vật máu lạnh chợt co lại sau đó nhanh chóng biến mất trong con ngươi. Lúc lấy lại ý thức, Yến bắt Thần nhìn An Hạ ở dưới người, buông cánh tay đang kiềm chế cô ra. Cánh tay của người đàn ông được nâng lên, An Hạ như thể vừa được vớt lên từ trong nước sâu, cô vội vàng hít thở một hơi thật mạnh. Không khí đầy miệng tràn vào khí quản và L không nờ dê ngục cô, cổ họng của An Hạ như thể bị thứ gì đó rạch qua, cô ho khan dữ dội. Khụ khụ khụ, cô gái nhỏ ngồi dậy khỏi giường, cô giơ tay lên che chỗ cổ họng vừa bị kiềm chế. Ho khan kịch liệt, ho khan khiến cho cơ thể nhỏ gầy của cô khẽ run rẩy, làn da trắng nõn của cô hơi ửng đỏ. Yến Bắc Thần giơ tay đặt ở sau lưng của cô, anh vỗ nhẹ giúp cô dễ thở hơn, nói xin lỗi cô, em không sao chứ? "Rất xin lỗi, tôi không để ý, ra tay theo bản năng." Dứt lời, Yến Bắc Thần vừa nghe cô bé ho khan vừa nói, "Sao em không gọi tôi?" Anh nói xong, An Hạ ngước mắt nhìn anh một cái, vừa rồi ho khan vài cái, cảm giác khó chịu ở cổ họng đã hơi dịu đi an hạ lại khôi phục dáng vẻ yên tĩnh gò má cô ửng đỏ vì ho khan mặt đỏ bừng bừng hai mắt có chút hơi nước vì ho khan chúng long lanh trong đôi mắt trong trẻo đen lấy của cô trông càng sáng hơn bình thường đối diện với đôi mắt của cô bé yến bắc thần nhớ ra cô không biết nói bàn tay to của yến bắc thần vẫn còn đang vỗ sau lưng cô sau khi an hạ đỡ hơn cô đứng dậy khỏi giường cô ra giấu tay với yến bắc thần làm một câu thủ ngữ an hạ âm thanh điện tử quá ồn sợ sẽ hù dọa anh cô nhóc đứng ở đó nghiêm túc giải thích vì sao vừa rồi cô không muốn gọi anh mà lại dùng tay đẩy anh để đánh thức anh cô ra giấu tay xong yến bắt thần nhớ tới âm thanh điện tử ồn ào kia đúng là sẽ dọa sợ thật yến bắt thần ngước mắt lên nhìn an hạ đứng ở chỗ đó cười một tiếng nói giọng em hay mà em có thể trực tiếp gọi tôi mặc dù cô giúp việc nhỏ không nói được nhưng hình như là có thể phát ra âm thanh cũng chính âm thanh do cô phát ra đã kéo ý thức của anh lại lúc nãy cô còn ho khan mấy cái, tiếng mềm như bông, hơi giống nước suối mát lạnh, rất êm tai. Đây là lời khen dành cho cô, Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ cười một cái, cô giúp việc nhỏ cười rộ lên mà vẫn im phăng phát, không có tiếng động gì. Yến Bắc Thần nhớ lại âm thanh cô vừa phát ra lúc nãy, hỏi, em có thể phát ra âm thanh à? Yến Bắc Thần hỏi xong, cô bé giúp việc gật gật đầu. Vậy chứng tỏ cấu tạo ép một nhờ lý để nói chuyện của em là bình thường, Yến Bắc Thần nói vậy tại sao em lại không thể nói chuyện? Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ Cục Mi nhìn về phía anh. Sau khi anh hỏi, cô giúp việc nhỏ chìm vào yên lặng trầm tĩnh hơn cả mọi khi. Cô chỉ mở to hai mắt rồi nhìn anh, không dùng thủ ngữ, cũng không dùng âm thanh điện tử, chỉ nhìn anh như vậy. Yến Bắc Thần đợi một lát, cô bé giúp việc vẫn không có ý muốn lên tiếng, anh cũng không hỏi nữa. Thôi vậy, dứt lời, Yến Bắc Thần đi xuống giường. Sau khi cậu chủ rời giường thì đến phòng ăn để ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, cậu chủ ra khỏi nhà, nhà chính bận rộn từ sáng sớm trở nên rảnh rỗi hơn vì cậu chủ đã chủ rời đi. Quản gia Lâm lại sắp xếp một vài việc, đám người giúp việc ở nhà chính túng năm tụng ba đi dọn dẹp sửa sang lại. Những việc này không gấp, mọi người làm từ từ mà nghiêm túc cẩn thận. An Hạ vẫn được xếp vào cùng một nhóm với Dị Vương, hai người và vài người khác phụ trách dọn dẹp cửa kính và trèm ở nhà chính. Mùa đông qua đi, mùa hè sắp đến, cả căn nhà sắp sửa tiến hành tổng vệ sinh theo quý quản gia lâm giao việc xong thì rời khỏi nhà chính đến các tòa nhà khác nhà chính không có quản lý mọi người đều thả lỏng dì vương lôi kéo an hạ cũng bắt đầu hỏi cô về chuyện sáng nay thế nào cậu chủ có nói sẽ giữ cháu lại không buổi sáng an hạ đi gọi cậu chủ dậy sau khi cậu chủ rời giường thì đến phòng ăn để ăn cơm mà an hạ thì lại về nhà bếp giúp đỡ hình như cô cũng chỉ được giao việc đi gọi cậu chủ dậy mà thôi Dì Vương hỏi xong, An Hạ lắc đầu, không nói à. Cũng chưa chắc nhỉ, dì Vương hơi thắc mắc. Bình thường chuyện gọi cậu chủ dậy như này cũng chỉ có giúp việc riêng mới có thể đi làm mà, sáng nay có chuyện gì thế? Cháu có chọc cậu chủ mất vui không, dì Vương hỏi. Dì Vương vừa hỏi như vậy, An Hạ nhớ lại chuyện hồi sáng. Ban đầu, hình như không có gì, nhưng khi cậu chủ hỏi cô vì sao không nói được, sau khi cô im lặng, hình như cậu chủ không nói chuyện với cô nữa. Nhớ đến đây, An Hà lấy di động ra, gõ mấy chữ cho dì Vương xem. Dì Vương lại gần nhìn thoáng qua màn hình di động, một người làm khác ở bên cạnh đang chăm chú hóng hai người nói chuyện, thấy dì Vương tiến lại gần, cô ta cũng thuận thế xích lại. Cậu chủ hỏi cô nhưng cô không trả lời á, người làm kia nhìn thấy chữ trên di động thì hơi giật mình. Cô đúng là rất to gan đấy, người làm kia nói xong thì nhìn về phía An Hạ, nói, chúng ta phục vụ cậu chủ, kể cả người làm bình thường thì chủ nói cái gì chính là cái đó giúp việc riêng lại càng phải nghe lời hơn thế mà cô lại dám không trả lời câu hỏi của cậu chủ người làm đó nói xong an hạ lo lắng liếc nhìn dì vương một cái trong lòng dì vương cũng thấy ngờ ngợ an hạ là một người ngoan ngoãn nghe lời bảo gì làm nấy sao lại hỏi cô mà cô không trả lời chứ bà ấy muốn hỏi tỉ mỉ hơn nhưng nhìn qua thấy vẻ lo lắng trong mắt cô bé bà không hỏi nữa chỉ an ủi nói chưa chắc nếu không đợi tối nay cậu chủ về thì hỏi thử đi tối nay cậu chủ không về đâu, người làm kia lại nói, bình thường cậu ấy rất ít khi về nhà, bốn năm ngày mới về một lần, có khi lần này cũng thế. Sau khi nói xong, người làm kia nhìn lướt qua An Hạ, nói, theo tôi thì cô đừng hỏi, chuyện làm giúp việc riêng vốn đã bấp bênh, có khi cô hỏi, cậu chủ lại nhớ ra cô là đứa không nghe lời, nói không chừng còn không cho cô làm người giúp việc trong nhà luôn ấy chứ, người làm kia nói xong, vẻ mặt của An Hạ càng lo lắng hơn. 10 giờ, Yến Bắc Thần đã đến tòa nhà của tập đoàn Yến Thị. Trong phòng họp rộng lớn trang nghiêm, các quản lý cấp cao trong tập đoàn đã đợi ở đây từ lâu. Yến Bắc Thần đi tới cửa, trợ lý công việc của anh là Lý Trạch đã đưa tài liệu cho anh, nói qua một lượt về nội dung cuộc họp lần này, liên quan tới chuyện công ty chi nhánh ở Hải Thành có vấn đề. Tập đoàn Yến Thị là tập đoàn y dược lớn nhất trong nước, công ty chi nhánh của tập đoàn trải rộng khắp cả nước. Năm ngoái, sau khi Yến Bắc Thần nắm giữ tập đoàn Yến Thị, bởi vì người quản lý mới nhậm chức nên nội bộ tập đoàn ồn ào xôn xao, đã gần nửa năm trôi qua, mặc dù bầu không khí Dương Cung Bạc Kiếm đã dịu đi, nhưng không ai biết liệu bây giờ có phải là yên bình trước bão táp hay không. Yến Bắc Thần nhận tài liệu, cũng chẳng thèm lật xem, dứt khoát đẩy cửa đi thẳng vào phòng họp. Các quản lý cấp cao trong phòng họp nhìn thấy Yến Bắc Thần, vẻ mặt phức tạp không giống nhau. Mọi người đều là nhân viên lâu năm có chức có quyền trong tập đoàn Yến thị. Đối với người quản lý tự dưng giữa đường nhảy bổ ra như yến Bắc thần, trong lòng cũng có đủ loại suy nghĩ riêng, mà yến Bắc thần dường như không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, anh cười đi đến vị trí trong cùng trên bàn dài hình bầu dục, ngồi xuống rồi nói: "Xin lỗi vì đến muộn, lại còn bắt các chú các bác phải chờ cháu." "Thật ra thì mọi người cứ bắt đầu trước đi là được, dù sao cháu cũng không hiểu chuyện công ty." Yến Bắc thần cười nói xong, mấy quản lý cấp cao trong công ty dùng ánh mắt phức tạp để liếc nhìn nhau một cái sau đó một ông cụ đã bạc hết hai bên tóc mai nói vậy thì bắt đầu đi dứt lời cửa phòng họp đóng lại hội nghị chính thức bắt đầu cuộc họp dài dòng này kéo dài hơn hai tiếng lúc họp xong yến bắt thần đứng dậy cài cúc áo vét rồi rời khỏi phòng họp dưới cái nhìn soi mói của mọi người ra khỏi phòng họp yến bắt thần đưa tài liệu cho lý trạch ở bên cạnh xoay xoay cái cổ hơi tê mỏi vì cúi đầu quá lâu cuộc họp dở hơi này mà kéo dài hơn hai tiếng mỏi hết cả cổ yến bắt thần phàn nàn đấy là vì anh cứ cúi đầu vẽ tranh chân dung của tổng giám đốc uông suốt hai tiếng đồng hồ đó lý trạch nói lý trạch nói xong nhìn liếc qua bức tranh vẽ cái đầu của ông chú béo ụt ịt trên bìa tài liệu lúc anh ấy nhìn yến bắc thần cũng thò đầu lại gần nhìn thoáng qua cười nói thế nào vẽ không tệ nhỉ lý trạch cạn lời không tỏ ý kiến gì với cái này ông ta nói hiệu quả kinh doanh và lãi bên phía hải thành không tốt quản lý lỏng lẻo cần ông ta đi xử lý một chút yến bắc thần nhớ lại nội dung cuộc họp rồi nói một câu với lý trạch đúng rồi lý trạch nói cuộc họp lần này vốn được mở ra là vì công ty chi nhánh ở hải thành có vấn đề hải thành à yến bắc thần ngẫm nghĩ nói vậy để tôi đi cho lý trạch đang xem tài liệu hả yến bắc thần giơ tay xoa bóp sau gáy nói tôi vốn là chủ tịch tập đoàn yến thị tập đoàn xảy ra chuyện đương nhiên phải làm đầu tàu gương mẫu cứ quyết định như thế đi yến bắc thần tự quyết định xong lý trạch mới lấy lại phản ứng từ trong tư duy bay xa bay cao của anh nói không đúng chuyện của công ty chi nhánh không cần anh tự mình đến đó lúc họp đã nói là để tổng giám đốc uông đến đó giải quyết chuyện này hơn nữa anh còn đồng ý rồi nhưng tôi cũng có thể đổi ý mà yến bắc thần nói xong đi vào khu làm việc của chủ tịch anh quay đầu lại nói với lý trạch tổng giám đốc uông lớn tuổi rồi chuyện đi công tác này vẫn nên giao cho tôi thì hơn lý trạch đè nén huyệt thái dương đang nhảy lên thình thịch thình thịch nói vậy anh đi thì bên tổng công ty này phải làm thế nào yến bắc thần liếc lý trạch một cái lý trạch vốn dĩ chuyện công ty đều do cậu xử lý tôi có ở đây hay không cũng chẳng có vấn đề gì yến bắc thần nói một cách hiển nhiên nhưng mà đây là cái gì lý trạch còn chưa nói xong yến bắc thần đã đứng trước quầy thư ký ở bên ngoài khu làm việc của chủ tịch sau quầy thư ký có ba thư ký đều là thư ký của yến bắc thần lúc này chỉ có một trong ba thư ký lời vừa rồi là yến bắc thần nói với cô ấy ánh mắt của yến bắc thần dừng trên bàn làm việc của cô ấy nhìn một cây gậy phép thuật sáng lấp lánh thư ký đây là thư ký liếc yến bắc thần một cái với vẻ hơi ngại ngùng nói gậy phép thuật yến bắc thần nhìn gậy phép thuật mà hứng thú bừng bừng hỏi để làm gì cũng không có gì thư ký cười giải thích một câu mua về dỗ trẻ con thư ký giải thích xong yến bắc thần nhìn gậy phép thuật ờ ờ xong yến bắc thần cho tôi một cái thư ký hả à vâng tư duy của yến bắc thần bay quá cao quá xa thư ký sửng sốt một lát sau đó mới phản ứng lại rút một cây gậy phép thuật đưa cho yến bắc thần yến bắc thần nhận lấy gậy phép thuật lấy điện thoại ra hỏi bao nhiêu không không cần thư ký xua tay từ chối thấy thư ký từ chối yến bắc thần nhìn cô ấy một cái cười nói cô lại còn có tiền hơn tôi à yến bắc thần hỏi xong thư ký yên lặng móc di động ra yến bắc thần bật mã qr trả tiền bằng điện thoại để thư ký tự mình quét thoải mái, thư ký quét tiền của gậy phép thuật xong thì thấy Yến Bắc thần cầm điện thoại lên, không thể không nói, một người đàn ông cao lớn trắng rỏi như vậy mà cầm gậy phép thuật thì vẫn thấy hơi hơi không hài hòa. Thư ký nhìn về phía Yến Bắc thần đang cầm gậy phép thuật, cười hỏi: "Sếp Yến, anh lấy cái này để?" Thư ký hỏi xong, ánh mắt của Yến Bắc thần rời khỏi gậy phép thuật, cười với cô ấy, nói: "Không phải cô nói đây là đồ chơi để dỗ trẻ con à?" Dứt lời, Yến bắt Thần phe phẩy gậy phép thuật trên tay, đi vào văn phòng của mình, nhìn theo bóng lưng cao lớn cầm gậy phép thuật, thư ký. Buổi sáng bận biểu làm việc ở nhà chính từ sớm, sau khi ăn cơm trưa xong, An Hạ bị điều tới sân vườn ngoài nhà chính. Tháng 3 vào xuân, không chỉ trong nhà cần phải sửa sang lại, mà sân bên ngoài nhà cũng cần phải chăm sóc một phen. Nhà họ Yến nằm trong một công viên tư nhân, vườn hoa có diện tích còn rộng hơn cả diện tích nhà ở. Bây giờ, vào mùa này, mặt cỏ xanh mướt, hoa trà nở rộ, mặc dù chưa vào giữa hè, nhưng đã tạo thành cảnh tượng trăm hoa đua sắc. Dinh thự của nhà họ Yến có bốn tòa nhà làm theo kiểu Trung Quốc có hàng lang nối tiếp nhau, bên ngoài hành lang nối tiếp đều là vườn hoa. Vườn hoa có đủ loại hoa cỏ phong phú đa dạng, nhưng vào mùa này, chỉ có hoa nhài mùa đông và hoa sơn trà đang nở rộ. Hoa nhài mùa đông, Jasminum nudiform, hoa nhài mùa đông, là một loại cây bụi mảnh, rụng lá có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hoa nở rộ ngay sau mùa đông, đó là lý do tại sao nó còn được đặt tên là hoa nghênh xuân trong tiếng Trung Quốc, có nghĩa là loại hoa chào đón mùa xuân. Đương nhiên chuyện chăm sóc các tỉa vườn hoa là do người làm vườn xử lý, người giúp việc được điều ra ngoài chỉ cần dọn dẹp quét tước sạch sẽ hoa cỏ vừa cắt tỉa là được. Buổi chiều, ánh nắng sáng rỡ, sau hàng loạt tiếng u u ồn ào, cuối cùng, mấy cắt cỏ đã làm xong khâu cắt cỏ. Khi An Hạ đi theo mấy người giúp việc qua đó dọn dẹp cỏ thừa, cô trông thấy hoa sơn trà màu trắng rơi trên mặt đất nếu em thích thì cứ lấy đi dù sao cũng đã cắt xuống rồi trong sân không chỉ có người giúp việc mà còn có người giúp việc chuyên phụ trách dọn dẹp sân vườn người giúp việc kia là chị trình là một chị gái có vẻ ngoài dịu dàng an hạ ngẩng đầu lên nhìn chị ấy một cái chị trình cười với cô an hạ cũng cười theo sau đó cô cất hoa sơn trà vào trong túi sau khi thấy cô thích hoa sơn trà tiếp đó khi sửa sang lại hoa cỏ nếu chị trình nhìn thấy hoa sơn trà thì đều nhặt lên đưa cho an hạ An Hạ bày tỏ lòng biết ơn rồi nhận lấy, đến lúc nghỉ ngơi giữa giờ, hoa sơn trà trong túi An Hạ như thể sắp nở bung ra rồi. Em thích hoa à, lúc nghỉ ngơi, nhóm người giúp việc cũng chỉ ngồi trên bậc thang của hành lang nối liền, chị Trình ngồi bậc thang phía trên. Nhìn An Hạ ngồi ở bậc thang phía dưới đang nhặt từng đóa hoa sơn trà đặt lên làng váy của người giúp việc, cô bé không nói được, làm việc cũng yên lặng, cô cúi thấp đầu, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, thổi mấy sợi tóc đen nhánh của cô tới bên má trắng nõn kèm theo một loạt cánh hoa sơn trà bay bay sau khi nghe thấy câu hỏi của chị ấy cô bé quay đầu lại cười trong im lặng với chị ấy cười xong cô gõ mấy chữ vào di động rồi đưa cho chị trình xem an hạ chị của em thích chị trình nhìn thấy hàng chữ trên màn hình điện thoại rồi lại liếc nhìn an hạ một cái cười cười tình cảm của hai người tốt ghê nhận được lời đánh giá này dường như an hạ rất vui cô bé lại cười cười với chị trình sau đó quay đầu lại chụp hoa sơn trà trên làng váy sau khi chụp xong, cô gửi ảnh cho chị mình, tin nhắn với chị vẫn đang dừng lại ở đêm qua, An Hạ gửi ảnh đi chưa được bao lâu, chị gái An Thanh đã trả lời tin nhắn, "Chị gái, hoa sơn trà." An Hạ nhìn thấy tin nhắn của chị mình, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười dịu dàng, cô bấm vào màn hình di động, soạn một tin nhắn rồi gửi lại, "An Hạ, hôm nay bọn em sửa sang lại vườn hoa, trong vườn có rất nhiều, em nhặt một ít." Chẳng qua là không thể về nhà, nếu không có thể mang về tặng chị sau khi an hạ gửi tin nhắn đi an thanh trả lời bằng một mặt cười chị gái hồi nhỏ trong trường của em cũng có rất nhiều em cũng nhặt về cho chị an hạ xem tin nhắn và mặt cười của chị mình dường như cô cũng nhớ lại những chuyện hồi nhỏ trong thoáng chốc lúc bé hai chị em có một khoảng thời gian rất đẹp gió trong vườn hoa rất nhẹ nhàng sạch sẽ thổi bay hoa sơn trà trên váy cô cánh hoa sơn trà màu trắng bay ngổn ngang khắp nơi nắng chiều sau giữa trưa chiếu xuyên qua chúng, An Hạ nhìn hoa sơn trà đến ngẩn người một lát, sau đó mới hoàn hồn, An Hạ, tiêu tiêu thế nào rồi, tin nhắn của An Hạ gửi đi, An Thanh không trả lời ngay lập tức như vừa nãy. Cô đợi một lát, An Thanh mới nhắn lại, chị gái, tối qua tình hình chuyển biến xấu, ở bệnh viện cả đêm, vẻ mặt của An Hạ bỗng thay đổi, cô cầm di động muốn trả lời lại, nhưng tin nhắn của An Thanh đã gửi tới đây trước, chị gái, ổn định rồi, không có gì đáng ngại sau khi gửi tin nhắn này an thanh im lặng trong chốc lát rồi lại gửi thêm một tin nhắn nữa tới đây chị gái an hạ làm phiền em rồi an hạ nhìn tin nhắn trên màn hình ngón tay chạm vào màn hình di động vẫn không nhúc nhích an hạ chị trình ở đằng sau gọi một tiếng an hạ quay đầu lại chị trình cười đứng dậy nói tiếp tục làm việc đi thu lại ý thức đang đặt trên di động an hạ gật gật đầu cô cất điện thoại đi lại bỏ hoa sơn trà trên làng váy vào trong túi mình Chị Trinh nhìn động tác của cô, nhớ lại những lời mà đám người giúp việc tám chuyện với nhau lúc giữa trưa. Chị ấy biết An Hạ được một người làm tên là dì Vương dẫn đến nhà với tư cách là người giúp việc riêng của cậu chủ. Cậu chủ đã gặp cô rồi, quản gia Lâm còn bảo cô bé đi gọi cậu chủ dậy. Nhưng hình như vì cậu chủ hỏi cô câu gì đó, cô không trả lời nên chuyện làm giúp việc riêng bị gác lại. Đối với chuyện An Hạ làm giúp việc riêng, đám người giúp việc đều cảm thấy là chuyện không thể nào. An Hạ không nói được, vốn đã rất khó làm tốt công việc của giúp việc riêng lại còn không nghe lời không có chủ nào lại dùng giúp việc riêng như vậy thậm chí có thể nói để cô ở lại làm việc trong nhà đã là quản gia lâm có lòng tốt rồi nhưng chiều nay làm việc một buổi chiều với an hạ ở trong vườn hoa chị trình lại không cảm thấy an hạ là một đứa trẻ không nghe lời cô không nói được nhưng không nói được lại có chỗ hay của không nói được ít nhất là yên tĩnh hơn nữa cô làm việc sạch sẽ gọn gàng sai gì cũng ngoan ngoãn nghe theo chưa chắc đã làm không tốt công việc của giúp việc riêng, bởi vì cô không nói được nên chị Trình có lòng đồng tình với cô. Làm việc ở đây, đương nhiên đều là vì tiền, lương của giúp việc riêng cao hơn người giúp việc bình thường như các chị ấy, vì thế, chị Trình cũng có chút suy nghĩ muốn giúp đỡ An Hạ. Chị Trình gọi An Hạ xong, An Hạ đi theo chị ấy đến bụi cây đã cắt tỉa xong ở bên cạnh. Chị Trình liếc nhìn người đang ở bên cạnh còn yên lặng hơn cả lúc nãy là An Hạ, hỏi chị nghe nói sáng nay cậu chủ hỏi em câu gì đó nhưng em không trả lời à nghe chị trình nói an hạ quay đầu sang nhìn chị ấy một cái đối diện với ánh mắt của an hạ chị trình cười cười hỏi là câu gì thế an hạ nhìn chị trình ánh mắt cô không có bất kỳ dao động gì với câu hỏi của chị trình nhìn thấy vẻ mặt của cô chị trình nói có lẽ em có thể nói với chị lời chị trình nói xuất phát từ lòng tốt an hạ có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của người phụ nữ mang theo quan tâm là thật sự muốn giúp cô an hạ nhìn chị ấy nhưng không trả lời chị trình chờ một lát cô bé câm vẫn không lên tiếng nụ cười trong mắt chị ấy hơi nhạt đi đành phải từ bỏ suy nghĩ hỏi tiếp thở dài một hơi khe khẽ chị trình lắc đầu cười không nói gì nữa chị ấy tiếp tục đi về phía trước cánh tay lại bị cô bé câm kéo lại chị trình ngoảnh đầu lại cô bé câm lấy điện thoại ra gõ mấy chữ cho chị ấy xem an hạ hôm nay cậu chủ có về không? Chị Trình là người giúp việc lâu năm trong nhà, đã làm việc ở đây tầm 4-5 năm. Nhìn thấy chữ trên màn hình di động của An Hạ, chị Trình lắc đầu, nói, chắc là không về đâu. Dứt lời, chị Trình nhớ ra điều gì, bổ sung thêm một câu, cậu chủ rất ghét nơi này, nhưng cậu chủ rất ghét nơi này lại vẫn về nhà vào lúc sẩm tối. Có điều cậu chủ không về nhà chính, thậm chí còn không báo cho quản gia Lâm. Sau khi xuống xe, anh đi lên hành lang nối liền của ngôi nhà, đi tới nhà thờ tổ vừa mới bị hai anh em nhà họ yến làm ầm ĩ lúc sáng khi đi vào mặt trời còn chưa xuống núi anh cứ ở trong đó cho đến khi bóng đêm bao trùm mà vẫn chưa ra ngoài người giúp việc trong nhà nhìn thấy cậu chủ vào nhà thờ tổ thì nói chuyện này cho quản gia lâm biết quản gia lâm bảo bọn họ đừng quan tâm chỉ dặn người giúp việc trong nhà đừng quấy rầy anh mãi cho đến đêm khuya quản gia lâm mới đi dọc hành lang nối liền đi đến nhà thờ tổ chưa bật đèn đèn trên hành lang nối liền đã được bật lên từ lúc trời còn chưa tối hẳn quản gia lâm đẩy cửa nhà thờ tổ ra ánh đèn trên hành lang nối liền xuyên qua khe hở khi cánh cửa mở ra chiếu vào mặt đất trong nhà thờ tổ ánh sáng hắt vào trước chiếu sáng cánh tay đang chống trên mặt đất ở phía sau cùng với phần lưng ngã ra sau của người đàn ông chỉ còn lại phần từ vai anh trở lên là vẫn ẩn trong bóng tối quản gia lâm đẩy cửa đi vào cửa gỗ của nhà thờ tổ phát ra tiếng vang rất khẽ Người đàn ông ngồi trên đệm hương bồ không nhúc nhích, quản gia Lâm vào cửa, ngẩng đầu lên liếc nhìn một tấm bài vị trên bàn thờ của nhà thờ tổ. Trời không còn sớm, quản gia Lâm thu ánh mắt về, cúi đầu nói với Yến Bắc thần đang ngồi trên đệm hương bồ. Yến Bắc thần nghe thấy giọng của quản gia Lâm thì thu lại cánh tay đang chống ở sau lưng, ngồi quá lâu, bả vai cũng hơi tê mỏi. Anh cử động các khớp xương, nói, "Mấy giờ rồi? 9 giờ." Quản gia Lâm nói, quản gia Lâm nói xong, vậy mà Yến Bắc Thần lại hơi kinh ngạc, muồn thế rồi cơ à, dứt lời, Yến Bắc Thần lấy lại tinh thần, rồi nhìn thoáng qua bài vị trên bàn thơ. Sau khi liếc mắt nhìn qua, anh mới đứng lên khỏi mặt đất, nói, đi thôi, sau khi đứng dậy, dáng người cao lớn trắng rỏi của Yến Bắc Thần mang theo chút lắng động lại lạnh lẽo cùng với cảm giác áp lực, anh đứng dậy rời khỏi nhà thờ tổ, quản gia Lâm đi theo anh ra ngoài, sau đó đóng cửa nhà thờ tổ lại. Về mà sao không nói với tôi, quản gia Lâm hỏi. Yến Bắc Thần đột nhiên trở về, lúc về cũng không báo trước. Sau khi anh về, quản gia Lâm mới nghe nhóm người giúp việc nói, buổi chiều có một số việc trong công ty, phiền kinh khủng nên tôi mới về. Yến Bắc Thần nói, tôi muốn đi Hải Thành một chuyến. Nghe thấy lời Yến Bắc Thần nói, quản gia Lâm nhìn anh một cái, thản nhiên đáp một tiếng, không bày tỏ bất cứ ý kiến gì. Cơm tối làm xong rồi, có muốn hầm lên không? Quản gia Lâm hỏi. Không cần rắc rối, Yến Bắc Thần nói. Sau đó, anh bảo quản gia Lâm. Nấu cho tôi bát mì đi. Hơn 9 giờ, cậu chủ và quản gia Lâm từ nhà thờ tổ về tới nhà chính, sau khi quay lại nhà chính, quản gia Lâm sai An Hạ đi nấu cho cậu chủ một bát mì. Yến Bắc Thần quay lại nhà chính, đầu tiên anh về phòng ngủ thay quần áo, thay xong thì đến phòng ăn, trông thấy mì đặt trên bàn cơm, còn có cô bé giúp việc đang đứng ở chỗ đó. Nhìn thấy anh, ánh mắt của cô bé giúp việc lay động, nhưng cũng không nói gì. Yến Bắc Thần đi đến bên bàn ăn, liếc nhìn mì đặt trên bàn cơm. Đây là một bát mì chay, nước mì đơn giản trong vắt, sợi mì được bày biện gọn gàng, phía trên có ván dầu và rau thơm nổi lơ lửng, ngoài ra còn có một quả trứng ốc. Yến bắt thần cầm đủ ngồi trên ghế ăn cơm, kéo bát mì tới trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn về phía An Hạ. Em làm à, cậu chủ mở miệng hỏi một câu, An Hạ nhìn sắc mặt của anh, gật gật đầu. Sau khi kéo bát mì tới trước mặt, nước canh trong bát trung trung, hơi nóng cũng bị chấn động, mang theo chút mùi thơm thanh đạm của mì trong bát yến bắc thần cầm đũa gắp mì ăn một miếng mì chay đơn giản mùi vị giản dị mùi thơm của mì sợi kết hợp với nước canh dường như lại có chút không đơn điệu lắm yến bắc thần ăn một miếng rồi lại ăn thêm miếng nữa trong khi ăn yến bắc thần lấy một thứ ở bên người ra đặt nó lên bàn cơm yến bắc thần vừa ăn mì vừa nói cho em an hạ thu hồi ánh mắt đang dựng trên người cậu chủ nhìn lên bàn cơm ở ngay bên cạnh bát mì trên bàn cơm có một vật sáng lấp lánh có tua rua an hạ nhìn thoáng qua rồi lại nhìn về phía yến bắc thần khi an hạ nhìn về phía gậy phép thuật yến bắc thần đã ngẩng đầu lên nhìn về phía cô khi cô nhìn qua đây ánh mắt của hai người vừa vặn chạm vào nhau nhìn thấy vẻ mặt không hiểu ra sao trong mắt của cô bé giúp việc yến bắc thần cười một tiếng gậy phép thuật không biết cái này à an hạ nhìn anh không nói biết hay không nhìn dáng vẻ của cô yến bắc thần cầm gậy phép thuật lên tay anh tái nhật thon dài gần như sắp to bằng gậy phép thuật anh cứ cầm như vậy chỉ về phía cô rồi vung vẩy mấy cái cứ vung vẩy mấy cái như vậy ước một điều là có thể thành hiện thực an hạ chớp chớp mắt một gậy phép thuật tặng kèm một điều ước yến bắc thần nói xong đặt gậy phép thuật lên bàn cơm sau khi đặt xuống nửa người trên thẳng tắp của anh tựa vào lưng ghế im lặng nhìn cô giúp việc nhỏ bây giờ em có thể ước một điều với tôi buổi sáng khi cô nhóc giúp việc gọi anh dậy, anh ghiền cô bé giúp việc theo bản năng, cô giúp việc nhỏ ho khan hồi lâu, mặc dù cô nói không sao, nhưng Yến bắt thần cảm thấy vẫn nên nói xin lỗi cô thì hơn, xin lỗi sung bằng miệng thì đã nói rồi, bây giờ xin lỗi là phải cho chút bồi thường mang tính thực tế, về phần muốn cái gì, phải xem bản thân cô giúp việc nhỏ. Sau khi anh giải thích xong cách sử dụng gậy phép thuật, cô bé giúp việc lẳng lặng nhìn anh trong chốc lát. Một lúc sau, cô tiến lên cầm gậy phép thuật, học dáng vẻ của anh chỉ vào anh rồi quay quay mấy vòng cho dù yến bắt thần bận thì vẫn ung dung chờ đợi cô giúp việc nhỏ ước, cô giúp việc nhỏ quay gậy phép thuật xong thì lại đặt gậy phép thuật lên bàn cơm cô giơ cánh tay lên làm một câu thủ ngữ với anh an hạ cậu chủ an hạ cậu muốn em được không an hạ bày tỏ suy nghĩ của mình xong buông tay xuống nhìn về phía cậu chủ ánh mắt cậu chủ còn rơi trên cánh tay của cô tia sáng trong ánh mắt của anh thoáng ngưng lại một lúc sau anh ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của cô yến bắt thần nhìn cô giúp việc trước mặt khóe môi anh chứa ý cười nói lời này không thể nói như vậy anh nói xong cô giúp việc nhỏ chợt sững người trong mắt có thêm chút vội vàng giơ cánh tay lên muốn giải thích yến bắt thần thu lại ánh mắt rồi cắt ngang lời cô nói tôi biết ý của em em muốn tôi cho em làm giúp việc riêng của tôi đúng không nghe thấy cậu chủ nói lên đầy đủ chính xác ý của cô ánh mắt căng thẳng của an hạ thoáng thả lỏng gật đầu yến bắc thần ngẩng đầu nhìn về phía cô nhóc giúp việc hỏi vì sao muốn làm giúp việc riêng của tôi lần đầu tiên hai người gặp mặt cô giúp việc nhỏ đã cực kỳ lo lắng về chuyện có thể làm giúp việc riêng của anh hay không bây giờ anh cho cô một cơ hội cầu nguyện cô cũng dùng để xin anh giữ cô lại anh hỏi xong an hạ ngước mắt lên nhìn anh sau đó mím môi giơ tay lên làm thủ ngữ an hạ tiền lương cao yến bắc thần cô giúp việc nhỏ ngay thẳng lại chân thành cũng rất lâu rồi Yến Bắc Thần chưa từng gặp người thẳng thắn như vậy, anh nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Yến Bắc Thần nhìn cô nhóc giúp việc, anh ngẫm nghĩ rồi hỏi, vậy nếu như tôi để em tiếp tục làm người giúp việc bình thường, nhưng sẽ cho em tiền lương của giúp việc riêng thì em có làm không? Cậu chủ như là cho cô một đề nghị, An Hạ nghe đề nghị của anh, giờ cánh tay làm thủ ngữ, An Hạ, cũng được, nghĩ hay lắm Yến Bắc Thần nói, An Hạ, đối với sự lật lộng của cậu chủ, cô giúp việc nhỏ ngơ người, trong dáng vẻ ngây ngốc của cô, Yến bắt thần nở nụ cười, An Hạ nhìn về phía anh, cảm thấy tâm trạng anh dường như lại trở nên rất tốt rồi. Cậu chủ tâm trạng tốt gấp một đũa mì, nói với cô, tôi đồng ý em làm giúp việc riêng của tôi, nhưng tôi không biết chúng ta có hợp nhau hay không, cho nên tôi sẽ cho em một khoảng thời gian thực tập. Ngày mai tôi sẽ đi công tác ở Hải Thành, em cùng đi với tôi. An Hạ giống như được giữ lại cũng không giống như được giữ lại cậu chủ đề xuất cho cô một khoảng thời gian thực tập nếu như không đạt yêu cầu sẽ cho cô đi nhưng dù nói thế nào thì cô có hy vọng được giữ lại an hạ rất vui vẻ sau khi rời khỏi phòng ăn thì lập tức nói cho dì vương biết về kết quả này dì vương cũng cực kỳ vui mừng cho cô đồng thời cổ vũ cô mà lúc dì vương khích lệ an hạ mấy người giúp việc xung quanh lại bày tỏ cái nhìn tiêu cực an hạ là người câm ban đầu cậu chủ còn cảm thấy mới mẻ nhưng sau khi ở chung cái xấu của việc không biết nói chuyện sẽ càng lúc càng nổi bật đến lúc đó cậu chủ chắc chắn sẽ không giữ cô lại hơn nữa nói không chừng thật ra ngay từ đầu cậu chủ đã không vừa ý cô cho cô một khoảng thời gian thực tập cũng là thấy cô đáng thương không từ chối thẳng thừng mà thôi đối với lời của những người giúp việc này an hạ không để trong lòng chút nào cô mỉm cười với mọi người sau khi nhìn thấy nụ cười của cô mấy người giúp việc kia thu tầm mắt đang nhìn về phía cô lại chuyện thực tập cứ quyết định như vậy sáng sớm ngày hôm sau an hạ đi theo yến bắc thần lên xe đến hải thành hải thành cách nam thành cũng không xa hai thành phố cách nhau một thành phố nữa so với nam thành hải thành sát phía nam hơn một chút hơn nữa hải thành nằm ở vùng ven biển của bán đảo đường giáp biển còn dài hơn nam thành ở mùa này khí hậu hải thành ẩm ướt ấm áp sắc thái thiên nóng là thành phố nhỏ cực kỳ thích hợp để sinh sống lần đi đến hải thành này của yến bắc thần và an hạ là tài xế đưa bọn họ đi kết thúc hành trình 3 tiếng thì chiếc xe từ đường quốc lộ ven biển rộng rãi chuyển vào một nhánh nhỏ đường quốc lộ ven biển, không bao lâu sau, xe dừng ở bên ngoài một căn biệt thự, gia nghiệp của nhà họ yến lớn, khắp cả nước đều có bất động sản, mà sau khi ông cụ trong nhà qua đời, những bất động sản này tất nhiên đều thuộc về tên của yến bắc thần. Căn biệt thự này sừng sững ở ven biển, phong cách đơn giản hiện đại mà ưu nhã, giản lược nhưng không mất đi khí thế, biệt thự chỉ có hai tầng, có bể bơi và vườn hoa, mặc dù không bằng dinh thự nhà họ yến nhưng cũng đủ to lớn rực rỡ sau khi lái xe vào trong sân người đời ở trong sân từ sớm đã đi đến trước một bước để mở cửa xe cửa xe mở ra người kia nhìn vào trong xe cùng kính gọi một tiếng sếp yến người kia là trợ lý giám đốc do chi nhánh công ty phía hải thành phái đến phụ trách tất cả mọi chuyện trong khoảng thời gian yến bắt thần ở hải thành cửa xe mở ra yến bắt thần bước xuống hai người cùng nhau đi vào biệt thự biệt thự có người quản lý quanh năm Trước khi Yến Bắc Thần đột nhiên quyết định nói muốn thay tổng giám đốc uông đến Hải Thành, biệt thự đã được quét dọn sạch sẽ một lượt. Vào trong biệt thự, ánh nắng bị ngăn cản, dưới bóng trăm thông qua ô cửa kính cửa sổ sát đất, ngồi ở trên sofa phòng khách có thể nhìn thẳng đến mặt biển xanh thẳm phía xa xa. Sau khi tiến vào biệt thự, Yến Bắc Thần ngồi trên ghế sofa phòng khách. Anh vừa ngồi xuống, người kia đã đưa toàn bộ tài liệu liên quan đến chi nhánh Hải Thành qua. Đây là tóm tắt tình hình trước mắt của công ty chúng ta. Lúc người kia nói, Yến Bắc Thần đã nhận lấy tài liệu lật xem hai cái, thấy Yến Bắc Thần lật xem tài liệu, người kia tiếp tục nói, về phần báo cáo chi tiết liên quan đến tình hình công ty, sẽ báo cáo từng việc với ngài tại hội nghị công ty chiều hôm nay. Các quản lý của công ty đã tập hợp đầy đủ, ngài có thể bắt đầu cuộc họp vào chiều nay bất cứ lúc nào, buổi chiều tôi không qua, sau khi Yến Bắc Thần lật xem tài liệu thì đặt chúng sang một bên nói một câu như vậy, anh vừa nói xong, người kia bị ngắt lời dường như hơi ngây người, ánh mắt không chắc chắn nhìn về phía anh, "Anh tên gì?" Yến Bắc thần hỏi. Người kia nghe vậy, trả lời lại, "Dương Chiêu, Tiểu Dương, tôi chạy cả một đường từ trưa đến đây, bây giờ cần nghỉ ngơi." "Buổi chiều tôi sẽ không đến công ty, anh trở về công ty bảo bọn họ tan họp đi." Yến Bắc thần nói xong, từ trên sofa phòng khách đứng lên, "Dương Chiêu, sếp Yến, Dương Chiêu kịp phản ứng thì muốn giải thích rõ với Yến Bắc thần cuộc họp chiều hôm nay quan trọng như thế nào khiến anh không thể không đi được mà yến bắc thần lại ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai gọi một tiếng an hạ yến bắc thần gọi xong cửa phòng ngủ tầng hai lộ ra một cái đầu nhỏ dọn giường xong chưa yến bắc thần hỏi cái đầu nhỏ gật đầu yến bắc thần nhìn cái đầu nhỏ gật đầu khẳng định quay đầu nói với dương chiêu sáng ngày mai anh đến đón tôi nhưng mà xếp yến dương chiêu vội vàng tiến lên nhưng lúc anh ta tiến lên phía trước yến bắc thần đã bước chân lên tầng người đàn ông thân cao chân dài Nháy mắt mấy bước đã đến cửa phòng ngủ tầng 2, sau đó nghiêng mình biến mất ở phòng ngủ. Dương Chiêu, sau khi yến bắt thần tiến vào phòng ngủ, An Hạ sửa soạn xong hành lý ở phòng ngủ thì rời khỏi đó đóng cửa lại. Cô đi xuống tầng, nhìn thoáng qua Dương Chiêu, cô gái thoạt nhìn khoảng 18, 19 tuổi, trên người mặc quần dài mộc mạc sạch sẽ. Nhất thời Dương Chiêu không chắc chắn lắm về thân phận của cô, anh ta nhìn về phía cô gái, hỏi: "Cô là?" An Hạ nhìn anh ta một cái, lấy di động ra gõ một đoạn văn bản cho anh an hạ tôi là giúp việc riêng của cậu chủ dương chiêu ngước mắt nhìn về phía an hạ dương chiêu chỉ là trợ lý giám đốc vừa mới tốt nghiệp chưa đến hai năm nhìn qua cũng không lớn hơn an hạ bao nhiêu tuổi lúc ngẩng đầu nhìn về phía an hạ trong mắt của anh ta thoáng lóe lên sự ngạc nhiên không biết là ngạc nhiên an hạ không biết nói chuyện hay là ngạc nhiên sếp tổng tập đoàn bọn họ đi công tác lại còn mang theo cô giúp việc nhỏ bị câm điếc có thể là cả hai nhưng cứ dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn người khác thì không lễ phép lắm, Dương Chiêu cũng lập tức thu lại ánh mắt. An Hà còn đứng chờ ở bên cạnh anh ta, chờ anh ta rời đi, Yến Bắc Thần đã trở về phòng nghỉ ngơi, anh ta cũng không thể trực tiếp đi gọi anh dậy. Nghĩ đến đây, Dương Chiêu khẽ gật đầu với An Hà, nói, vậy tôi đi trước, dứt lời, Dương Chiêu quay người rời đi. Sau khi tiễn Dương Chiêu rời đi, An Hà cầm đồ đạc của mình đi đến phòng giúp việc ở tầng 1, biệt thự rất lớn, trang thiết bị trong phòng cũng tốt hơn phòng giúp việc của gia đình bình thường một chút. Có cửa sổ, có ánh nắng, một chiếc giường đơn sạch sẽ gọn gàng. Sau khi An Hà tiến vào đặt đồ đạc xuống, cô rời khỏi phòng đi dọn dẹp biệt thự. Trước khi bọn họ đến, rõ ràng biệt thự đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mặc dù tổng thể được dọn dẹp, nhưng vẫn có nơi có thể thay đổi nho nhỏ, ví dụ như đồ trang trí không ngay ngắn lắm. Trên mặt sàn thỉnh thoảng có chút tì vết nhỏ gần như mắt thường không thể thấy được, làm giúp việc riêng của cậu chủ phải làm tỉ mỉ đến người giúp việc bình thường không làm được an hạ tốn thời gian cả buổi chiều dọn dẹp lại biệt thự một lần nữa sau khi dọn dẹp xong an hạ lại đi vào phòng bếp nhìn thoáng qua tủ lạnh trong phòng bếp chất đầy nguyên liệu nấu ăn tươi mới hẳn là đã sớm cất vào cô và cậu chủ ở đây một khoảng thời gian nấu nướng cũng là nấu ở nhà nghĩ đến nấu cơm an hạ nhìn thoáng qua cửa sổ mặt trời đã ngã về tây đường ranh giới gần sát với mặt biển đã sắp xuống núi rồi nhìn đến đây an hạ thu lại tầm mắt đứng dậy đi đến phòng ngủ của cậu chủ cửa phòng ngủ cũng không khóa chặt an hạ nhẹ nhàng xoay nắm cửa sau khi đi qua huyền quang vào đến tận trong cùng phòng ngủ phòng ngủ chính của biệt thự mặc dù kém xa sự khoa trương của dinh thự nhà họ yến nhưng cũng đủ lớn an hạ đi vào trong cùng xuất hiện trước mặt cô là chiếc giường lớn cậu chủ đang nằm trên đó nhắm mắt đang ngủ say huyền quang được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách hiểu một cách đơn giản hơn đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính huyền quang như một bức bình phong hay bước đệm cho phòng khách rèm cửa của căn phòng đã được kéo lên nhưng cũng chỉ kéo một lớp ánh nắng bên ngoài hơi xuyên qua một chút chiếu rõ lên hình dáng cao lớn thẳng tắp của cậu chủ dưới bộ bốn món màu xanh đậm là làn da trắng nhợt nhạt của cậu chủ thậm chí dưới sự đối lập sắc thái này còn lóe lên ánh sáng trắng dưới ánh sáng trắng này, cậu chủ nhắm chặt hai mắt, nghiêng má nằm trên gối, bất kể là nhìn lúc nào tướng mạo của cậu chủ đều đẹp đến cực kỳ chấn động. Đường nét ngủ quan sát nét góc cạnh, giống như một bức tranh cắt giấy trên gối mềm mại, lúc đang ngủ say, anh cũng không thả lỏng như người bình thường, đường nét khuôn mặt căng cứng khiến cầm của anh càng thêm nổi bật, ngay dưới cần cổ thon dài, còn có xương quai xanh tinh xảo cùng bả vai gầy yếu. Sau khi An Hạ đi vào phòng ngủ thì đứng ở bên cạnh giường, cô nhìn cậu chủ trên giường cũng không vươn tay ra giống lần trước lúc cậu chủ ngủ vẫn giữ cảnh giác cực cao nếu như cô chạm vào anh hiển nhiên sẽ giống như lần trước bị anh đè trên giường nghĩ tới đây an hạ lấy di động ra sau khi rút di động ra an hạ cúi đầu nhìn màn hình mở áp nhạc ra lướt ở giao diện tìm kiếm của áp một chút sau khi tìm được đoạn âm thanh muốn tìm an hạ ấn phát phòng ngủ mờ tối không khí trong lành lưu động nhịp thở rất nhỏ mà đều đặn tất cả bình lặng giống như một bức tranh. Mà trong bức tranh yên bình này, tiếng kèn báo thức trầm bổng giống như cây kéo cùng mang theo tiếng vang có chút vụn về và dày cắt ngang bức tranh. Yến Bắc Thần mở mắt, sau khi giấc ngủ căng chặt bị đánh thức, ý thức của Yến Bắc Thần giống như bị nhanh chóng kéo ra trong hỗn độn, sắc thái trên người anh cũng theo đó mà trở nên nhạt dần. Trong tầm mắt, có một bóng dáng mảnh khảnh đứng ở trước giường của anh, đôi mắt u tối của Yến Bắc Thần rơi trên bóng dáng kia, ít hầu của anh hơi động, giọng nói trầm thấp khàn khàn giống như giả thú nằm ở bên tai cô cô giúp việc nhỏ em còn muốn để tôi cần em không đề cập đến vấn đề có muốn hay không có thể thấy cô bé giúp việc bỗng căng thẳng cô tắt tiếng chuông báo thức ở điện thoại đi giơ tay lên giải thích một câu an hạ nên ăn cơm tối rồi mặt trời sắp xuống núi giờ cũng đã nhá nhem tối buổi trưa yến bắt thần ở trên đường nên không ăn gì cả bữa tối phải ăn cho đàng hoàng ánh mắt yến bắc thần liếc ra ngoài cửa sổ nhìn ánh tà dương dịu dàng sau lớp vang mỏng rồi ngồi dậy khỏi giường ngủ một buổi trưa tinh thần yến bắc thần tốt lên không ít ngoại trừ vừa nãy bị tiếng chung báo thức đánh thức rồi hơi gắt ngủ ra đến lúc thay quần áo xong đi đến phòng ăn thì anh đã bình thường lại rồi thậm chí trạng thái nhợt nhạt lúc ngủ cũng trở nên hồng hào yến bắc thần giơ tay xoa tóc đi vào phòng ăn trong phòng ăn cô bé giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiếu xuống bàn ăn, bữa tối vừa được nấu xong lặng lẽ xếp gọn trên bàn ăn. Sau khi bày bữa tối ra bàn xong, cô bé giúp việc đi ra khỏi phòng ăn cái vèo. Yến Bắc Thần, trong phòng ăn vốn có hai người chỉ còn lại một mình Yến Bắc Thần, Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn về hướng cô bé giúp việc đi ra, anh đi tới trước bàn ăn rồi ngồi xuống, ngồi xuống rồi lại lên tiếng gọi, "Cô bé giúp việc." Yến Bắc Thần gọi dứt câu thì có một cái đầu nhỏ thò ra từ cửa nhà bếp bên cạnh phòng ăn cô bé giúp việc nghiêng người ngó đầu ra xem đôi mắt to đen nhánh nhìn anh một bên má cô hơi phồng lên hình như đang ăn gì đó vì anh cứ nhìn cô như thế nên cô không tiện nhai cứ phồng má ra như ham sơ giấu đồ ăn yến bắc thần thấy dáng vẻ ấy của cô em đang làm gì vậy yến bắc thần hỏi xong cô bé giúp việc mới đứng thẳng người đi ra khỏi nhà bếp dùng thủ ngữ đáp lời yến bắc thần an hạ ăn cơm cũng đúng cô bé giúp việc là người không phải người mấy cô cũng cần ăn cơm sau khi chuẩn bị bữa tối cho Yến Bắc Thần xong, cô cũng qua nhà bếp ăn bữa tối của mình. Cô bé giúp việc đáp xong, Yến Bắc Thần mỉm cười hỏi, ăn gì, động tác của cô bé giúp việc hơi khựng lại. Cô như đang nghĩ nên dùng thủ ngữ thế nào để miêu tả bữa tối của cô, nghĩ xong cô cảm thấy không biểu đạt được, dứt khoát quay lại nhà bếp bưng bữa tối của cô ra. Cô bé giúp việc bưng bữa tối ra rồi đặt ở một góc bàn, Yến Bắc Thần cục mi liếc nhìn qua một cái, Yến Bắc Thần nhìn xong lại dương mắt lên nhìn cô bé giúp việc. Tôi không nuôi nổi em à, Yến Bắc Thần hỏi, khác hẳn bữa tối phong phú của anh, bữa tối của cô bé giúp việc vô cùng đơn giản, chỉ có một bát cơm và một bát rau thập cẩm. Mà thoáng nhìn qua thôi đã biết nguyên liệu có trong bát rau thập cẩm ấy là đầu thừa đuôi thẹo còn dư lại từ nguyên liệu nấu cơm cho anh. Nhà họ Yến không có thói quen cho người giúp việc ăn đồ thừa, thậm chí một ngày ba bữa của người giúp việc đều được nhà bếp làm theo tiêu chuẩn nhất định. Sao đến lượt cô bé giúp việc lại ăn tặng tiện như thế? nghe yến bắt thần hỏi an hạ hơi căng thẳng cô vội vã giơ tay lên giải thích bằng thủ ngữ an hạ vẫn chưa bị hỏng vứt đi đáng tiếc lắm đúng thế thật đống nguyên liệu nấu ăn ấy không hư hỏng gì chỉ không được tốt mà thôi nếu cứ vứt thẳng đi luôn thì rất lãng phí vì thế an hạ xào hết chúng lên an hạ giải thích xong cậu chủ nào đó có vẻ đã nghe lọt lời giải thích của cô cúi đầu nhìn bát rau thập cẩm kia nhìn xong cậu chủ hỏi ăn ngon không an hạ cậu chủ nói chuyện ánh mắt lúc đầu vốn có chút tức giận đã biến thành rất hứng thú anh quan sát món rau thập cẩm trên bàn thích thú nó hơn cả bữa tối của mình thấy dáng vẻ này của cậu chủ an hạ giơ tay lên dùng thủ ngữ biểu đạt an hạ ngày mai em sẽ làm cho cậu ăn thấy thủ ngữ của an hạ yến bắc thần hỏi thế thì phiền phức lắm yến bắc thần nói xong thì nhìn món rau thập cẩm nói tiếp không phải có sẵn rồi đây sao nói xong câu ấy yến bắc thần vươn tay ra bưng bát rau thập cẩm đến trước mặt mình sau đó yến bắc thần cầm đũa gấp một miếng cà rốt an hạ đứng một bên nhìn yến bắc thần nhai nuốt miếng cà rốt ấy mùi vị không tệ yến bắc thần nếm thử một miếng cà rốt xong thì sự hứng thú trong mắt càng thêm nồng đầm miếng cà rốt này tuy hình thù kỳ quái nhưng mềm giòn vừa phải hơn nữa còn được xào qua lên có vị ngọt vốn có của cà rốt cũng khá là ngon cậu chủ ăn cơm rất yên tĩnh dù là ăn cơm thì động tác của anh vẫn tao nhã cao quý ánh trời chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng ăn hắt lên cơ thể cao lớn thẳng tắp của cậu chủ một tầng sáng vàng anh lặng lẽ ăn cơm trắng và món rau thập cẩm chỉ trong chốc lát anh đã ăn hết hơn nữa sau khi ăn hết hơn nữa bát rau thập cẩm yến bắc thần mới nhớ tới an hạ tay anh cầm đũa chẳng hề dừng lại vừa gấp một miếng súp lơ xanh vừa nói với cô bé giúp việc em ăn của tôi đi an hạ ngẩng đầu lên nhìn anh tôi ăn hết của em cũng tương đối no rồi em ăn đồ của tôi đi yến bắc thần vừa nói vừa dùng tay còn lại đẩy bốn món ăn một canh đến trước mặt an hạ yến bắc thần đẩy qua xong thì nhìn cô bé giúp việc nói ăn ở đây luôn đi an hạ nhìn bốn đĩa thức ăn một bát canh mà cô chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ trong thời gian thử việc đang đặt trước mặt mình cậu chủ xếp bữa cơm tối cho cô xong xuôi thu lại ánh mắt tiếp tục ăn rau thập cẩm của anh cậu chủ ăn bình thường mà lại ngon miệng an hạ nhìn cậu chủ một lúc rồi kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống an hạ mà một cô bé giúp việc có nguyên tắc bình thường cô bé giúp việc không thể ngồi cùng bàn ăn cơm với cậu chủ càng không thể ăn cơm của cậu chủ nhưng tất cả nguyên tắc ấy đều không đáng nhắc tới trước yêu cầu của cậu chủ dù sao cậu chủ cũng là người quyết định cô đi hay ở an hạ ngồi xuống rồi cầm bát đũa bắt đầu ăn vốn dĩ phòng ăn chỉ có một người giờ đã có thêm một cô bé giúp việc dù có thêm một người nhưng phòng ăn vẫn yên tĩnh như cũ, cô bé giúp việc không biết nói chuyện, ăn cơm cũng yên lặng. Cô cầm bát đũa, ăn bốn món một canh vốn chuẩn bị cho cậu chủ ở trước mặt, vì ăn cơm mà má hơi phồng lên, nhất thời, trong phòng ăn chỉ có thể nghe thấy tiếng đũa ngẫu nhiên chạm vào đĩa bát. Yến bắt thần chỉ ăn một bát cơm trắng và một bát rau thập cẩm, hơn nữa trước khi An Hạ ăn thì anh đã ăn gần no rồi cô bé giúp việc bắt đầu ăn không được bao lâu thì anh đã ăn gần hết cơm và thức ăn trong bát. Sau khi ăn xong, Yến bắt thần bỏ bát đổ xuống, liếc mắt nhìn cô bé giúp việc vẫn đang ăn ở bên cạnh. Cô bé giúp việc ăn cơm không chậm, bình thường người đi làm hay tăng tốc độ ăn cơm để tiết kiệm thời gian, mà cô nhỏ người như thế, để tăng nhanh tốc độ ăn chỉ có thể nhét đầy thức ăn vào miệng. Nhìn An Hà ăn cơm tối mà phòng hết cả má lên, trong mắt Yến bắt thần thoáng hiện ý cười. Cười xong, anh vương tay vọng qua sau đầu nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ăn lát nữa tôi muốn ra ngoài mua ít đồ yến bắc thần nói nghe yến bắc thần nói an hạ vội ngẩng đầu lên nhìn anh chuẩn bị nghe anh dặn dò khi cô ngẩng đầu nhìn qua cậu chủ cũng cúi đầu nhìn cô dưới tầng ánh sáng nhạt chiều tà đôi mắt cậu chủ sáng ngời đẹp đẽ còn có ý cười anh cười nhìn cô rồi nói em đi cùng đi an hạ ăn sạch bữa tối của cậu chủ để có thể vượt qua thời gian thử việc bữa tối này của cậu chủ được cô làm khá là màu mè hẳn bốn món ăn một món canh nhưng dù có bốn đĩa một bát như thế lượng thức ăn ở mỗi món không nhiều như vậy vừa đảm bảo không lãng phí vừa cho cậu chủ không bị nhàm chán khi ăn ấy vậy mà bữa tối được cô chuẩn bị tỉ mỉ cuối cùng đều chui vào bụng cô tối nay cậu chủ chỉ ăn một bát rau thập cẩm nhưng nhìn vẻ mặt anh thì có vẻ anh ăn cũng tạm được cậu chủ thấy được là tốt rồi cậu chủ hài lòng là được lúc ăn tối cậu chủ bảo muốn đi mua đồ, An Hạ nhanh chóng ăn xong bữa. Ăn cơm xong, An Hạ dọn dẹp bát đổ rồi theo cậu chủ xuống gara ở tầng hầm đầu tiên. Hải Thành và Nam Thành chỉ cách nhau một thành phố, không tính là xa. Hơn nữa phong cảnh ở Hải Thành không tội, vì thế nhà họ Yến không chỉ có nhà ở đây mà trong gara ở tầng hầm của biệt thự còn có mấy cái xe. Trong gara có 5, 6 chiếc xe, trước khi anh sắp đến đây đã được rửa và đổ xăng rồi. Vào gara, yến bắc thần cầm chìa khóa xe mở khóa một chiếc xe thể thao màu xám bạc rồi mở cửa xe ra cửa xe mở ra yến bắc thần cúi người lên xe cậu chủ mở cửa xe xong rồi cúi người chui vào xe an hạ đứng bên cạnh nhìn thân xe mượt mà của chiếc xe thể thao xám bạc nhất thời đứng yên chẳng hề động đậy nghĩ gì thế trong xe yến bắc thần mở cửa xe bên phía an hạ ra sau khi cửa mở yến bắc thần cười với an hạ nói lên xe yến bắc thần nói xong an hạ nhanh chóng chui vào trong xe sau khi cô bé giúp việc lên xe yến bắt thần khởi động xe xe thể thao vừa khởi động động cơ phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc yến bắt thần hơi nhíu mày vì tiếng máy nổ cùng lúc đó anh mở mui trên đỉnh xe thể thao ra mui xe vừa mở tầm nhìn như được mở rộng hoàn toàn theo mui xe mở ra bên trong xe vốn tối trở nên sáng sủa rõ ràng an hạ ngồi ghế lái phụ hai tay nắm dây an toàn đi thôi tiếng bắt thần nhắc nhở một tiếng anh vừa nói xong cô bé giúp việc ngồi bên ghế lái phụ quay đầu sang nhìn anh đúng lúc cô nhìn sang động cơ xe thể thao phát ra tiếng vù vù ngay sau đó chiếc xe thể thao màu xám bạc bay ra khỏi ga ra tầng hầm an hạ an hạ cảm thấy mình như đang bay vậy rõ ràng hai tay cô đang siết dây an toàn cô vẫn đang ngồi yên trên xe nhưng phong cảnh trước mắt không ngừng thay đổi khiến cô suýt chút nữa hét toáng lên giữa sự thay đổi của tầm mắt xe thể thao nhanh chóng chạy khỏi tầng hầm để xe, bay ra hòa vào ánh chiều tà cạnh biển. Ha ha, yến bắt thần cười to một tiếng. Nghe anh cười, an hạ mới mở mắt ra vì vừa nãy sợ nhắm lại. Hai mắt vừa mở, trong mắt an hạ như bị nhét vào một bức họa tươi đẹp khó diễn tả bằng lời. Bây giờ bọn họ đang chạy trên một con đường cạnh biển. Trong khung giờ này, rìa mặt trời đã gần sát đường chân trời nơi biển khơi. Ánh nắng vốn chói chang tỏa sáng cả một ngày trở nên dịu dàng lãng mạn. Ánh sáng đỏ cam chiếu lên từng tảng mây lớn ở chân trời tạo thành ráng chiều rực rỡ. Ánh sáng nơi ráng mây chiều phiêu bạc được gió biển thổi xuống mặt biển, mặt biển theo đó mà lấp lánh long lanh. Phong cảnh tuyệt đẹp, An Hạ không nhịn được mở mắt ngắm nhìn mê mẩn, môi trên của xe mở rộng, tốc độ xe khiến gió biển ẩm ướt thổi vào mặt cô. Cô không ghim chặt tóc mái trên trán nên bị gió biển thổi phần phật, gió lướt qua da cô mang theo sự ẩm ướt ấm nóng và ngư ngứa. An Hạ ngồi trên xe, nhìn ánh tà dương và tráng chiều nơi chân trời, khóe mắt dần cong xuống. Cảnh đẹp như vậy mà An Hạ không thể ngắm quá lâu, mười mấy phút sau, Yến Bắc Thần dừng xe tại một bãi đậu xe ở quảng trường cạnh biển. Xe dừng lại, An Hạ theo Yến Bắc Thần xuống xe, ngồi xe thể thao một lúc, khi xuống xe An Hạ còn có chút chấn động, cơ thể và linh hồn cô như chưa hoàn toàn quay lại vị trí, chỉ biết ngay ngốc theo sát cậu chủ ở phía trước. Đây là một quảng trường cạnh biển. Quảng trường được xây dựng không tệ, có bục trượt ván, có bàn nhúng, lúc này có không ít người đang chơi trượt ván ở khu trượt ván, bàn nhúng, ván trượt lướt trên sân phát ra tiếng lộc cộc. trong tiếng lộc cọc ấy, Yến Bắc Thần dẫn An Hạ đi tới một cái đình trà nước, đình trà nước này nằm ở góc trì quảng trường. Nó là một cái đình nghỉ chân, ngoài đình đặt một hàng ghế dài, đối diện ghế là con đường ven biển, và cả biển lớn sau con đường ấy, địa thế nơi này cao hơn con đường ven biển. Phong cảnh cũng bao la rộng lớn hơn khi nhìn từ con đường ấy thậm chí lúc ngồi xuống ghế còn có thể nhìn thấy mặt trời lặn chưa chạm tới mặt nước biển sau khi vào đình trà nước yến Bắc thần mua hai cốc trà sữa ở đó trà sữa được làm xong yến bắt thần cầm ống hút và trà sữa ngồi xuống ghế dài vóc dáng người đàn ông vô cùng cao lớn hai chân anh cũng cực kỳ thon dài lúc anh ngồi xuống cái lưng thẳng tắp của anh tựa vào lưng ghế đôi chân dài duỗi ra ngoài chỉ là một động tác tùy ý lười nhác vẫn đẹp để lạ kỳ an hạ đi vào đình trà nước thì đứng bên cạnh ghế Cô nhìn Yến Bắc Thần đi mua hai cốc trà sữa rồi ngồi xuống ghế, An Hạ nhìn Yến Bắc Thần ngồi ở ghế dài, nhất thời không làm gì cả, còn Yến Bắc Thần lắc cốc trà sữa hai lần rồi ngước mắt nhìn cô bé giúp việc ở bên cạnh. "Ngồi đi," Yến Bắc Thần nói, cậu chủ lên tiếng, An Hạ nhìn anh một cái rồi ngồi xuống cạnh anh. Lúc cô ngồi xuống, Yến Bắc Thần dựa lưng vào ghế, dương mắt nhìn cảnh biển đằng trước. Có vẻ anh không định đi đâu mà ở đây ngắm cảnh, An Hạ nhìn anh nhìn được một lúc thì giơ tay lên làm thủ ngữ an hạ không phải muốn đi mua đồ sao ạ à? cô bé giúp việc vừa nhấc tay lên yến bắc thần đã quay sang nhìn cô thấy cô làm thủ ngữ yến bắc thần lắc cốc trà sữa trong tay cười một tiếng chẳng phải mua rồi đây thay an hạ vậy cậu chủ bảo ra ngoài mua đồ là mua trà sữa a à? thế sao còn dẫn cô theo trong lúc cô đang nghỉ yến bắc thần đưa cốc trà sữa đã được cắm ống hút cho cô uống đi mi mắt an hạ run lên khi anh đưa trà sữa cho cô bé giúp việc cô bé giúp việc ngẩng lên nhìn anh dường như không hiểu tại sao anh lại làm vậy yến bắt thần nhìn ra nỗi khó hiểu trong ánh mắt cô anh bật cười không phải con gái các em đều thích uống cái này à yến bắt thần nói xong an hạ cúi đầu nhìn trà sữa trong tay anh cô cầm lấy sau khi nhận cốc trà sữa an hạ dùng tay trái làm thủ ngữ an hạ cảm ơn cậu yến bắt thần nhìn cô mỉm cười an hạ nhận được trà sữa thì cầm đưa lên miệng cô ngậm ống hút nhẹ nhàng hút một hơi. Hương trà ngào ngạt hòa với mùi thơm sữa tươi tiến vào trong miệng, khi An Hạ hút một hơi trà sữa thì mắt tỏa sáng. Ngon không? Nhìn An Hạ uống, Yến Bắc Thần cũng cắm ống hút vào cốc của anh. Anh hỏi xong, An Hạ nhìn về phía anh, đôi mắt của cô bé giúp việc tỏa ra ánh sáng dịu dàng dưới nắng chiều tà, lại thêm trà sữa ảnh hưởng có vẻ càng sáng ngời trong treo hơn vừa nãy. Cô nhìn anh khẽ cười, cô cười rất yên lặng, yên lặng mà ấm áp, chứa đựng sức cuốn hút toát ra từ bên trong, bạn có thể bị cô dẫn dắt tâm trạng trở nên tốt hơn, bình tĩnh hơn. Cô vừa cười vừa giơ tay làm thủ ngữ, an hạ, ngon lắm, ngọt nữa. Yến bắt thần nhìn cô miêu tả, mỉm cười nói, đương nhiên là ngọt rồi, thêm đường đó. Anh nói xong thì bảo mẫu lại cười một cái, cười xong cô ngậm ống hút nhìn cảnh biển phía trước. Buổi hoàng hôn thế này thật thích, có tà dương, có biển rộng, có gió biển, còn có trà sữa ngọt ngào không cần nghĩ ngợi gì cả chỉ cần cảm nhận những điều tốt đẹp là được an hạ nhìn biển nơi xa ngắm nhìn một lúc cô quay đầu sang làm thủ ngữ với yến bắc thần an hạ đây là lần đầu tiên em uống trà sữa yến bắc thần tựa lưng vào ghế khi an hạ giơ tay lên anh cũng nhìn về phía cô cô gái ngồi dưới ánh nắng chiều tà mái tóc đen nhánh ánh vàng trong đôi mắt cô phản chiếu biển khơi cũng có cả bóng anh cô nói với anh một câu như thế nhìn cô vui vẻ lặng lẽ biểu đạt một câu bằng thủ ngữ ánh mắt yến bắc thần chìm trong mắt cô cô bé giúp việc yên lặng làm thủ ngữ xong thì ông trà sữa ngắm cảnh biển chỉ để lại cho anh góc nghiêng dịu dàng yến bắc thần yên tĩnh ngồi đó anh nhìn góc mặt nghiêng của cô bé giúp việc nhìn được một lúc yến bắc thần cười khẽ ánh mắt lại hướng về phía xa xa vậy sao đi theo tôi sau này tôi sẽ cho em trải qua thật nhiều lần đầu tiên hơn nữa sau khi uống trà sữa xong yến bắc thần lái xe đưa cô giúp việc về nhà nhanh như chớp Ăn cơm tối xong rồi lại uống trà sữa, lúc này cũng đã hơn 7 giờ tối, sau khi về nhà, Yến Bắc Thần gọi một cú điện thoại cho Lý Trạch, gọi điện thoại xong, anh đi đến thư phòng trên tầng 2, đến thư phòng, Yến Bắc Thần mở email mà Lý Trạch gửi cho mình, đang đọc email thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Yến Bắc Thần nói một tiếng vào đi, nói xong cửa thư phòng được mở ra, cô bé giúp việc bưng một cốc nước đi vào phòng, An Hạ mang nước tới cho Yến Bắc Thần, sau khi vào phòng nhìn thấy anh đang bận bịu ở sau chiếc bàn làm việc cô không nán lại quá lâu đặt cốc nước xuống rồi rời đi ngay trước khi ra khỏi phòng yến bắc thần đã gọi cô lại cô bé giúp việc an hạ dừng bước ngoảnh lại nhìn anh buổi tối không có gì làm em dọn dẹp xong rồi đi ngủ là được yến bắc thần dặn dò cô bé giúp việc công việc của an hạ còn phải xem nhu cầu của yến bắc thần anh cần cái gì sẽ nói với cô nếu không cần cũng sẽ nói với cô nghe anh nói như vậy an hạ gật đầu ra hiệu mình đã biết sau khi được yến bắc thần dặn dò an hạ xoay người đi về phía cửa phòng yến bắc thần nhìn bóng lưng của cô lại gọi cô một tiếng cô bé giúp việc an hạ dừng lại quay lại một lần nữa sau khi cô bé giúp việc ngoảnh lại thì nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc yến bắc thần nhìn thẳng vào đôi mắt nghi hoặc của cô nói sáng mai không cần gọi tôi để tôi tự dậy nghe thấy lời của yến bắc thần vẻ nghi hoặc trong đôi mắt của cô bé giúp việc tan biến Cô nở nụ cười bình thản với anh, sau đó cô gật đầu rồi rời khỏi thư phòng. Sau khi ra khỏi thư phòng của Yến Bắc Thần, An Hạ quay về phòng mình. Bây giờ mới hơn 7 giờ tối, dù cậu chủ đã nói tối nay không còn việc gì nữa, cho cô đi ngủ trước, nhưng cô vẫn ở trong phòng đợi đến 9 giờ. Hơn 9 giờ, An Hạ rời khỏi phòng, nhìn lên tầng 2, cửa thư phòng trên tầng 2 vẫn đóng chặt, có vẻ từ khi đi vào đó cậu chủ chưa từng ra ngoài, chắc hẳn anh vẫn đang bận. Sau khi nhìn qua thư phòng An Hạ rời mắt đi, cầm đồ dùng tắm giặt của mình đến phòng tắm dưới tầng một đế tắm. Tắm xong, An Hạ thay quần áo xong xuôi rồi quay về phòng mình. Lúc cô tắm, đồng hồ đã đến 10 giờ từ khi nào mà thư phòng trên tầng 2 vẫn không có dấu hiệu mở của. Dường như cậu chủ không có ý sai sử cô, mà 10 giờ cũng là lúc cô đi ngủ. An Hạ nằm lên trên giường, nhắm mắt lại, không biết đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Tuy ngủ ở một nơi xa lạ, nhưng An Hạ vẫn ngủ rất ngon. Sau một đêm ngủ ngon, 6 giờ sáng, An Hạ đã dậy đúng giờ. Tuy đi xa với cậu chủ, nhưng An Hạ vẫn giữ giờ giấc trong nhà chính. Sau khi thức dậy vào lúc 6 giờ, An Hạ đến phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, sau đó cô đến nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Hải Thành nằm gần phía nam hơn Nam Thành, thời gian mặt trời mọc cũng sớm hơn Nam Thành. Đợi đến khi An Hạ làm bữa sáng xong, vần Thái Dương đã mọc được hơn nữa ở phía chân trời tờ mờ sáng. Mặt trời mới mọc chậm chạp ló rạng khỏi mặt biến phẳng lặng, ánh nắng ban mai mờ nhạt đổ bóng trên mặt biến, hiện lên ánh sáng mỏng manh. Sau khi An Hà chuẩn bị tất cả đồ ăn sáng xong xuôi, cô nhấc tay xem qua đồng hồ, đã đến 8 giờ sáng. Trong căn biệt thự vẫn rất yên tĩnh, hướng phòng ngủ của cậu chủ trên tầng 2 vẫn chưa có động tĩnh đã thức dậy. Vào lúc cô định rời khỏi phòng bếp, chần chừ không biết có nên đánh thức cậu chủ hay không, cánh cửa phòng ngủ trên tầng 2 được mở ra, Yến Bắc Thần đi ra ngoài, Yến Bắc Thần ngủ không ngon lắm. Lúc này có thể cảm nhận được cảm giác không mấy thân thiện khác với mọi khi tỏa ra từ trên người anh. Anh mặc bộ đồ ở nhà màu nhạt, dáng cao chân dài đứng trước cầu thang tầng 2. Sau một đêm nghỉ ngơi, người bình thường đều có vẻ khí huyết sung mãn, tinh thần no đủ. Còn Yến Bắc Thần giống như đã trải qua một trận quyết chiến ác liệt, hàng lông mày thanh tú của anh hơi nhíu lại, hàng mi công vút cục xuống, đôi mắt hẹp dài ấn chứa nét âm trầm u ám, ngoài ra, ngay cả khí sắc cũng kém hôm qua rất nhiều sự chênh lệch này chủ yếu được thể hiện ở khí sắc của anh. Nước da của Yến Bắc thần nhiên về màu trắng, anh không phải kiểu trắng nõn như sữa bò giống an hạ, mà thuộc kiểu trắng tái yếu ớt như tờ giấy trắng toát mỏng manh. So với nước da, những sắc thái khác trên người anh cũng rất nhạt, mái tóc và con ngươi đều là màu nâu vàng nhàn nhạt, đôi môi cũng chỉ có chút sắc hồng nhạt, hơi miếng lại thôi là sẽ có vẻ sắc bén bạc tình. Anh đứng ở đó, giống như một bức tượng trong buổi triển lãm nghệ thuật, lặng im như không có chút tức giận nào. Sau khi đứng một lúc, anh mới giống như có lại linh hồn, đôi mắt màu sợi đây dưới hàng mi đen như cánh quạ chuyển động, hơi nheo mắt lại nhìn An Hạ. Cô bé giúp việc, bữa sáng của tôi làm xong chưa? Sau khi được báo rằng bữa sáng đã được làm xong, Yến bắt thần đi từ tầng 2 xuống dưới, anh đi vào phòng ăn, trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng của anh, hai cái sandwich và một cốc nước cam mới ép. Nắng mai xuyên qua ô cửa số bằng kính hắt lên bàn ăn, Khiến bóng của miếng sandwich và cốc nước cam đổ dài ra mặt bàn, Yến Bắc Thần trầm mặt đi tới, ngồi vào trước bàn ăn. Sau khi Yến Bắc Thần ngồi vào bàn, An Hạ cũng đứng bên cạnh anh, phòng hờ anh cần gì đó, nhưng Yến Bắc Thần không cần gì cả, có điều lúc ngồi xuống, anh đã nhìn qua bữa sáng của anh, sau đó, anh lấy một miếng sandwich trong đó ra, để miếng còn lại ở bên trong. Trước khi ăn bánh, anh nói một câu, "Không ăn hết, miếng này cho em." Nói xong, Yến bắt thần cầm miếng săn quýt ăn trong yên lặng, sau khi cậu chủ ngồi vào bàn ăn, anh đã che khuất tia nắng chiếu trên bàn ăn. Ánh nắng ấm áp hắt lên người anh, nhưng không hề cho anh bao nhiêu độ ấm, anh im lặng ăn sáng, yên lặng nhai nuốt, cậu chủ có vẻ ngoài nổi bật, ngay cả lúc ăn cũng có một cảm giác cao quý tao nhã. Trong bầu không khí trầm lắng, bữa sáng chẳng mấy chốc đã ăn xong. Yến bắt thần cầm khăn ăn lau khóe miệng, liếc an hạ ở bên cạnh một cái, tôi về phòng thay quần áo. Nói xong, anh đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Cậu chủ đến nhanh mà đi cũng nhanh, đợi đến khi An Hạ phản ứng lại, cậu chủ đã khuất dạng ở cửa phòng ăn. An Hạ đứng trong phòng ăn, nhìn miếng sandwich còn lại trên đĩa, đang nhìn thì bên ngoài vang lên tiếng bấm chuông. An Hạ rời khỏi phòng ăn, chạy ra ngoài mở cửa. Người bấm chuông cửa là Dương Chiêu, hôm qua Yến Bắc Thần không về công ty cùng anh ta, mà dặn anh ta hôm nay qua đây đón anh. Vì thế mới sáng sớm, Dương Chiêu đã vội vàng tới biệt thự dương chiêu bấm chuông chưa được bao lâu đã có người ra mở cửa người mở cửa là cô bé giúp việc bị câm hôm qua sau khi nhìn thấy anh ta cô bé giúp việc nghiêng người nhường đường ra hiệu cho anh ta đi vào được cô bé giúp việc ra hiệu dương thiệu gật đầu rồi đi vào biệt thự vẫn mang dáng vẻ giống như lúc anh ta rời đi vào tối qua gian phòng khách rộng rãi sạch sẽ gọn gàng không có hơi người từng sống ở đây sau khi vào nhà dương chiêu không thấy yến bắt thần anh ta quay đầu nhìn về phía cô bé giúp việc hỏi sếp yến đâu anh ta hỏi xong, cô bé giúp việc rút điện thoại từ trong túi áo, gõ mấy chữ đưa cho anh ta xem. An Hạ, cậu chủ về phòng thay đồ rồi. Dù bị câm không thể nói được nhưng cô vẫn có thể trao đổi thông tin với người khác. Dương Chiêu nhìn hàng chữ trên màn hình điện thoại của cô bé giúp việc, rồi ngước mắt nhìn cô một cái. Khi anh ta nhìn cô, An Hạ nhấc tay làm tư thế mời, ra hiệu cho anh ta ngồi đây đợi một lát. Được cô bé giúp việc ra hiệu, Dương Chiêu tà lên một tiếng, sau đó ngồi xuống sofa trong phòng khách thấy anh ta ngồi xuống cô bé giúp việc rời khỏi phòng khách chẳng bao lâu sau cô bưng một cốc nước quay lại rồi đưa cho anh ta cô bé giúp việc đi qua đi lại không có tiếng động đợi đến khi anh ta phản ứng lại cốc nước đã lặng lẽ được đưa tới trước mặt anh ta dương chiêu ngay tức khắc không ngồi yên được nữa vội vàng giơ tay nhận cốc nước luôn miệng nói một câu cảm ơn sau đó cô bé giúp việc nở nụ cười lặng lẽ với anh ta cô bé giúp việc không nói được khi cười lên cũng yên lặng Nhan sắc của cô không được tính là trạng rỡ xinh đẹp, nhưng lại có khí chất điềm tĩnh, lúc cười lên đôi mắt hơi cong cong, giống như một đầm nước sâu hút, trong trẻo phẳng lặng, dường như chỉ cần nhìn nụ cười của cô, người ta cũng có thể trở nên yên tĩnh giống như cô. Nhìn qua có vẻ tuổi cô không lớn, cũng tầm 18-19, mà người bình thường 18-19 hoặc là đang đi học, hoặc là lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình, còn cô thì đã ra ngoài đi làm rồi con người luôn có sự đồng cảm bẩm sinh với những người yếu thế nhìn nụ cười của cô giúp việc dương chiêu cũng nảy sinh ham muốn được trò chuyện thêm với cô anh ta cười đáp lại cô hỏi cô tên là gì thế hôm qua cô giúp việc chỉ nói cô ấy là giúp việc của yến bắc thần chứ không nói rõ tên họ của cô cho anh ta sau khi hỏi tên cô dương chiêu cũng nói tên của mình tôi là dương chiêu dương trong cây dương chiêu trong sáng sủa sau khi dương chiêu cho cô biết tên của anh ta cô bé giúp việc lại lấy điện thoại ra cô gõ tên của mình ra rồi hướng màn hình điện thoại về phía anh ta an hạ một cái tên rất hay dương chiêu ngước mắt cười nói với cô rất hợp với cô quả thực an hạ tạo cho người ta một cảm giác dịu dàng ôn hòa như cơn gió đêm mùa hạ được khen an hạ lại cười một cái lúc an hạ mỉm cười cô nghe thấy một loạt âm thanh không lớn không nhỏ sau khi nghe thấy âm thanh ấy khuôn mặt tươi cười của dương chiêu thoáng hiện lên vẻ lúng túng anh ta giơ tay đặt lên bụng cười ngượng ngùng rồi nói ra ngoài vội quá còn chưa ăn sáng nên đói rồi nghe anh ta nói như vậy an hạ nhìn anh ta rồi xoay người rời khỏi phòng khách cô bé giúp việc lặng lẽ rời khỏi phòng khách chẳng mấy chốc lại lặng lẽ xuất hiện lần trước cô mang cốc nước tới đây lần này cô ấy mang đến một chiếc bánh sandwich chiếc bánh sandwich được làm cách đây không lâu khi an hạ mang tới gần dương chiêu còn ngửi được mùi trứng chiên ở bên trong nó được bọc bằng một tờ giấy được cô bé giúp việc đưa tới trước mặt anh ta, nhìn thấy chiếc bánh sandwich, mắt Dương Chiêu sáng lên, ngước mắt nhìn An Hạ, "Cho tôi ư?" An Hạ gật đầu, "Như vậy được chứ?" Dương Chiêu có phần không chắc, sau khi anh ta hỏi xong, An Hạ đã đưa miếng bánh cho anh ta, rồi lấy điện thoại gõ chữ cho anh ta xem, "An Hạ, ăn no mới có thể làm tốt công việc." Dương Chiêu nhìn những chữ giảng dị này, lại bật cười. Sau khi Yến Bắc Thần quay về phòng, anh tắm một lúc rồi thay quần áo, đến khi xong xuôi anh mang theo đồ đạc rồi ra khỏi phòng đi đến trước cửa phòng yến bắc thần đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên dưới phòng khách tầng một nghe thấy tiếng nói chuyện anh bèn mở cửa phòng ngủ ra cửa vừa được mở ra người trong phòng khách tầng một cũng nghe thấy tiếng mở cửa đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía anh trong phòng khách có hai người ngoài cô bé giúp việc của anh ra còn có trợ lý tên là dương chiêu khi hai người ngẩng đầu lên biểu cảm trên mặt vẫn chưa kịp thu lại trong mắt hai người đều có nét cười cô bé giúp việc đứng một bên còn Dương Chiêu thì ngồi trên sofa Tay anh ta còn cầm miếng sandwich chưa ăn xong Nhìn thấy anh đi ra Dương Chiêu vội vàng thu lại khuôn mặt tươi cười Cùng kính đứng dậy khỏi sofa Chào một tiếng Xếp Yến Dương Chiêu chào xong Ánh mắt của Yến bắt thần nhìn vào hai người bọn họ Đi xuống dưới nhà Vào buổi sáng cậu chủ hay có tật cáu kỉnh khi ngủ dậy Dường như đến bây giờ vẫn không đỡ hơn là bao Chắc hẳn anh vừa tắm xong Trên người vẫn thoang thoảng hơi nước mát lạnh Thậm chí lúc đi đến gần cô Nhiệt độ xung quanh người cô cũng sụt giảm phần nào, sau khi Yến Bắc Thần đi xuống, anh đứng bên cạnh An Hạ. Khi anh đứng lại, cô bé giúp việc ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt của cô sáng mà trong trẻo, cứ thế ngước lên nhìn anh. Yến Bắc Thần nhìn lại cô, hỏi, "Em đưa chiếc sandwich tôi cho em cho anh ta rồi à?" Yến Bắc Thần vừa lên tiếng, Dương Chiêu còn đang cầm chiếc sandwich trong tay đã giật bắn một cái rõ ràng. Vẻ mặt của anh ta tức khắc đanh lại, sau khi Yến Bắc Thần hỏi xong, anh ta nhìn về phía Yến Bắc Thần, nhưng Yến Bắc Thần không nhìn anh ta. Anh Cục Mi, nhìn cô giúp việc trước mặt mình, nói, thế thì về sau em còn muốn xin cái gì của tôi, cũng không được rồi. Nói với cô nhóc giúp việc xong, Yến Bắc Thần, tôi trêu em đấy, cô bé giúp việc hơi ngay ra. Lúc cô bé giúp việc đang lo lắng, Yến Bắc Thần quay đầu về phía Dương Chiêu, nói, tôi cũng đùa anh thôi. Dương Chiêu cầm sandwich không biết làm thế nào, trêu hai người xong, tâm trạng của Yến Bắc Thần có vẻ khá tốt anh thoáng liếc cô bé giúp việc đang đứng bên cạnh mình sau khi nở một nụ cười anh nói với dương chiêu chúng ta đi thôi yến bắc thần nói xong dương chiêu còn đang sững sờ cũng tỉnh táo lại anh ta vội vã gật đầu một cái nói vâng nói xong dương chiêu theo yến bắc thần rời khỏi biệt thự sau khi yến bắc thần và dương chiêu rời khỏi biệt thự họ lên chiếc xe đã đợi sẵn ở sân biệt thự từ lâu hai người lên xe rồi tài xế khởi động xe chiếc xe màu đen lái về đường quốc lộ ven biển rộng rãi và ẩm ướt chạy thẳng về phía công ty chi nhánh lúc ở biệt thự dương chiêu bị yến bắc thần dọa cho giật mình phải đến tận khi lên xe mới bình tĩnh lại anh ta lên xe ngồi vị trí bên cạnh tài xế sau khi xe chạy cũng bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc hôm qua yến bắc thần không tới công ty các quản lý cấp cao của công ty cũng không giải tán cuộc họp cuộc họp vẫn được tiến hành theo kế hoạch dương chiêu sẽ sửa sang nội dung của cuộc họp sau khi lên xe anh ta lập tức đưa tài liệu đã được chỉnh sửa hoàn chỉnh cho Yến Bắc Thần rồi nói qua một lượt tình hình với anh. "Sếp Yến, đây là nội dung cuộc họp ngày hôm qua. Hôm nay sau khi chúng ta tới công ty sẽ còn một cuộc họp khác nữa, cuộc họp buổi sáng sẽ tích hợp những tài liệu mới nhất, sau khi anh đến là có thể bắt đầu." Dương Chiêu nói xong, Yến Bắc Thần đưa tay nhận lấy tài liệu anh ta đưa. Sau khi lên xe, Yến Bắc Thần lập tức dựa người vào lưng ghế phía sau xe, anh mặc một bộ vest rất chỉnh chu. Bộ đồ cao cấp được thiết kế riêng, từ chất liệu tới kiểu dáng đều toát lên sự sang trọng đầy tinh tế, kết hợp với người đàn ông cao lớn ngồi phía sau tạo nên một khí chất cao sang quyền uy. Ngày hôm qua, lần đầu tiên Dương Chiêu nhìn thấy Yến Bắc Thần đã vô cùng bất ngờ về ngoại hình xuất sắc của anh. Hôm nay gặp lần thứ hai, vẻ ngoài hoàn mỹ của Yến Bắc Thần vẫn gây cho anh ta sự chấn động mới mẻ. Yến Bắc Thần giơ tay nhận tài liệu, mặc dù thân hình anh cao lớn nhưng trong lúc giơ tay nhất chân đều có vẻ nhanh nhẹn, linh hoạt. Lúc mở giấy tờ ra, Yến Bắc Thần hỏi một câu, sao anh không ăn? Yến Bắc Thần hỏi xong, Dương Chiêu. Lúc ở biệt thự của Yến Bắc Thần, giúp việc riêng an hạ của Yến Bắc Thần đưa cho anh ta một miếng sandwich, cũng chính vì miếng sandwich này mà Yến Bắc Thần đã trêu đùa anh ta. Cho nên sau khi Yến Bắc Thần đùa xong, anh ta bèn cất sandwich đi. Huống hồ, dù cho Yến Bắc Thần không đùa dẫn anh ta thì anh ta cũng không có can đảm ăn đồ ăn khi ngồi cùng xe với chủ tịch tập đoàn. Mặc dù chủ tịch tập đoàn của anh ta có vẻ rất bình dị, gần gũi, sau khi Yến Bắc Thần hỏi xong, Dương Chiêu phản ứng lại, nói: "Tôi đã ăn no rồi." Sau khi Dương Chiêu đáp lại, Yến Bắc Thần nhàn nhạt nói một câu: "Mùi vị cũng không tệ, đúng không?" Không nghĩ tới Yến Bắc Thần lại tán gẫu với anh ta về mùi vị của sandwich, ánh mắt Dương Chiêu hiện lên vẻ cực kỳ kinh ngạc. Anh ta liếc nhìn Yến Bắc Thần một cái, sau đó cười, nói: "Vâng, ăn rất ngon." Nhận được sự đồng ý của Dương Chiêu, Yến Bắc thần cười khẽ cục mi nhìn tài liệu, bây giờ là 8 giờ sáng, ánh bình minh vừa ló rạng, ánh dương lướt qua mặt biển tràn lên mặt đất, xuyên qua cửa sổ xe hắt vào trong, ánh dương ấm áp trở nên nhẹ nhàng hơn khi xuyên qua cửa kính, làm cho nụ cười trên môi người đàn ông cũng trở nên hài hòa dịu dàng hơn một chút. Trước đây, Dương Chiêu còn cảm thấy âu sầu trong lòng đối với việc xuất hiện của chủ tịch tập đoàn, dù sao anh cũng là lãnh đạo tối cao của tập đoàn. Hơn nữa, mặc dù bên Hải Thành chỉ là công ty chi nhánh nhưng về chuyển của tổng công ty, cũng đã được truyền đi xôn xao từ nửa năm trước. Chủ tịch trước của tập đoàn bị bệnh nặng, vốn dĩ tập đoàn định giao cho hai người con trai quản lý, nhưng ngay vào phút cuối, đột nhiên có một đứa con trai khác xuất hiện, dùng thủ đoạn xét đánh giành được quyền khống chế tập đoàn về tay. Đứa con trai này là con riêng của nguyên chủ tịch tập đoàn, trước 18 tuổi vẫn được nuôi ở bên ngoài, mấy năm gần đây mới trở về nhà họ Yến. Hơn nữa, trong mấy năm qua ở nhà họ Yến, anh cũng không bộc lộ năng lực gì nổi trội thậm chí còn không tới tập đoàn yến thị hỗ trợ nghe nói vẫn luôn đi du lịch nước ngoài bày ra hình tượng của một công tử bột nhưng mà chính một công tử bột như vậy lại nắm được toàn quyền khống chế tập đoàn yến thị trong thời khắc cuối cùng sau khi lấy được quyền kiểm soát anh cũng trở thành chủ của nhà họ yến ngay ngày đầu tiên đến dinh thự nhà họ yến anh đã đuổi hai người anh trai trong nhà đi có nhiều ý kiến khác nhau từ những người ngoài nói về việc này có người nói con riêng của nhà họ yến này là con sói mắt trắng lòng muôn dạ thú bụng dạ ác độc không quan tâm máu mũ ruột già có người lại nói nửa đời trước người con riêng này đã trải qua cuộc sống vô cùng cực khổ mẹ của anh vì người nhà họ yến mà tự sát còn bản thân anh cũng sống sót trong hiểm cảnh qua nhiều lần bị mưu sát trong nhà họ yến thậm chí thân thể cũng bởi thế mà bị bệnh tật cho nên anh mới đuổi tận giết tuyệt nhà họ yến như vậy đối với những lời đồn đại này thực ra cũng có chút kỳ diệu dương chiêu quan sát xếp yến của bọn họ thân hình yến bắc thần cao lớn cường tráng trừ làn da hơi nhợt nhạt bệnh tật ra thì nhìn vẫn rất khỏe mạnh đương nhiên anh ta cũng không phải là bác sĩ có thể yến bắc thần không biểu hiện ra ngoài mà thôi bên cạnh đó cho dù sức khỏe của yến bắc thần không tốt hoặc có chuyện gì khác cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới anh ta anh ta chỉ là một trợ lý nhỏ của giám đốc ở công ty chi nhánh tập đoàn yến thị lớn như vậy cho dù yến bắc thần có ngã xuống thì hội đồng quản trị cũng sẽ nhanh chóng đưa người mới lên quản lý cho nên không tạo nên ảnh hưởng gì đối với các nhân viên làm việc trong tập đoàn nghĩ tới đây dương chiêu thu hồi suy nghĩ miên man của mình chờ đợi yến bắc thần ra chỉ thị phải nói rằng chủ tịch mới của tập đoàn có vẻ không hứng thú lắm với công việc trong thời gian anh ta mất tập trung yến bắc thần mới chỉ lật xem được hai trang tài liệu ngón tay thon dài nhợt nhạt của anh đặt trên trang giấy tài liệu trắng đen rõ ràng nhưng gò má của anh lại hơi quay sang một bên, nhìn ra ngoài cửa xe. Người đàn ông có một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, đừng nét ngũ quan của anh cực kỳ sắc sảo, giống như khuôn mặt anh phù hợp với tỷ lệ vàng, tự như được điêu khắc lên. Mỗi một góc cạnh đều được tỉ mỉ đẽo gọt cẩn thận hàng vạn lần. Bây giờ, anh đang ngước mắt nhìn phía ngoài xe, nhìn sang một hướng khác, dường như đang suy nghĩ điều gì. Xe vẫn lăn bánh, khi Dương Chiêu nhìn theo động tác của Yến Bắc Thần, đi theo tầm mắt của yến bắc thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe bây giờ bọn họ đã đi ra khỏi con đường ven biển và bắt đầu đi lên cầu cao tốc lướt qua mặt biển ào ào dậy sóng bây giờ trong tầm nhìn là dãy núi trùng điệp nhìn theo dãy núi kia dương chiêu thu lại ánh mắt thăm dò nhìn về phía yến bắc thần hỏi sếp yến yến bắc thần quay đầu lại người đàn ông quay đầu lại nhìn sang một đôi mắt hẹp dài thăm thúy vừa nhìn qua giống như xuyên qua đôi mắt nhìn thấu tận đáy lòng người chứa đựng một cảm giác kinh sợ không tả bị ánh mắt như vậy nhìn vào nhịp tim của dương chiêu như ngừng đập mà chỉ sau một nhịp tim ánh mắt của yến bắc thần lại khôi phục sự bình thản trước đó khi yến bắc thần khôi phục lại bình thường dương chiêu cũng tỉnh táo lại giọng của anh ta hơi loạn xếp yến tài liệu anh xem tài liệu thế nào rồi dương chiêu lắp bắp hỏi xong ánh mắt của yến bắc thần vẫn nhìn anh ta chăm chú sau khi anh ta hỏi xong yến bắc thần nói tiểu dương được gọi một tiếng tiểu dương đầy thân thiết Dương Chiêu ngẩng đầu nhìn Yến Bắc Thần, lúc Dương Chiêu nhìn sang, Yến Bắc Thần nở nói với anh ta: "Chúng ta đi leo núi đi." Dương Chiêu, Yến Bắc Thần nói leo núi là leo luôn. Sau khi nói với Dương Chiêu, Yến Bắc Thần lập tức bảo tài xế thay đổi hướng đi tới công ty chi nhánh, hướng xe thay đổi, chạy khỏi cầu cao tốc, dọc theo đường quốc lộ dưới đường cao tốc, đi thêm 20 phút đã tới chân núi Cửu Sơn ở ngoại thành Hải Thành. Cửu Sơn ở ngoại thành của Hải Thành cũng không hẳn là một ngọn núi nổi bật, núi không cao không thấp, nằm độc lập ở bên ngoài những dãy núi trập trùng. Vào thời tiết hiện tại, thảm thực vật xanh tươi mơn mởn, giữa những cành cây dại không được cắt tỉa gọn gàng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy con đường dẫn L3N đỉnh núi làm từ những phiến đá xanh. Sau khi xe dừng lại, Yến Bắc Thần mở cửa xuống xe, không khí bên núi và ven biển không giống nhau lắm. Biệt thự ven biển mang không khí gió biển mặn mà, còn dưới chân núi Cửu Sơn, cho dù trời không mưa vẫn có thể cảm thấy hơi ẩm của bùn đất loại hơi thở thiên nhiên này hòa cùng với gió núi phả lên mặt làm cho tâm trạng con người ta cảm thấy khoan khoái hẳn lên yến bắc thần đứng dưới chân núi giơ tay cởi áo vét bên ngoài hôm nay yến bắc thần vốn muốn tới công ty chi nhánh ở hải thành anh mặc một bộ vét tinh xảo sang trọng anh cởi áo vét bên ngoài bên trong chỉ còn áo sơ mi trắng và quần tây đồng bộ với áo vét quần tây thon dài thẳng tắp ông sát hai chân của anh kéo dài từ mắt cá chân đến phần hông hẹp của anh áo sơ mi trắng được sơ vin vào trong nối liền với phần thân trên tạo nên vóc người tam giác ngược rất rõ nét. Lúc Yến bắt thần mặc vét, dáng người thoáng hơi gầy, nhưng khi cởi áo ngoài, lộ ra áo sơ mi bên trong mới phát hiện hoàn toàn trái ngược. Dáng người anh rất đẹp, cơ bắp trắng chắc không hề nói quá lên chút nào, khi anh chuẩn bị làm động tác leo núi thì có thể nhìn thấy bắp thịt đẹp để dưới lớp áo sơ mi mỏng. Cho dù có cởi áo vét thì việc đeo cà vạt mặc áo sơ mi quần tây cũng làm cho người ta có cảm giác không phù hợp với hoạt động leo núi này của Yến Bắc Thần. Lúc Yến Bắc Thần xuống xe, Dương Chiêu cũng theo xuống. Nói thật thì nhìn tình hình vậy giờ, Dương Chiêu còn chưa phản ứng kịp. Mà khi anh ta đứng một bên, khóe miệng giật giật không biết nói gì, Yến Bắc Thần quay đầu lại nhìn anh ta, hỏi, anh có leo không, Dương Chiêu? Khi hỏi Dương Chiêu, Yến Bắc Thần đã khởi động xong để chuẩn bị cho việc leo núi dương chiêu không trả lời vấn đề của anh yến bắc thần phải đẩy lòng bàn tay ra thư giãn hai tay một chút lại gọi dương chiêu tiểu dương bị yến bắc thần gọi một tiếng dương chiêu cũng tỉnh lại vội vàng đáp một tiếng vâng anh có bạn gái không yến bắc thần hỏi yến bắc thần hỏi xong dương chiêu càng không hiểu gì nhưng vẫn thành thật trả lời có vậy anh đi chơi với bạn gái đi yến bắc thần nói dương chiêu tôi cho anh một ngày nghỉ nếu người công ty gọi điện thoại hỏi anh anh cứ nói là đi cùng với tôi, như vậy họ sẽ không dám nói gì anh Yến Bắc Thần nói. Yến Bắc Thần đã tự mình sắp xếp mọi thứ rồi, sau khi thu xếp xong xuôi, Yến Bắc Thần mở cửa xe, bàn tay anh ấn lên khung cửa xe, cuối người lấy một túi du lịch màu đen ra khỏi xe. Dương Chiêu đã nhìn thấy cái túi du lịch này từ sáng, lúc Yến Bắc Thần ra khỏi phòng đã cầm theo rồi, cầm túi du lịch, Yến Bắc Thần cũng không nhiều lời với anh ta, đi thẳng về phía ngọn núi xanh tươi. Người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây, bóng lưng kiên cường cao lớn dần biến mất trước mắt anh ta dương chiêu đầu tháng ba cỏ mọc én bay hôm nay mặt trời sáng tỏ ngay cả sức sống trong rừng cũng trở nên tràn trề hơn nhiều so với thường ngày mang theo sinh khí dồi dào trên đỉnh núi cửu sơn có một đạo quán nhỏ cậu bé đạo đồng đã làm xong bài tập buổi sáng bắt đầu cầm chổi quét sân đạo đồng từ chỉ cậu bé giúp việc vặt bên người đạo sĩ mỗi ngày sân đều được quét dọn sạch sẽ không có bẩn thiểu gì Bây giờ cũng không phải là mùa thu lá rụng đầy sân nữa, sau khi quét qua một lượt, cậu bé Đạo Đồng cầm cái chổi mở cánh cửa gỗ của đạo quán. Đạo quán nằm trên đỉnh núi Cửu Sơn, một ngọn núi ít người biết đến nên rất khó leo lên, thế mà lại có một đạo quán đơn sơ vắng người qua lại. Nhưng hôm nay sau khi cậu bé Đạo Đồng mở cửa đạo quán, đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi ngoài cửa. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tùy tiện ngồi trên bậc thang cao nhất trước cửa đạo quán. Lúc ngồi đôi chân thon dài mặt quần tây duỗi thẳng xuống vài bậc thang trước mặt anh ngồi ở đó ánh mắt nhìn xa xăm có vẻ như xem phong cảnh ngắm núi non khi nghe tiếng cửa đạo quán mở ra người đàn ông nghiêng đầu quay lại anh có một khuôn mặt góc cạnh và nam tính làn da của anh nhợt nhạt trong suốt dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng màu sắc trên người anh rất nhạt thậm chí ngay cả con ngươi cũng là màu sợi đay nhạt khi nhìn thấy cậu bé đạo đồng anh hơi bần thần thu hồi ánh mắt nở nụ cười với cậu bé đạo đồng tiểu sư phụ đạo quán của các cậu có thờ bài vị không sư phụ cách xưng hô tôn trọng đối với hòa thượng ni cô đạo sĩ những đạo quán bình thường quả thật có việc thờ bài vị nhưng nếu thờ bài vị thì thường tìm một số đạo quán lớn hơn hương khói thịnh vượng rất ít người leo lên tận núi cao như vậy tìm tới một đạo quán nhỏ ít người lui tới để xin thờ bài vị nhưng mà đạo quán của họ thật sự cũng có thể thờ bài vị người đàn ông hỏi xong cậu bé đạo đồng nhanh chóng gật đầu nói, có, sau khi nói xong, cậu bé đạo đồng hỏi, thí chủ, ngài muốn thờ ai? Cậu bé nói xong, người đàn ông cầm túi du lịch màu đen lên, kéo khóa túi du lịch ra, nói, mẹ tôi, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Sau khi xác định đạo quán có thể thờ cúng bài vị, Yến bắt Thần đi theo cậu bé đạo đồng vào đạo quán. Đây quả thật là một đạo quán giản dị đến thái quá, chỉ có một sân, đối diện là sảnh chính của đạo quán, bên trong thờ phụng thần vị và thần tượng ở bên cạnh đạo quán có hai gian phòng bên ở cửa phòng bên có một cái giếng nước còn có một ít dấu vết sinh hoạt sau khi vào cửa cậu bé đạo đồng quăng chổi rồi vội vã đi gọi sư phụ chỉ chốc lát sau sư phụ của cậu bé đã ra ngoài đối mặt với yến bắc thần yến bắc thần hơi không người cười gật đầu với ông ấy vị đạo trưởng kia cũng đáp lễ lại xác định yến bắc thần tới thờ cúng bài vị đầu tiên đạo trưởng nói cho yến bắc thần biết một số việc cần chú ý khi thờ cúng bài vị trong đạo quán yến bắc thần nghe hết toàn bộ không có dị nghị gì đạo trưởng đi thay quần áo nhận lấy bài vị trong tay yến bắc thần rồi bắt đầu quá trình thờ cúng làm xong quy trình đó thời gian đã tới giữa trưa giữa trưa yến bắc thần ăn cơm ở đạo quán ăn cơm xong anh cũng chưa rời đi ngay ngồi trên đệm hương bộ ở đạo quán ngồi ở điện chính với mẹ một lát kể từ khi mẹ qua đời Yến Bắc Thần thường xuyên ngồi như vậy, cũng không phải muốn nói gì với mẹ, chỉ ngồi như thế mà thôi. Lúc anh lấy lại tinh thần, chính anh cũng không biết đã ngồi bao lâu. Nắng chiều dần trở nên dịu đi theo thời gian, hơn 3 giờ chiều, Yến Bắc Thần mới ra khỏi điện chính. Sau khi anh ra ngoài, đạo trưởng của đạo quán mời anh đi uống chén trà ở phòng bên cạnh. Đây là một đạo quán nhỏ, đạo quán được xây dựng giản dị mộc mạc, trong đạo quán cũng không có mấy đạo sĩ. Ngoại trừ cậu bé đạo đồng kia thì cũng chỉ có đạo trưởng ở trước mặt, đạo trưởng khoảng hơn 50 tuổi, dáng người gầy gò, khi ngồi im ở đó uống trà, thật ra thì cũng có chút dáng vẻ tiên phong đạo cốt, sau khi Yến bắt thần vào phòng bên thì ngồi lên đệm hương bộ ở trước bàn thấp. Từ trước đến nay, dáng ngồi của anh không đứng đắn, sau khi ngồi xuống, hai tay chống ra sau người, khi anh ngồi xuống, đạo trưởng rót trà cho anh, nước trà chảy ra từ ấm tử xa, có chút hương thơm thoang thoảng thanh mát đạo quán nhỏ không có trà gì ngon nhưng được cái do tự mình thu hái chế biến nên lại có hương vị khác lạ tử sa tên một loại đất sét có nhiều ở nghi hưng tỉnh giang tô trung quốc đạo trưởng rót trà yến bắc thần giơ tay ra nhận nói một tiếng cảm ơn khi yến bắc thần cầm trà về ánh mắt của đạo trưởng dừng trên người anh hỏi một câu cậu không phải người địa phương sao lại nghĩ đến việc thờ cúng bài vị của mẹ mình ở đây yên tĩnh yến bắc thần uống một hớp trà trả lời đạo trưởng nói xong anh cười nhìn về phía đạo trưởng, nói: "Tôi nghe nói từ chỗ người khác biết được nơi này có một đạo quán yên tĩnh, vì thế mới muốn nhân lúc tới đây công tác đưa mẹ mình đến thờ cúng ở chỗ này." "Cậu đến từ đâu?" Đạo trưởng hỏi. Nam Thành tiếng Bắc thần trả lời: "Nam Thành và Hải Thành có thể coi là xa, mà cũng không tính là xa, nhưng nếu phải so sánh thì thờ cúng bài vị người thân ở nơi khác, vậy thì vẫn tương đối xa." "Hơi xa nhỉ." Đạo trưởng nói. Đạo trưởng vừa dứt lời, Yến Bắc thần cười một tiếng nói có xa hay không bà ấy thấy tốt là được sau khi yến bắc thần dứt lời cơ thể hơi ngã ra sau liếc mắt nhìn về phía sảnh chính hương khói ở sảnh chính nghi ngút sau làn sương khói lượn lờ là bài vị của mẹ do anh mang đến nơi này non xanh nước biếc hẻo lánh ít dấu chân người còn có thể nhìn thấy biển ở chỗ cao là nơi mà mẹ thích bà ấy đã siêu thoát rồi đạo trưởng vừa nhìn về phía sảnh chính theo tầm mắt của yến bắc thần vừa nói ông ấy nói xong Động tác của người đàn ông phía đối diện cũng chẳng thay đổi, chỉ khẽ mỉm cười ở khóe môi. Đây là một người đàn ông có vẻ ngoài rất nổi bật, tính cách cũng không khó chung đụng, thậm chí có thể nói là hết sức thân thiện, nhưng sự gần gũi của anh chỉ là bề nổi, chỗ sâu hơn anh sẽ không để lộ. Cậu vẫn luôn sống trong quá khứ, đạo trưởng nói, đang nói về chuyện mẹ anh đã siêu thoát, chủ đề của đạo trưởng đã rơi xuống trên người anh. Yến Bắc thần di chuyển ánh mắt dừng trên người đạo trưởng. Dường như người tu đạo đều là người có hiểu biết sâu rộng, có nội tâm thông thấu và có tầm nhìn. Bọn họ có thể nhìn thấu một người, không phải kiểu chỉ có thể xem hiểu nỗi lòng hiện tại như bác sĩ tâm lý, mà bọn họ còn có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai của bạn. Đôi mắt của đạo trưởng trong trẻo sắc bén, dưới ánh mắt đó, Yến bắt thần không ngụy trang hay phủ nhận. Thậm chí anh còn cười một cái, gật đầu, nói, đúng vậy, tôi vẫn luôn tiến về phía trước, nhưng bất kể tôi đi như thế nào, tôi vẫn luôn bị bó buộc trong quá khứ yến bắc thần nói xong đạo trưởng nhìn anh nói dẫu sao người sống thì vẫn luôn phải nhìn về phía trước đạo trưởng vừa dứt lời yến bắc thần bình tĩnh nhìn về phía ông ấy anh cứ ngồi trên đệm hương bộ như thế ánh mắt bình thản lại yên tĩnh cứ nhìn chăm chú vào đạo trưởng như vậy ánh mắt anh như thể đang nhìn ông ấy lại như thể đang nhìn thứ gì khác cứ nhìn như vậy trong chốc lát yến bắc thần nói ai cũng biết điều ấy nhưng có thật sự làm được hay không thì lại chẳng dễ dàng như vậy. Nói xong, anh thu ánh mắt về, dừng trên chén trà tử sa mà anh đang cầm giữa các ngón tay thưởng thức, anh nói với đạo trưởng, giống như tôi tận mắt trông thấy một ly trà rơi vỡ ở ngay trước mặt mình, nước trà bắn khắp người, nhiệt độ bỗng rẫy của nó lưu lại trên da tôi, vì đắng dừng bên môi tôi. Tôi có thể nhìn rõ thân chén bị vỡ lộ ra sắc nhọn. Tất cả những giác quan như xúc giác, khứu giác, thì giác đều khắc sâu vào trong đầu tôi tôi không quên nổi cũng không thoát ra được yến bắc thần bình tĩnh làm một phép so sánh anh miêu tả cảnh tượng đó một cách vô cùng bình dị vừa miêu tả anh vừa chìm vào cảnh tượng trong hồi ức hồi ức như một con dao dùng để lăn trì chậm rãi cắt gọt anh đến tê dại mất tri giác mỗi phút mỗi giây anh đều đang nhớ lại trải qua loại cảm giác này sau khi yến bắc thần nói câu đó xong sảnh phòng bên như chìm vào im lặng trong sự im lặng ấy tiếng nước chảy róc rách cùng với mùi thơm của trà đánh thức giác quan của yến bắc thần chiếc chén tử sa trống không của anh lại được đạo trưởng rót thêm một chén trà đạo trưởng rót đầy trà bình tĩnh nhìn yến bắc thần nói sẽ có người lau sạch cho cậu sẽ có người lau đi nhiệt độ nóng bỏng mà trà để lại lau đi vị đắng của trà sau đó sẽ rót cho cậu một chén trà mà cậu thích sau khi uống trà với đạo trưởng ở phòng bên một lát yến bắc thần để lại một tờ chi phiếu rồi đứng dậy rời khỏi đạo quán buổi sáng khi anh leo núi đi lên mặt trời vừa mới bắt đầu nóng lên buổi chiều khi anh xuống núi rời đi mặt trời đã thôi nắng nóng ba giờ chiều trời đã hết nóng gió giữa núi rừng đã trở lạnh yến bắt thần đi dọc đường leo núi lúc sáng để xuống núi dưới chân núi lái xe vẫn còn đang chờ anh ở trong xe yến bắt thần đến nơi lái xe mở cửa xe cho anh yến bắt thần cúi người lên xe xếp yến đi đầu ạ à. sau khi yến bắt thần lên xe lái xe ngồi vào ghế lái rồi hỏi thăm một câu, Yến Bắc Thần ngồi ở ghế sau, cà vạt trên cổ anh đã bị cởi ra rồi vứt sang một bên, chỗ cổ áo cởi bỏ hai chiếc cúc, để lộ cần cổ thon dài và xương quai xanh tinh xảo của người đàn ông, anh ngã ra sau tựa vào lưng ghế, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm về phía núi cửu sơn bên ngoài cửa kính xe, ông ấy hỏi xong, người đàn ông mới thu lại ánh mắt, nói, về biệt thự, vâng, Yến Bắc Thần dứt lời, lái xe đáp lại một tiếng rồi khởi động xe, lái khỏi chân núi cửu sơn núi cửu sơn cách biệt thự không xa lắm vị trí của biệt thự vốn cũng ở rìa ngoại ô của hải thành không bao lâu sau khi chạy ra khỏi đại lộ cửu sơn xe đã chạy vào đường quốc lộ ven biển hướng về phía biệt thự buổi chiều quốc lộ ven biển không nóng lắm thậm chí còn có bầu không khí hơi ẩm ướt thời tiết hôm nay không tệ bầu trời vùng bờ biển luôn có một hai đám mây trong sạch sẽ lại đẹp mắt yến bắc thần ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi một lát sau đó mở bừng mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe phong cảnh ngoài cửa xe nhanh chóng lướt qua bởi xe chạy trong cái nhìn của yến bắc thần cảnh biển như bức tranh sơn dầu rực rỡ đậm nét ở phía xa xa cũng từ từ lại gần theo tốc độ xe phía xa xa trời cao biển rộng quốc lộ ven biển to rộng sạch sẽ thậm chí dưới khí trời ẩm ướt gần bờ biển ngay cả màu sắc cũng đậm màu hơn nhiều so với đường bình thường yến bắc thần nhìn con đường phía trước sau khi nhìn trong chốc lát anh trông thấy một chấm đen nho nhỏ xuất hiện trên đường quốc lộ ven biển rộng mênh mông vô bờ Đường quốc lộ ven biển vốn đã hẻo lạnh ít dấu chân người, giờ này không phải giờ đi làm tan làm, vì thế, về cơ bản là không có xe cộ và người đi đường. Trên con đường quốc lộ trống trải như vậy, chấm đen kia trông có vẻ vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Sau khi Yến Bắc Thần nhìn thấy chấm đen kia thì không rời mắt đi nữa. So sánh với tốc độ chạy của ô tô, hiển nhiên tốc độ di chuyển của chấm đen kia chậm hơn nhiều. Không bao lâu sau, xe đã gần đuổi kịp chấm đen kia. Mà đi đôi với việc khoảng cách của hai bên được rút ngắn lại, Yến Bắc Thần cũng nhìn rõ xem rốt cuộc chấm đen kia là cái gì. Là một cô gái đi xe đạp, cô gái đó có vóc người nhỏ nhắn gầy yếu, mặc quần áo dài màu xanh lá. Mái tóc đen nhánh dày dặn của cô được buộc vào một cách đơn giản thành một cái đuôi ngựa thấp xỏa xuống tấm lưng gầy yếu của cô. Lúc này, cô đang đạp xe đạp, vừa ngắm phong cảnh trước mặt vừa từ từ tiến lên. Trong giỏ xe trước xe đạp còn có một ít thức ăn cô vừa mới mua cô như thể đắm chìm hoàn toàn trong thế giới riêng của mình, đạp xe tiến lên theo tốc độ của mình, thậm chí vẫn hồn nhiên không phát hiện ra chiếc ô tô chạy qua bên cạnh mình. Yến Bắc Thần ngồi ở trong xe, lúc ô tô gần đuổi kịp cô, anh đã hạ cửa kính xe xuống. cửa kính xe hạ xuống, trong nháy mắt ô tô và xe đạp lướt qua nhau, Yến Bắc Thần mở miệng gọi một tiếng. cô nhóc giúp việc. Yến Bắc Thần vừa gọi xong, xe đạp bỗng ngã về phía trước, an hạ đang đạp xe đạp bỗng nhảy khỏi xe chẳng khác gì con thỏ. Yến Bắc Thần, An Hạ phải đi mua đồ ăn. Hôm qua khi đi xe ra ngoài một chuyến với thiếu gia, cô trông thấy một siêu thị bán đồ sinh hoạt ở quảng trường uống trà sữa. Biệt thự có đồ dùng hàng ngày và nguyên liệu nấu ăn ba bữa một ngày, nhưng dẫu sao cũng không đầy đủ. Vì thế, sau khi làm xong việc vào buổi sáng, buổi chiều, cô đạp xe đi dạo ở siêu thị kia một chút, tiện thể mua ít thức ăn tươi mới phải dùng cho bữa tối hôm nay. Chiếc xe đạp cô đang đi bây giờ cũng được phát hiện khi ra gara với thiếu gia vào hôm qua hôm nay muốn đi siêu thị, cô mới dắt nó ra khỏi gara rồi rửa qua loa một chút, biệt thự không gần quảng trường kia lắm, nếu đạp xe phải đi khoảng 20 phút. Nhưng đối với An Hạ mà nói thì chặn đường 20 phút đó chẳng tính là gì, vả lại, mùa này, đón nắng mặt trời và gió biển, ngắm cảnh biển trên quốc lộ ven biển rộng rãi thì đi xe đạp cũng là một kiểu tận hưởng nhàn nhã, cô hơi chìm đắm trong cảnh vật này. Trên đường vốn không có xe gì, cô còn đi ở rìa quốc lộ, lại đang ngắm cảnh đẹp phía trước. An Hạ hơi lơ đỉnh, cô mất tập trung, chẳng qua cũng chỉ vì chuyện hôm nay nên nấu món gì vào bữa tối cho cậu chủ. Lúc đang suy nghĩ, giọng của cậu chủ bỗng dưng vang lên ở bên cạnh, An Hạ bị dọa sợ hết hồn, trực tiếp nhảy phát xuống xe đạp, xe đạp đột nhiên phanh gấp, đi đôi với việc tim cô đập lỡ một nhịp, sau khi cô vững vàng rơi xuống đất, tim cô đập nhanh thình thịch. Mà khi cô nhảy xuống xe đạp, một chiếc xe ô tô màu đen cũng dừng lại ở bên cạnh, cậu chủ mặc áo sơ mi trắng bước xuống xe đi tới bên cạnh cô em không sao chứ cậu chủ hơi cau mày liếc mắt quan sát cô từ trên xuống dưới xác nhận sự an toàn của cô áo vét ngoài trên người anh không thấy đâu chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng sau dáng người cao lớn của anh là biển xanh trời xanh cách phối màu này còn đẹp hơn phong cảnh lúc nãy đợi cậu chủ đến gần an hạ mới dám khẳng định là cậu chủ gọi mình thật cô vội vàng lắc đầu ý bảo mình không sao lắc đầu xong an hạ lại ngửa đầu lên nhìn về phía cậu chủ đang đứng bên cạnh mình cô dùng bên hông để đỡ xe đạp nâng cánh tay lên làm một câu thủ ngữ với cậu chủ an hạ sao cậu không đi làm giờ này lẽ ra cậu chủ phải đang đi làm chứ cô nâng tay lên hỏi xong cậu chủ cũng cụp mắt nhìn cô làm hết thủ ngữ nhìn ra ý cô muốn nói cậu chủ rời mắt sang chỗ khác dừng trên đôi mắt cô giữa mày vừa mới cau lại đã giãn ra khóe môi xinh đẹp nở một nụ cười nói tôi trốn làm An Hạ, sau khi trả lời câu hỏi của An Hạ, ánh mắt của Yến Bắc Thần lướt qua An Hạ, dừng trên chiếc xe đạp bên cạnh cô. Đây là một chiếc xe đạp nữ màu kẹo ngọt, đằng trước có rổ xe, đằng sau có yên phụ. Xe đạp trông rất mới, lóe sáng dưới ánh mặt trời. Xe này ở đâu ra vậy? Yến Bắc Thần quan sát xe đạp xong thì hỏi An Hạ một câu. Yến Bắc Thần dứt lời, An Hạ cũng hoàn hồn, cô liếc qua chiếc xe đạp trong tầm tay, giơ cánh tay lên làm một câu thủ ngữ để trả lời. An Hạ, trong gara hôm qua anh dẫn cô giúp việc nhỏ ra gara một chuyến gara đang có bảy tám chiếc xe thế mà anh lại không thấy có một chiếc xe đạp nữ như này nhưng có một chiếc xe đạp như này thì cô nhóc giúp việc đi siêu thị hay gì đó cũng tiện nghĩ đến đây yến bắc thần cười một cái nói mắt em tin thật đấy cậu chủ nói một câu như vậy không được coi là khen nhưng cũng không tính là trách móc nghe anh nói xong an hạ cười một cái khi an hạ cười yến bắc thần nhìn cô một cái sau đó ánh mắt lại dừng trên xe đạp, hỏi, kỹ thuật của em thế nào? Nụ cười tươi rói của An Hạ còn chưa thu lại, cậu chủ đã đột nhiên hỏi một câu như thế, cô không hiểu cậu chủ có ý gì, chỉ ngước mắt nhìn về phía anh. Khi cô nhìn sang, hai chân thon dài của cậu chủ tách ra, ngồi lên yên phụ xe đạp. Sau đó, cậu chủ ngẩng đầu lên nói với cô, em chở tôi về đi. Nụ cười tươi tắn của An Hạ nhanh chóng tắt ngắm, lúc Yến bắt thần ngồi lên, xe đạp hơi nghiêng đi, cô bé giúp việc luống cuốn tay chân mới miễn cưỡng đỡ được, cô chống xe đạp, quay đầu lại nhìn về phía anh, ánh mắt che phủ một tầng hoảng loạn mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, kỹ thuật không được à, Yến Bắc Thần vừa nhìn vẻ sợ sệt trong mắt cô bé giúp việc vừa hỏi, cô bé giúp việc liên tục gật đầu, thấy cô gật đầu, Yến Bắc Thần chống hai chân xuống đất, đứng lên khỏi yên phụ. Sau khi anh đứng dậy, trong nháy mắt, xe trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tiếp theo, Yến Bắc Thần nói, thế thì thôi an hạ thở phào nhẹ nhõm một hơi vẫn nên để tôi chở em đi yến bắc thần nói an hạ từ trước đến nay yến bắc thần nói làm là làm luôn sau khi nói muốn chở an hạ anh nhận lấy xe đạp từ trong tay an hạ xe đạp bị lấy đi an hạ đứng ở một bên liếc sang chiếc ô tô vẫn đang đợi yến bắc thần ở bên cạnh cô hơi khó hiểu rõ ràng có ô tô thoải mái như vậy thế mà cậu chủ lại không ngồi cố tình muốn chen chúc với cô trên một chiếc xe đạp khi cô nhìn về phía ô tô dường như yến bắc thần cũng nhớ ra vẫn còn có một chiếc xe đang đổ bên cạnh anh quay đầu lại gọi lái xe ở trong xe một tiếng nói chú trương ơi chú lái xe về trước đi lái xe là chú trương nghe anh sắp xếp xong thì khởi động xe chạy đi nhanh như chớp chú trương đi rồi trên con đường quốc lộ ven biển trống vắng không một bóng người chỉ còn lại yến bắc thần và an hạ mà khi chú trương rời đi yến bắc thần đã ngồi lên xe đạp chiếc xe đạp này là xe đạp nữ cho dù so với hình thể của An Hạ thì vẫn còn hơi to, nhưng Yến Bắc Thần ngồi lên, trong nháy mắt, xe đạp trở nên hơi nhỏ. Yến Bắc Thần lên xe, rồi quay đầu lại nói một câu với An Hạ, lên xe đi, vẻ mặt của cậu chủ hứng thú bừng bừng, An Hạ ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi ngồi lên yên phụ, An Hạ có vóc người mảnh khảnh, thân hình nhỏ xinh, cân nặng cũng chẳng được bao nhiêu, sau khi ngồi lên yên phụ, gần như không cảm thấy ảnh hưởng gì, thấy An Hạ ngồi vững, Yến Bắc Thần cười ngoảnh đầu lại, nhắc nhở, em giúp tôi một chút, lâu rồi tôi không đạp xe, giữ thăng bằng không tốt lắm, cậu chủ nhắc nhở xong, An Hạ ngửa đầu nhìn thoáng qua phía sau lưng cậu chủ, bình thường hai người đều là mặt đối mặt, thỉnh thoảng có nhìn thấy bóng lưng của cậu chủ nhưng đều là nhìn từ xa. Mà khi nhìn từ xa, bóng lưng của cậu chủ hơi gầy yếu, nhưng bây giờ nhìn gần. Cô mới phát hiện bóng lưng của cậu chủ không gầy yếu đến vậy, ngược lại còn rất thẳng. Khi người đàn ông đạp xe, nửa người trên hơi ngã về phía trước bởi vì cao lớn quá mức, cánh tay thon dài mạnh mẽ của anh vịn chiếc xe đạp nho nhỏ, phần lưng tiếp nối đến cánh tay ra sức, dưới áo sơ mi mỏng, thậm chí còn có thể nhìn thấy đường công cơ bắp căng chặt gồ lên phía sau lưng cậu chủ, ngồi trên chiếc xe đạp do người như vậy điều khiển, đúng là có cảm giác an toàn tuyệt đối. Trong lúc An Hạ suy nghĩ như thế, cậu chủ ở đằng trước cũng bước lên xe đạp. Anh dùng hai chân chống xuống đất, một chân dẫm lên một bàn đạp một chân khác cũng nâng lên xe tiến về phía trước bởi động tác đạp xe của anh nhưng vào khoảnh khắc tiến lên xe đột nhiên lảo đảo một cái an hạ đập đầu vào tấm lưng cứng rắn của cậu chủ ở đằng trước an hạ đợi chút để tôi làm quen một lát hiển nhiên tuy rằng đã chuẩn bị trước nhưng cậu chủ vẫn không ngờ lúc mình lên thì suýt nữa ngã luôn anh vội vàng dùng hai chân chống xe đạp xe đạp lại một lần nữa được chống xuống an hạ ngồi sau yên phụ với vẻ mặt không cảm xúc giơ tay túm lấy gốc áo sơ mi của cậu chủ lần đầu lão đảo mất một lúc lần thứ hai lăn bánh cậu chủ chỉ lắc lư tay lái một lát nhưng anh vừa cao lại vừa khỏe nên nhanh chóng kiểm soát được tay lái lắc lư sau khi làm chủ được nó xe vững vàng chạy bon bon trên đường quốc lộ ven biển qua wow, cậu chủ ở đằng trước đạp xe gió biển thổi tới từ phía chính diện thổi bay cả tóc lẫn áo sơ mi của anh từ xưa đến nay trên người anh luôn có một mùi gỗ linh sa mát lạnh rất dễ ngửi, khi xen lẫn với vị mặn của gió biển, thế nhưng lại có vị tươi mát kiểu khác, An Hạ ngồi ở yên phụ xe. Ban đầu, cô còn thầm cảm thấy run sợ trong lòng vì kỹ thuật lái xe của cậu chủ, nhưng xe mau chóng chạy vững vàng, xe tiến về phía trước, kéo theo gió biển lướt qua tấm lưng to rộng của cậu chủ, thổi tới bên má cô, gió biển mát lạnh cùng với tóc mai bị gió thổi bay của cô rơi xuống da cô, có cảm giác hơi ngư ngứa hơi ương ướt. An Hạ túng góc áo sơ mi của cậu chủ, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm và mặt biển sóng nước lóng lánh cô khẽ nhắm hai mắt lại cảm nhận bờ biển trong ngày xuân lúc mới bắt đầu đạp xe yến bắc thần hưng phấn đạp nhanh như bay một đoạn sau đó từ từ đi chậm lại tốc độ của xe đạp giảm xuống gió biển thổi qua bằng lực nhẹ hơn rất nhiều đường quốc lộ ven biển sạch sẽ to rộng và trống trải bánh xe đạp đè lên mặt đường phát ra tiếng ma sát rất nhỏ yến bắc thần im lặng đạp xe trong chốc lát anh nhìn phong cảnh chân trời phía xa xa, cười nói một câu. Nếu em nói được thì tốt biết mấy, Yến Bắc Thần nói xong, góc áo bị túng lấy ở bên hông anh giật giật, cô giúp việc nhỏ nhìn anh một cái như thể thăm dò từ phía sau. Cô nhóc giúp việc không thể phát ra thanh âm, cũng không nói được, chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ lòng nghi ngờ của mình. Cô đang thắc mắc vì sao anh lại nói những lời này. Yến Bắc Thần cũng không biết tại sao mình lại nói những lời đó, chẳng qua là khi đạp xe, ngắm phong cảnh ven biển, cảm nhận gió biển, anh cảm thấy nếu có người nói chuyện cùng thì sẽ càng tốt hơn. Hiện giờ anh không chỉ có một mình, nhưng người ngồi sau anh lại là một cô bé câm không biết nói. Mà cách giao lưu trao đổi duy nhất giữa hai người bọn họ là thủ ngữ, bởi vì cô bé giúp việc ngồi đằng sau anh nên anh không nhìn thấy lời cô nói. Cô bé giúp việc chỉ thoáng nghi ngờ một lát, cô bắt lấy góc áo sơ mi của anh rồi kéo lại, cô thò cái đầu nhỏ ra. Sau khi kéo lại, cô nhóc giúp việc buông một trong hai tay đang ôm lấy anh ra. Cô làm gì đó sột sột soạt soạt ở đằng sau, hình như đang tìm gì đó. Mà khi cô động đậy, Yến Bắc Thần trực tiếp cắt ngang hành động của cô, "Em đừng lấy chiếc di động kia của em ra để nói chuyện với tôi." An Hạ vừa mới lấy điện thoại ra, cô bé giúp việc ở đằng sau bỗng nhiên dừng động tác lại, Yến Bắc Thần nói bằng giọng đều chắc như đinh đóng cột, "Em định dùng di động để nói chuyện phím với tôi thật hả?" Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ cúi đầu cười khẽ một tiếng cậu chủ đã bày tỏ rõ ràng là không muốn cô dùng di động nói chuyện với mình đương nhiên an hạ không dám khư khư cố chấp cô cất điện thoại đi sau đó liếc nhìn tấm lưng to rộng của cậu chủ yến bắt thần chậm rãi đạp xe ở đằng trước sự chú ý của anh vẫn đang dừng ở việc an hạ thật sự muốn dùng âm thanh của điện thoại để nói chuyện phím với mình di động của an hạ là mẫu hơi cũ khi phát ra âm thanh còn kèm theo tạp âm lúc trước lần đầu tiên cô dùng di động gọi anh là cậu chủ thì còn thấy rất mới lạ, nhưng bây giờ nếu dùng âm thanh kia để nói chuyện phím với anh thật, anh chỉ sợ mình chẳng đạp nổi xe. Sau này em ít dùng âm thanh của di động để nói chuyện với tôi đi nhé, âm thanh đó đột ngột quá, rất dọa người. Ngoài ra lần sau gọi anh dậy thì đừng dùng tiếng kèn báo thức kia nữa. Âm thanh từ điện thoại của em không biết vì sao yến Bắc thần lại bắt đầu lại nhảy về chiếc di động kia của cô nhóc giúp việc, mà khi anh lẩm nhẩm sau lưng anh truyền đến cảm giác ấm áp rất nhẹ rất khẽ yến bắt thần bỗng nhiên á khẩu sau khi anh cởi áo vét ngoài thì bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng vải áo sơ mi mỏng da anh có thể cảm nhận được cảm xúc do bên ngoài mang đến cho mình một cách rõ rệt thông qua lớp vải dệt khi anh nói chuyện cô bé giúp việc vẫn chỉ dùng một bàn tay nắm lấy vạt áo sơ mi ở bên hông anh lúc này một bàn tay khác của cô đang dùng ngón trỏ đặt lên áo sơ mi sau lưng anh ngón tay của cô bé giúp việc rất nhỏ có lẽ là vừa nãy nắm vạt áo của anh quá chặt nên lòng bàn tay cô hơi âm ấm, ấm. Lúc này, với cảm giác ấm áp đó, lòng bàn tay mềm mại của cô càng rỡ di chuyển trên da anh cách một lớp áo sơ mi mỏng tan. Động tác của cô rất khẽ, cũng rất nghiêm túc, nhưng đủ để biểu đạt ý của cô ở sau lưng anh. Ngón tay của cô giúp việc nhỏ vẽ từng nét một, viết một chữ lên lưng anh, an hạ, nói, Yến bắt thần nhìn phía trước, ánh mắt dưới lông mi khẽ rung lên. Sau khi An Hạ viết chữ, nói, xong, cô lại dùng hai tay nắm lấy vạt áo của yến bắc thần cô còn thò đầu ra nhìn yến bắc thần ở đằng trước ý bảo anh có thể nói chuyện có thể tán gẫu với cô rồi yến bắc thần cảm nhận được áo sơ mi của mình đi kèm với động tác kéo nhẹ của cô anh nhìn phong cảnh ở đằng trước bỗng nhiên quên mất lúc nãy muốn nói gì với an hạ khi nói câu kia với cô anh suy nghĩ trong chốc lát vẫn không nhớ ra cuối cùng dứt khoát không nhớ nữa anh đạp xe tùy tiện hỏi cô bé giúp việc một câu em có vui không yến bắc thần hỏi rất chung chung như thể anh đang hỏi xem bây giờ cô ngồi trên xe đạp ngắm phong cảnh có vui không cũng có thể là hỏi cuộc sống của cô có vui không nhưng bất kể là gì an hạ đều có câu trả lời cô thả vạt áo sơ mi của yến bắc thần ra viết hai chữ lên lưng anh an hạ vui vẻ hai chữ này rất đơn giản hơn nữa chuyện viết chữ lên lưng này không cần viết hết toàn bộ gần như là lúc viết chữ đầu tiên thì đã có thể đoán được câu trả lời của cô yến bắc thần cười một tiếng tiếng cười của anh ở trong gió trầm thấp mà dễ nghe, tự như ngọc thạch rơi xuống nước. anh cười xong, như thể nhớ ra điều gì, lại hỏi cô bé giúp việc một câu. vậy em đang cười à? yến bắc thần hỏi xong, động tác nắm vạt áo anh của cô giúp việc nhỏ hơi khựng lại. sau khi tạm dừng, ngón tay của cô nhóc giúp việc lại chạm vào lưng anh. an hạ, ha 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 ha. yến bắc thần bỗng nhiên bật cười thành tiếng. yến bắc thần đạp xe đi dọc theo đường quốc lộ ven biển nhưng anh lại không về biệt thự mà rẽ xuống quốc lộ gần biển ở một con đường nhỏ cách biệt thự không xa cuối cùng anh chở an hạ đổ xe đạp trên bãi cát ngoài bờ biển ở đường quốc lộ ven biển bây giờ mới là bốn giờ chiều bờ cát hấp thụ nắng mặt trời cả ngày đang tỏa ra cái nóng hầm hập yến bắt thần đạp xe đi đến bờ cát rồi xuống xe đạp dựa xe đạp vào bên cạnh đá ngầm trên bãi cát sau khi dừng lại yến bắt thần liếc nhìn mặt biển trước mặt nói với an hạ chơi một lát ở đây đi an hạ khi Yến Bắc Thần dừng xe lại, An Hạ cũng xuống khỏi yên phụ. Cô đứng bên cạnh xe đạp, liếc nhìn thức ăn trong giỏ xe. Cô giơ cánh tay lên, dùng thủ ngữ hỏi Yến Bắc Thần, "An Hạ, cậu không cần ăn cơm à?" Khi An Hạ giơ cánh tay lên, Yến Bắc Thần nhìn về phía cô. Nhìn thấy cô làm thủ ngữ, Yến Bắc Thần cười một cái, nói, "Tôi không đói." "Cũng đúng, bây giờ mới hơn 4 giờ, còn chưa tới giờ cơm tối." Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ không nhì nhằn nữa. Sau khi nói với cô xong, Yến Bắc Thần đi thẳng tới bãi cát, đến bờ cát, Yến Bắc Thần tìm một chỗ sạch sẽ, nhân lúc ngồi xuống thì nằm vật ra bãi cát, An Hạ, Yến Bắc Thần dùng hai tay làm gối đầu, khi nằm xuống, cơ thể cao lớn thẳng tắp của anh vẫn thon dài như cũ, anh gối lên tay của mình, nhắm mắt lại dưới cái nắng không được coi là chói mắt, bờ biển trở nên tĩnh lặng, trừ sóng biển và tiếng gió thì cảnh vật yên bình như một bức tranh. Sau khi cậu chủ nằm xuống, hình như đã nhắm mắt nghỉ ngơi rồi. Anh nằm ở đó, như thể hòa thành một thể với phong cảnh, An Hạ đứng bên cạnh xe đạp nhìn anh một lát, sau đó, cô thu ánh mắt lại, đi ra bãi biển, An Hạ rất ít khi ra bờ biển. Nam Thành là vùng duyên hải, nhưng bởi vì phải đi học, sau đó lại phải đi làm nên cô rất ít có thời gian ra biển chơi. Thật ra thì An Hạ rất thích biển, sau khi đi tới bờ cát, tóc mai bị gió thổi bay ra gò má, An Hạ cởi giày dẫm lên cát, các ngoài bãi cát vừa khô vừa mịn, lúc dẫm xuống, các dưới lòng bàn chân len lỏi qua kẻ ngón chân bao phủ phía trên mu bàn chân, các mịn trơn nhẵn cò vào da, sinh ra cảm giác khác lạ nhưng không hề khó chịu, cậu chủ vẫn nằm trên bãi cát như cũ, lúc anh không cần cô, cô sẽ có thời gian rảnh. An Hạ cầm giày, dẫm lên bãi cát, im lặng chơi một lát, sau khi trong chơi một lúc, cô đi theo con sóng trắng dọc bờ biển, bước vào trong nước biển. Nước biển đầu tháng 3, cho dù là ở thành phố phía nam thì vẫn hơi lạnh lạnh. Tuy lạnh nhưng không đến mức lạnh thấu xương, An Hạ bước vào trong nước, cảm giác lạnh lẽo đánh úp vào thần kinh của cô, khiến cô rùng mình một cái, nhưng sau khi rung lên, nước biển nhẹ nhàng chậm rãi m không n trấn bàn chân cô, ngập đến cổ chân cô, như thể dịu dàng ôm lấy cô, nhiệt độ của nước biển và cảm giác thoải mái dán vào da thịt cô, dưới chân là bờ cát ướt sũng, trong không khí là mùi nước biển mặn mà tươi mát an hạ ngước mắt nhìn mặt trời lặn phía xa xa dường như tất cả phiền muộn và không vui đã biến mất trong nháy mắt này cô đứng trong nước biển yên lặng hít thở trong chốc lát sau khi thể xác và tinh thần hoàn toàn thả lỏng an hạ mới quay đầu nhìn ra sau trên bãi cát sạch sẽ ở đằng sau người đàn ông vẫn nằm ở đó như cũ cơ thể cao gậy của anh như thể đã hòa thành một thể với bãi đá ngầm bên cạnh chỉ có điều anh trông trắng sáng hơn đá ngầm nhiều hoàng hôn mạ lên da dẻ trắng bệt của anh một lớp ánh sáng đôi mắt hẹp dài sâu hun hút của anh nhắm chặt trong khoảng thời gian ngắn ngủi này anh tựa như đã ngủ anh cứ nằm một mình ở đó an hại nhìn thoáng qua bước ra khỏi nước biển đi tới bên cạnh anh từ nãy đến giờ yến bắc thần đi đến bờ cát là nằm xuống bãi cát luôn hôm nay anh phải leo núi cả ngày nhưng giờ phút này mệt mỏi như bị cuốn đi hết bờ cát mịn màng ấm nóng thậm chí anh còn mơ màng muốn ngủ khi anh sắp ngủ quên anh lại nghe thấy tiếng cát sỏi lạo xạo. Yến bắt thần mở bừng mắt, nhìn thấy cô bé giúp việc đi chân trần tới, chụm hai đầu gối ngồi xổm xuống bên cạnh anh. Lúc đi đường, cô giúp việc nhỏ im lặng không một tiếng động, sau khi ngồi xổm xuống thì còn yên tĩnh hơn. Nắng chiều hoàng hôn vốn đã dịu nhẹ, chiếu xuống người cô lại càng dịu nhẹ yên tĩnh hơn. Đôi mắt cô đen lấy sáng ngời, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu ra ảnh ngược, đổ bóng trên hàng mi vừa dài vừa dày của cô, cô cứ nhìn anh như vậy. Yến Bắc Thần cũng ngước mắt lên nhìn cô, nhìn một lát, sau đó, anh ngồi dậy khỏi bờ cát. Đối diện với ánh mắt của cô nhóc giúp việc, Yến Bắc Thần cười một cái, nói, sao vậy, cậu chủ ngồi dậy khỏi bờ cát, sau khi anh ngồi dậy, chỉ thoáng cái dáng anh đã vượt qua cô. Hàng mi vốn cục súng của An Hạ lại nâng lên, cô ngửa đầu nhìn cậu chủ đã ngồi dậy, vừa cười vừa lắc đầu, cô không có chuyện gì muốn tìm cậu chủ, chỉ muốn tới đây ngồi với anh mà thôi. Sau khi lắc đầu, Ánh mắt của An Hạ lướt qua đôi mắt của cậu chủ, nhìn về phía sau đầu anh. Cô giơ tay lên, khẽ chạm vào tóc cậu chủ. Động tác của cô giúp việc nhỏ rất nhẹ, trong chiều hoàng hôn và gió biển, cô nâng bàn tay thon dài mềm mại lên. Ngón tay cô đi đôi với động tác của cô, chạm vào tóc anh, luồn vào trong tóc anh. Lúc cô giơ tay tới đây, ánh mắt của Yến Bắc thần hơi tập trung, cúi xuống nhìn cô chầm chầm. Cô bé giúp việc đang dọn các sỏi bám vào tóc anh khi anh nằm xuống. Lúc nãy, mặc dù anh gối lên tay khi nằm xuống nhưng tóc vẫn chạm vào bãi cát, sau khi đứng dậy, giữa những sợi tóc li ti vẫn có cát dính vào, An Hạ thản nhiên như không, chưa được mấy cái đã phủi sạch cát trong tóc của cậu chủ. Sau khi phủi sạch, cô lại nhìn về phía cậu chủ, phát hiện cậu chủ cũng đang nhìn mình, ánh mắt của hai người va vào nhau, hàng mi An Hạ run run, cười với anh một cái, dưới con ngươi màu nhạt, phản chiếu ảnh ngược của cô bé đang cười. Yến Bắc thần bình tĩnh nhìn An Hạ chăm chú, con ngươi anh như sóng biển tràn lên bờ, khẽ rung rung một lát, hình như em trở nên đẹp hơn so với lần đầu tôi gặp em kiến bắt thần nói. An Hạ nghe cậu chủ nói xong, ánh mắt nhìn anh chớp chớp. Cô không biết vì sao cậu chủ lại đột nhiên nói ra những lời này, nhưng đây không phải lời gì khó nghe. Cô đối mặt với cậu chủ, giơ cánh tay lên trả lời cậu chủ, An Hạ, cậu chủ cũng đẹp hơn rồi. Khi cô giúp việc nhỏ khen người khác, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào bạn có sự chân thành mà không ai có thể biểu hiện được. Yến bắt thần cục mi xuống nhìn cánh tay làm thủ ngữ của cô, như thể hơi bất mãn. Cái gì gọi là cũng đẹp hơn rồi, trước đây tôi có xấu à, Yến bắt thần nói xong, An Hạ im lặng cười rộ lên, giờ cánh tay lên làm một câu thủ ngữ. An Hạ, lúc nào cũng đẹp. Cậu chủ là người đẹp nhất mà em từng gặp, không sửa gì mấy, chỉ có điều, không có gì đặc biệt mà lại nói ra một câu như vậy thế nhưng độ tin cậy khiến tâm trạng của người nghe câu này trở nên tốt hơn. Yến Bắc Thần nhìn cô giúp việc nhỏ đang ngồi sống bên cạnh mình, nhìn một lát, Yến Bắc Thần cười, nói, em nhìn xem, nếu như ai ở bên cạnh tôi cũng giống như em, vậy thì đã sớm thăng chức tăng lương rồi. An Hạ lại cười một tiếng, nụ cười của cô rất bình thường, có loại cảm giác an bình tự nhiên và yên lòng, giống như mưa xuân vào ban đêm, im hơi lặng tiếng, chỉ để lại hơi ẩm ướt ác sau đêm đó sau khi cậu chủ nói những lời này thì vẫn luôn mỉm cười. An Hạ nhìn ý cười dưới đáy mắt và giữa mày giãn ra của anh, cô giơ cánh tay lên hỏi, An Hạ, đói không? Cô hỏi xong, Yến Bắc Thần nhìn cô một cái, nói, có hơi hơi. Sau khi Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ không nói nữa, ngồi sổng chờ bên cạnh anh. Dường như Yến Bắc Thần thật sự bị cô nói cho hơi đói, anh nhìn cô bé giúp việc đang ngoan ngoãn ngồi yên lặng trước mặt mình, đứng dậy khỏi bờ cát, nói, đi thôi. Hai người cùng nhau rời khỏi bãi biển. Sau khi rời khỏi bãi biển, hai người đạp xe về nhà. Về đến nhà, Yến Bắc Thần về phòng tắm rửa thay quần áo trước, vừa thay xong, Lý Trạch đã gọi điện tới đây. Hôm nay, Yến Bắc Thần trốn làm một ngày, buổi sáng đã truyền từ công ty chi nhánh về tổng tập đoàn. Sau khi truyền tới tổng tập đoàn, chuyện hôm qua anh không đi họp cũng bị thông báo cho hội đồng quản trị của tập đoàn. Hội đồng quản trị liên lạc với Yến Bắc Thần mà không được, vì thế dồn hết áp lực lên người Lý Trạch. Mà Lý Trạch cũng không liên lạc được với Yến Bắc Thần suốt cả ngày nay, buổi chiều, lúc gần hết giờ làm, di động của Yến Bắc Thần mới bật máy, nhận cuộc gọi của Lý Trạch, Yến Bắc Thần xuống khỏi xe đạp, nói một tiếng: "Alo." Lý Trạch nghe giọng điệu bình tĩnh thản nhiên này của anh, cảm xúc đã hơi bùng nổ, nhưng làm trợ lý của Yến Bắc Thần, hiển nhiên anh ấy đã giải quyết tình huống kiểu này nhiều lần rồi, dần dần đã có thể giữ được bình tĩnh để giải quyết những chuyện này. "Hôm nay anh đi đâu thế?" sao không đến công ty chi nhánh lý trạch hỏi xong yến bắc thần cười một tiếng nói phong cảnh bên hải thành này đẹp quá dọc đường đi tôi thấy không tệ vì thế bỗng dưng quyết định đi chơi một vòng ở hải thành lý trạch anh có biết anh đến hải thành là đi công tác xử lý chuyện của công ty chi nhánh không lý trạch hỏi ừ biết yến bắc thần lên tiếng sau đó nói nhưng mà tôi có ở đây hay không vấn đề đều không lớn lắm tôi đi xử lý thì cũng không xử lý cho rõ ràng được vậy anh đến đó làm gì Lý Trạch nghẹn họng hỏi. Lý Trạch hỏi xong, đầu bên kia điện thoại không có âm thanh gì nữa, hình như Yến Bắc Thần đang suy nghĩ về chuyện đó thật. Lý Trạch nổi nóng, không lạm nhảm với Yến Bắc Thần nữa, nói thẳng mục đích gọi điện đến lúc chiều nay. Anh mất tâm mất tích hai ngày nay, bên tổng giám đốc Uông đã nổi điên, nói không thể trông cậy vào anh, ông ta tự sai người qua đó rồi. Vậy thì vừa hay, sau khi Lý Trạch nói xong, Yến Bắc Thần lại cười nói một câu, đám người bọn họ vẫn hay xử lý những chuyện này, có bọn họ ở đây thì tôi yên tâm rồi lý trạch lộ ra vẻ mặt không cảm xúc mai là bọn họ tới rồi đến lúc đó anh cũng qua đó đi yến bắc thần bọn họ đến đây tôi còn tới làm gì yến bắc thần nói cho dù anh chỉ đến làm linh vật thì anh cũng phải đến đó cho tôi lý trạch cao giọng nói cảm xúc của trợ lý trong điện thoại dần mất kiểm soát yến bắc thần nghe cười lên tiếng đáp lại được rồi được rồi mai tôi sẽ đến đó sau khi yến bắc thần đồng ý Cảm xúc của Lý Trạch mới trở lại bình thường, anh ấy lại dặn dò một số chuyện liên quan tới ngày mai, Yến Bắc Thần đồng ý hết, lúc này, hai người mới cúp máy, sau khi tắt điện thoại, Yến Bắc Thần cất di động, đứng một lát ở cửa sổ sát đất trong phòng ngủ. Bây giờ là gần 5 giờ chiều, mặt trời áp sát mặt nước biển, ánh nắng đã dần dịu đi, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm của Yến Bắc Thần phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ, nhìn một lát, anh xoay người rời khỏi phòng ngủ, đến phòng ăn. Khi Yến Bắc Thần gọi điện thoại, An Hạ đã vội vàng giữ xe đạp. Cô cất xe đạp vào nhà để xe, cầm thức ăn mới mua hôm nay ở trong giỏ xe, đi vào bếp, bây giờ mới hơn 4 giờ, còn lâu với tới giờ cơm tối, nhưng cậu chủ đã về, dù sao cũng không thể bắt anh chờ được. Sau khi vào bếp, An Hạ làm mấy việc liền, chẳng bao lâu sau đã làm xong bữa tối đầy đủ cả mùi vị lẫn màu sắc. Trong lúc nấu cơm tối, cậu chủ cũng ra khỏi phòng, đi đến phòng ăn chắc vừa nãy cậu chủ về phòng tắm rửa, tiện thể thay quần áo luôn. Áo sơ mi trắng và quần tây trên người anh đã được thay ra, đổi thành quần áo giản dị thuận tiện ở nhà, cậu chủ trông vừa trắng vừa cao lớn, mặc cái gì cũng giống người mẫu. Mặc vét thì giống nhân vật kinh tế tài chính, mặc quần áo ở nhà thì lại giống người mẫu trên tạp chí, tóc của anh trông có vẻ đậm màu hơn bình thường, xem ra còn chưa khô hoàn toàn, lúc đi qua đây, còn mang theo khí lạnh và mùi gỗ linh sam mát rượi vô cùng tươi mát anh đi vào nhà ăn ngồi vào ghế ăn cơm ở trước bàn ăn như thường lệ sau khi ngồi xuống cậu chủ cầm bát đũa nhìn lướt qua bữa tối ở trước mặt hôm qua lúc ăn tối một mình cậu chủ ăn hết món rau xào thập cẩm của cô thấy anh thích ăn hôm nay an hạ lại làm một ít cho anh ngoài rau xào thập cẩm thì còn có một ít thịt một ít trứng cân bằng dinh dưỡng nhìn qua cơm tối của mình yến bắt thần không động đũa anh ngẩng đầu lên nhìn cô bé giúp việc đang đứng bên cạnh như thể biết trước là anh sẽ gọi cô hỏi một câu em ăn gì hôm qua cơm cô nhóc giúp việc ăn là món xào thập cẩm từ chỗ nguyên liệu còn dư lại khi nấu cho anh vì thế anh còn nổi giận hôm nay cô bé giúp việc trở nên ngoan hơn khi cô nấu cơm cho anh thì mỗi món đều để lại một ít sau đó cho vào một đĩa thức ăn dùng làm bữa tối của mình như vậy không lãng phí mà cậu chủ cũng sẽ không nói gì cô sau khi cậu chủ hỏi xong An Hạ ngựa quen đường cũ quay lại phòng bếp, bưng cơm tối của mình ra. Một bát cơm, bốn món ăn, vô cùng hoàn mỹ, Yến Bắc Thần cục mi nhìn cơm tối của cô, bỗng dưng không nói nên lời. Mà khi anh nhìn cơm tối của cô bé giúp việc, cô giúp việc nhỏ cũng đang nhìn anh, như thể đang đợi anh sai bảo. Yến Bắc Thần ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của cô, nói: "Canh đâu? Cơm tối của anh là bốn món ăn một món canh." Nhưng cô bé giúp việc chỉ có thức ăn chứ không có canh yến bắc thần nói xong an hạ nhìn anh một cái sau đó xoay người quay lại bếp bưng bát canh của cô ra sau khi mang ra cơm tối của an hạ đặt trên bàn cơm yến bắc thần nhìn thoáng qua hài lòng gật đầu nói nếu đã mang ra rồi thì ăn ở đây luôn đi an hạ vào tối hôm qua an hạ cùng cậu chủ ăn bữa tối ở phòng ăn chẳng qua lúc đó bởi vì cậu chủ muốn ăn rau xào thập cẩm cho nên đưa bốn món mặn một canh cho cô Bưng qua bưng lại phiền phức cho nên cô mới ăn ở phòng ăn, mà hôm nay cũng có lý do mới, cầm tối của cô đã bưng ra rồi, bưng trở về cũng khổ, cho nên cùng ăn ở đây cũng được, thật ra An Hà cảm thấy không khổ lắm. Có điều yêu cầu của cậu chủ chính là nguyên tắc của cô, cậu chủ nói như vậy thì cô cũng không thể có ý kiến gì, kéo ghế ngồi trước bàn ăn, hai người ngồi trong phòng ăn lớn như vậy, mỗi người tự ăn phần của mình, thời gian cũng chưa muộn, hứng ăn của Yến Bắc thần chưa đến không quá hứng thú với cơm tối mà sau khi cô giúp việc nhỏ ngồi xuống cầm đũa bắt đầu ăn cơm cô thích nhét đồ ăn đến phòng to hai má lên sau đó mới nhai yến bắt thần cầm đũa nhìn cô giúp việc nhỏ lẳng lặng ăn cơm từ từ cũng có chút hứng ăn trước khi ăn cơm yến bắt thần đưa đĩa cá bên cạnh cho cô giúp việc nhỏ cô giúp việc nhỏ đang vùi đầu ăn cơm nhận thấy đĩa cá được đẩy qua từ trong bát cơm ngẩng đầu lên mở đôi mắt đen nhánh ra nhìn yến bắt thần Đĩa này cho em chiến bắc thần nói miệng cô giúp việc nhỏ đang nhai nuốt trong mắt mang theo chút kinh ngạc đối với hành động lần này của anh ăn nhiều vào mới cao được yến bắc thần nói anh nói xong miệng cô bé giúp việc vẫn phồng lên cô không còn nhai nữa nhưng vẫn nhìn anh như cũ cô buông đổ trong tay xuống giơ cánh tay lên dùng thủ ngữ nói chuyện với anh an hạ em không cao được nữa bây giờ an hạ đã hai mươi tuổi rồi chiều cao của cô đã ổn định từ sau năm ngoái rồi không lớn thêm được nữa. Cô bé giúp việc nghiêm trang nói với anh xong, Yến bắt thần nhìn chầm chầm vào cánh tay mảnh khảnh của cô, đáp, vậy thì cường tráng thêm một chút, an hạ giật giật quai hàm, cũng chẳng có ai ước mong một cô gái lại trong cường tráng một chút, nhưng tóm lại là lòng tốt của cậu chủ, an hạ nhìn thoáng qua đĩa cá kia, lại đưa mắt nhìn cậu chủ, an hạ, cậu không cần cường tráng thêm một chút à, nhìn cô làm thủ ngữ, Yến bắt thần nở nụ cười, anh thoải mái duỗi người, nói, em cảm thấy thế nào? An Hạ ngước mắt quan sát cậu chủ, sau khi quan sát, bừng đĩa cá đến trước mặt mình. Bữa cơm tối này An Hạ ăn cực kỳ thỏa mãn, hình như khẩu vị của cậu chủ không tốt lắm, sau khi cho cô đĩa cá, lại đưa đĩa thức ăn khác chưa từng ăn cho cô, An Hạ nhận hết, dáng người cô nhỏ gầy, thế nhưng sức ăn của cô cũng không nhỏ, những món này đều có thể ăn hết. Trong cô nhỏ gầy, thế nhưng sức ăn của cô cũng không nhỏ, những món này cô đều có thể ăn hết. Sau khi ăn tối xong, An Hạ theo thường lệ dọn dẹp phòng bếp, rửa bát đũa. Chờ đến lúc cô đi ra từ phòng bếp, cậu chủ đã đến thư phòng rồi, vào buổi tối cậu chủ sẽ làm việc ở thư phòng, cũng không biết vì sao còn trốn việc, cô cũng không tìm tòi nhiều, đi đưa cốc nước cho cậu chủ, như thường lệ cậu chủ bảo cô ngủ trước, An Hạ bèn tự mình rời đi. Sau khi rời khỏi thư phòng, An Hạ đi tắm với rửa mặt rồi nằm trên giường, chơi đùa một khoảng thời gian như vậy cũng đến 7 giờ tối rồi. Trời bắt đầu tối dần, an hạ nằm trên giường xuyên qua ô cửa sổ nhỏ trong phòng nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ nhỏ không nhìn được quá nhiều cảnh bên ngoài chỉ có thể ngắm nhìn một góc bầu trời mặc dù bầu trời chưa hoàn toàn chuyển sang màu đen nhưng đã có thể nhìn thấy sao rồi an hạ nhìn một lúc cô lấy di động ra gửi ảnh cho chị gái hôm nay lúc ở cùng cậu chủ trên bờ biển cô có chụp ảnh biển chị gái cũng thích biển chỉ là chị ấy còn bận hơn cả cô càng không có thời gian đi ngắm sau khi gửi qua mãi lâu sau chị cô cũng chưa trả lời. Nghĩ đến chị đang bận rộn, An Hạ cũng không chờ nữa, đặt di động dưới gối, nhắm mắt đi ngủ. Buổi sáng An Hạ vẫn dậy rất sớm, mở mắt ra, chân trời bên ô cửa sổ nhỏ đã hiện lên màu trắng bạc. Cô bật dậy từ trên giường, sau khi đến phòng tắm rửa mặt thì đến phòng bếp nấu cơm. Hôm nay thời gian dư giả, An Hạ làm tiểu long bao và sữa đậu nành. Mở lòng hấp, tiểu long bao đã hấp chín tỏa ra hơi nước trắng mênh mang, núng nín mà lại tỏa hương thơm tứ phía một loại màn thầu hấp bánh bao ở vùng giang tô dương chiêu ngây người lúc yến bắc thần nói câu ấy giọng anh có vẻ giỡn chơi nhưng lại chẳng giống như trêu đùa dương chiêu ngây ra xong lại nghĩ bạn gái yến bắc thần ở đâu ra hai ngày nay anh ta đến biệt thự mấy lần thậm chí lúc yến bắc thần đến hải thành cũng do tự anh ta đi đón ngoại trừ cô bé giúp việc ra thì yến bắc thần chẳng đưa theo người nào nữa bạn gái chui từ đâu ra chứ trên mặt dương chiêu đầy khó hiểu nhưng dù khó hiểu đến đâu anh ta cũng không tiếp tục đào sâu vào vấn đề này. Yến Bắc Thần là ông chủ của anh ta, chuyện riêng tư như thế, anh ta mà hỏi tiếp thì vượt khuôn phép mất. Yến Bắc Thần cười nói xong thì cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, còn Dương Chiêu bình tĩnh lại cười gượng hai tiếng rồi không nói gì nữa. Cứ như vậy, hai người đi thẳng tới công ty mà không nói gì thêm. Công ty chi nhánh ở Hải Thành có thể coi là một trong chi nhánh được khai thác sớm nhất trong tập đoàn Yến Thị, lúc đó Yến Thị đau to búa lớn, giả tâm hừng hực nhanh chóng phát triển ở các thành phố xung quanh mấy chi nhánh ở thành phố khác đều xây dựng lên tòa nhà công ty ở trung tâm thành phố tất đất tất vạn cứ thế phát triển đến nay công ty chi nhánh hải thành vẫn là một trong công trình biểu tượng nổi tiếng nhất cao nhất ở hải thành xe băng băng một đường rẽ vào đoạn đường hoàng kim thì tốc độ dần chậm lại sau đó chạy vào trung tâm tài chính với những tòa nhà cao tầng đồ sộ cuối cùng dừng lại trước cửa cao ốc công ty chi nhánh hải thành trước cửa cao ốc quản lý cấp cao của công ty chi nhánh đã đợi sẵn ở đó, ngoài trừ quản lý cấp cao của công ty chi nhánh còn có nhóm người của tổng giám đốc Uông ở tập đoàn được cử đến giải quyết vụ việc. Mọi người đều đi giày da, nét mặt nghiêm túc, nhìn chiếc xe thân đen bóng mực dừng lại. Sau khi xe dừng, giám đốc điều hành của công ty chi nhánh đi ra mở cửa, Yến Bắc Thần xuống xe. Hôm nay Yến Bắc Thần mặc bộ vét sẫm màu, bộ Âu phục được cắt may tỉ mỉ vừa người tôn lên vóc người cao thẳng của anh. Lúc người đàn ông xuống xe, tất cả mọi người đứng ở cửa tòa nhà đều nhìn về phía anh sau khi yến bắc thần xuống xe ai nấy đều đồng thanh hô sếp yến ngón tay thon dài của yến bắc thần giữ bên cúc áo khẽ đáp lại một tiếng rồi đứng thẳng người đi vào trong tòa nhà lần này công ty chi nhánh hải thành xuất hiện vấn đề lớn về việc quản lý và kinh doanh là một trong những chi nhánh lâu đời bên tập đoàn nhận được báo cáo quý và báo cáo năm của nó thì lên kế hoạch chỉnh đốn cải cách lại chi nhánh hải thành ngay đối với công ty chi nhánh này mà nói chắc chắn lần này sẽ là đợt cải cách lớn quản lý cấp cao của chi nhánh thấp thỏm lo sợ trước cuộc ghé thăm này của yến bắc thần sợ không thể chịu nổi dù chỉ một ngày chủ tịch tập đoàn yến bắc thần lại như chẳng hề để ý gì đến chuyện ấy đến tận ngày thứ ba anh đến hải thành mới là lần đầu tiên tới tham gia cuộc họp chỉnh đốn cải cách của công ty chi nhánh trong phòng họp các quản lý cấp cao hải thành trình bày lại các vấn đề về kinh doanh và quản lý hiện giờ ở hải thành cũng như biện pháp cải cách vấn đề ấy. Ở ghế chính giữa, Yến Bắc Thần tựa ra sau ghế, cục mắt viết gì đó lên tài liệu. "Sếp Yến, anh thấy thế nào?" Giám đốc điều hành công ty chi nhánh Hải Thành tổng kết lại xong thì sốt sắng nhìn Yến Bắc Thần ngồi ghế chính giữa, còn Yến Bắc Thần chỉ cầm bút vẽ viết gì đó trên tài liệu, dường như không định phát biểu ý kiến. Lúc này, người phụ trách nhóm người của tổng giám đốc Uông luôn ngồi ở bên cạnh anh, Uông Gia Thần hỏi anh một câu thì anh mới ngẩng đầu lên yến bắc thần ngẩng đầu lên nhìn khắp phòng họp một lượt mấy chục người trong phòng mấy chục đôi mắt đều đang nhìn chằm chằm vào anh yến bắc thần nhìn thêm một lúc bật cười một tiếng quay sang nói với ung gia thần chuyện này vẫn luôn được tổng giám đốc ung xử lý sếp nhỏ ung cũng tham gia phần lớn mọi người có kinh nghiệm giao toàn quyền giải quyết chuyện này cho anh đó yến bắc thần nói dứt câu đám sếp lớn trong phòng họp đều nhìn yến bắc thần bằng ánh mắt đầy phức tạp mà chẳng hiểu ra sao từ khi yến bắc thần đến hải thành tới nay hai ngày đầu tiên không đến công ty cho qua không nói đến công ty tham dự họp hành lại chẳng có một câu đề xuất nào về chuyện liên quan tới hải thành còn chỉ tay năm ngón vứt hết cho sếp nhỏ ung chạy tới đây từ sáng sớm hôm nay nhất thời tâm trạng ai cũng rất phức tạp họ sầu lo cho tương lai hoài nghi yến bắc thần khiến cả cái phòng họp cứ đưa mắt nhìn nhau còn yến bắc thần giao chuyện này cho ung gia thành xong thì như cởi bỏ tấm mặt nạ xuống anh đứng dậy tại chỗ nói chuyện về sau cứ để sếp nhỏ ung xử lý nhé mọi người đều phải nghe ý kiến sếp nhỏ ung để quyết định dứt lời yến bắc thần nhìn ung gia thần vỗ vai anh ta cười nói làm phiền rồi dường như ung gia thần đã dự tính trước chuyện này rồi anh ta cười nhạt nói sếp yến khách sáo quá thấy ung gia thần cười yến bắc thần cũng cười theo anh rút tay đang đặt trên bả vai ung gia thần lại đứng dậy đi khỏi phòng họp ngay từ ban sáng việc hôm nay yến bắc thần đến thăm công ty chi nhánh đã trở thành đề tài phổ biến khắp cả công ty chi nhánh mọi người vừa tò mò vừa chờ mong vị chủ tịch tập đoàn này chuyện xảy ra ở trong phòng họp sau khi yến bắc thần đi khỏi cuộc họp tạm ngừng cũng truyền khắp công ty chi nhánh trong nháy mắt phòng trà nước của công ty chi nhánh các thư ký trợ lý tụ lại với nhau nói chuyện phiếm về vị sếp yến kỳ lạ ấy anh ấy ném hết công việc cho sếp nhỏ ung thật á thế anh ấy đến đây làm gì một thư ký dọn dẹp tài liệu nghe trợ lý trong phòng họp kể lại chuyện ở đó thì hỏi một câu với vẻ khó mà tin nổi nói đến việc này thì từ khi sếp yến tiếp nhận việc quản lý tập đoàn yến thì tới nay hình như anh ấy chẳng làm gì cả tôi nghe trợ lý bên tập đoàn nói vị sếp yến này mở họp mà không hề đưa ý kiến gì không làm gì luôn chỉ biết lượng đồ có sẵn của ban hội đồng quản trị không phải tập đoàn chúng ta tiêu đời rồi đó chứ hơn nữa tôi nghe nói vị sếp yến này là con riêng của chủ tịch yến đời trước có người nói hồi anh ấy 18 tuổi mới được nhận về nhà họ Yến. Sau khi về lại nhà họ Yến thì luôn lêu lỏng ở nước ngoài, còn chẳng học xong đại học, thế thì sao mà quản lý tập đoàn được, thư ký và trợ lý đang tám về mấy tin hóng được, giọng điệu ngập tràn sự không vừa lòng đối với vị chủ tịch mới nhậm chức này, lo lắng cho tương lai của tập đoàn bọn họ. Khi bọn họ nói với nhau, một cô trợ lý đặc biệt kinh nghiệm lão làng đứng bên cạnh không phát biểu ý kiến gì cả. Trợ lý đặc biệt, chị cảm thấy thế nào? thư ký hỏi cô ấy nữ trợ lý đặc biệt nghe thấy câu hỏi của thư ký ánh mắt mới dần có tinh thần trở lại từ dòng suy nghĩ cô ấy nhìn qua phía thư ký và trợ lý nói mấy đứa biết ông yến có hai đứa con trai dòng chính hơn nửa đứa con cả yến nam tân học xong luôn giữ chức ở quản lý cấp cao của tập đoàn được bồi dưỡng như người thừa kế nhưng đến cuối cùng tại sao lại để đứa con riêng yến bắt thần giành được quyền quản lý tập đoàn yến thị nữ trợ lý đặc biệt là trợ lý đặc biệt của giám đốc điều hành công ty chi nhánh cô ấy biết nhiều chuyện hơn bọn họ thấy được nhiều điều sâu xa hơn bọn họ sau khi trợ lý đặc biệt nói xong thư ký và trợ lý đều ngạc nhiên hai mặt nhìn nhau rồi quay sang nhìn nữ trợ lý đặc biệt tại sao ạ à? thư ký hỏi bởi vì tập đoàn yến thị không phải thuộc sở hữu của một mình nhà họ yến ban hội đồng quản trị và ban giám đốc phía dưới ai cũng ngấp nghé nhưng nếu cho yến nam tân nắm quyền Hội đồng quản trị và ban giám đốc ở tập đoàn còn lâu mới có quyền lên tiếng nhiều như bây giờ, vì vậy bọn họ đẩy yến bắt thần lên. Nữ trợ lý đặc biệt nói, "À, là hoàng đế buồn nhìn chứ gì, trợ lý đã hiểu ra." Nhưng có vẻ cô ấy vẫn chưa hiểu rõ lắm, nữ trợ lý đặc biệt lại nói, "Hoàng đế buồn nhìn là kẻ ngu ngốc." Nhưng vị sếp yến này của chúng ta trông không đơn giản thế đâu." Nữ trợ lý đặc biệt nói xong, thư ký và trợ lý đều nhìn cô ấy, xem như vừa hiểu ra thêm một ít. Sau câu nói đó, bên kia thông báo cuộc họp tiếp tục, nữ trợ lý đặc biệt nhấp một hớp cà phê rồi rời khỏi phòng trà nước. Yến Bắc Thần không tham gia cuộc họp sau đó nữa, nhưng làm một linh vật biểu tượng, anh vẫn ở công ty đến chiều chờ cuộc họp kết thúc. Mấy kiểu cuộc họp cần giải quyết vấn đề lớn thế này đều phức tạp dài dòng. Yến Bắc Thần ngồi cả một ngày trong văn phòng mà công ty chi nhánh chuẩn bị cho anh. Trước khi sắp tan làm, anh đứng dậy đi lại. Văn phòng ở công ty chi nhánh kém hơn chỗ tập đoàn một chút không có bàn thư ký bên ngoài văn phòng, chỉ có một dãy hành lang nối tiếp. Đoạn cuối dãy hành lang có một cái cửa sổ, Yến Bắc Thần đi qua đó mấy bước ngửi thấy mùi thuốc là thoang thoảng. Sau khi ngửi thấy mùi thuốc lá, Yến Bắc Thần nhìn thấy ít khói thuốc bay ra từ chỗ góc ngoặt cạnh cửa sổ. Có hai, ba người đứng trước cửa sổ, họ đang hút thuốc nghỉ giải lao, nói chuyện phím. Vốn dĩ tổng giám đốc ung tới đây xử lý mấy ngày là đâu vào đấy được rồi mà anh ta cứ nhất quyết muốn đến, đến rồi lại chẳng làm gì cả, cuối cùng vẫn cử chúng ta đến thế anh ta đến làm trò gì du lịch à người nói là một trợ lý đặc biệt trong nhóm của tổng giám đốc uông anh ta họ trương bây giờ chủ yếu đi theo sếp nhỏ uông để giúp đỡ công việc vì anh ta được tổng giám đốc uông trọng dụng nên tính cách có phần kiêu ngạo anh ta nói xong uông gia thần cười một tiếng vậy cũng rất tốt uông gia thần nói uông gia thần nói hết câu thì trợ lý đặc biệt đó cười theo nói tốt thật cười xong trợ lý trương lại nói ôi anh biết không, tôi nghe nói lần này anh ta tới Hải Thành còn dẫn theo một cô bé giúp việc nữa đó. Cười chết mất, anh ta làm việc không ra gì mà trong sinh hoạt cũng là một cậu bé khổng lồ sao. Trong lời nói của trợ lý trương chứa sự xem thường và trào phúng. Nói xong, trợ lý trương không cười nữa mà nói, tôi còn nghe nói, hình như cô bé giúp việc đó bị câm. Nói tới đây, trợ lý trương dừng lại một chút, giọng hơi nhỏ xuống, nói với ung gia thần, tôi nhớ là hình như mẹ anh ta. Yến Bắc Thần không nghe vế sau, giơ tay lên duỗi người rồi quay lại văn phòng. Trước giờ tan làm uông gia thần và nhóm của anh ta đã kết thúc cuộc họp hôm nay. Bọn họ không có đại ngộ như Yến Bắc Thần, sau khi tới Hải Thành thì họ đều ở khách sạn, chờ cuộc họp kết thúc, một nhóm người mười mấy người đi xuống hầm để xe, tòa nhà công ty chi nhánh có hầm để xe riêng, nhóm người xuống hầm xe trước rồi đứng ở chỗ đổ xe trong hầm chờ xe của công ty chi nhánh tới đón, vì sự rối loạn của công ty chi nhánh, các nhân viên đều tăng ca nên các hàng xe được đổ gần như kín hết các chỗ. Yến Bắc Thần ngồi trong xe, ngước mắt nhìn mấy người cách đó không xa, anh tự lưng vào ghế lái, khởi động xe. Tiếng nổ xe thể thao vang rền, càng chói tai hơn khi nhà để xe yên tĩnh không có xe ra vào, lúc xe nổ máy, thậm chí mấy người kia đều vô thức quay sang nhìn. Xe thể thao đóng mui, người bên ngoài xe không biết người ở trong là ai. Yến Bắc Thần nhìn mấy người cau mày vì tiếng động cơ chói tai, khóe môi nhếch lên cười vừa cười nhếch môi, Yến Bắc Thần buông chân ga dưới chân ra, xe thể thao kéo tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vọt tới góc mà đám người kia đứng. Yến Bắc Thần lái chiếc xe thể thao với cái đầu xe nát bươm về nhà, xe chạy trên đường lớn ven biển, phía chân trời là mặt trời ngã về tây, mở mui xe ra, gió biển thổi qua mặt anh, Yến Bắc Thần cầm bánh lái bằng một tay, phóng nhanh về phía biệt thự, xe chạy rất nhanh, tiếng động cơ cũng đinh tai nhức óc. Ở phía xa Yến Bắc Thần đã nhìn thấy biệt thự yên tĩnh nằm dưới ánh trời chiều. Ánh mắt anh lướt tới biệt thự, sau đó chân đạp phanh xe, dừng xe thể thao lại bên đường. Sau khi dừng xe, Yến Bắc Thần bước xuống đi bộ về nhà. Căn biệt thự này có một cái sân có tường vây xung quanh. Trong sân có bể bơi, một con đường mòn, phần đất còn lại toàn là thảm cỏ. Yến Bắc Thần đi tới cổng vào sân, đứng ở cổng, anh nhìn thấy cô bé giúp việc ngồi xổm ở tường vây cầm một cái xẻng sắt nhỏ dọn cỏ cô bé giúp việc ngồi xổm ở rìa tường, ánh nắng chiều rơi xuống tấm thân mỏng manh nhỏ bé của cô, cô cúi đầu, lặng lẽ nghiêm túc làm việc, tóc buộc đuôi ngựa phía sau lưng rủ xuống trần cổ trắng nõn của cô theo động tác của cô, cô bé giúp việc phơi nắng một lúc, mũi và gò má hơi ửng đỏ, thậm chí còn đổ mồ hôi, cô cẩm sẻn sắc nhỏ, dọn dẹp cây chết rễ trên thảm cỏ, sau khi dọn xong, cô vươn tay lên xoa mặt, lúc lau mặt, cô nhìn thấy Yến Bắc Thần đứng ở cửa, nhìn thấy Yến Bắc Thần, đôi mắt đen nhánh của An Hạ hơi ngơ ngác, cô không biết cậu chủ về từ lúc nào, anh không mặc âu phục, áo vét, nửa người trên chỉ mặc cái áo sơ mi sẫm hồi sáng. Lúc cô nhìn qua đó, Yến Bắc Thần đi về phía cô, người đàn ông với thân hình cao lớn che phủ thành một bóng râm, nhưng do góc độ ánh mặt trời mà bóng anh không che tới người An Hạ, anh đi đến cạnh cô, hệt như lần đầu tiên gặp cô vậy, anh buông tay đặt lên chân rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Sau khi ngồi sổng xuống, Yến Bắc Thần liếc mắt nhìn cái sẻn sắt nhỏ trên tay cô, nói, làm gì thế, nghe thấy câu hỏi của Yến Bắc Thần, An Hạ ném mớ cỏ trong tay qua một bên, cô bỏ sẻn sắt xuống, giơ tay lên ra dấu thủ ngữ, An Hạ, dọn cỏ, Yến Bắc Thần nhìn cô bé giúp việc một lát, mặc dù cô bé giúp việc bị anh gọi là giúp việc nhưng nói đúng hơn thì cô là trợ lý riêng của anh, chỉ cần phụ trách việc ăn, mặc, ở, đi lại của anh cho tốt là được, không cần phải việc như người làm vườn cô bé giúp việc nói xong yến bắc thần mỉm cười nói em không thể rảnh tay được sao cậu chủ đánh giá như thế không tính là lời khen cũng không tính là xấu an hạ nghe xong thì mỉm cười giơ tay lên đáp an hạ rất thú vị an hạ nói xong thì quay đầu nhìn chỗ tường vây đã được cô dọn dẹp cô quay đầu lại nói với yến bắc thần an hạ nếu như thế trọng ít hoa thì chỗ này sẽ đẹp hơn nhiều sân trong biệt thự trống quá chỗ nào cũng là thảm cỏ hơi lãng phí chỗ rộng thế này an hạ nói ra suy nghĩ của mình yến bắc thần quan sát cái sân này theo cô sau khi xem xét một lúc yến bắc thần gật đầu nói trồng đi mắt an hạ sáng bừng lên yến bắc thần nói xong nhìn thấy đôi mắt sáng lên của cô bé giúp việc anh cười tươi hơn nghĩ một lúc rồi hỏi em thích hoa gì bị cậu chủ hỏi một câu an hạ đắm chìm trong việc có thể trồng hoa rút điện thoại ra gõ mấy chữ cho cậu chủ xem an hạ hoa mơ trân châu hình minh họa nhìn tên hoa trên màn hình Yến bắt thần gõ tay, thế trồng nó đi. Mắt cô bé giúp việc sáng hơn vừa nãy, ngoại trừ đôi mắt sáng lên, thậm chí trên gương mặt cô còn có phần khó mà tin nổi, vui vẻ và kích động, thậm chí còn có cả niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời, cô luôn có sức lan tỏa đến người khác như thế. Lúc nhìn thấy sự thay đổi biểu cảm của cô, Yến bắt thần cũng hòa vào cảm xúc của cô. Nét cười của anh càng thêm sâu, ánh sáng trong mắt cũng sáng hơn, nhìn cô bé giúp việc một lúc, anh đột nhiên ngừng cười. Không đúng. Đây là thứ em muốn sao? Có phải tôi quá dễ dàng thỏa mãn em rồi không? Cậu chủ nói xong An Hạ nhìn anh cười, Yến Bắc Thần thấy cô cười thì nói, dù gì em cũng phải xin xỏ tôi mới được chứ, rõ ràng anh đã đồng ý rồi mà còn đưa ra yêu cầu. Mà yêu cầu này chỉ mang tính chất tượng trưng, chẳng có chút khó khăn gì hết. An Hạ nhìn anh, cười tươi hơn nữa, cô giơ tay lên, kéo cổ tay áo sơ mi của anh, "An Hạ, xin cậu đó, xin cậu mà." áo sơ mi bị kéo cô bé giúp việc đang cười có gì đó nơi trái tim yến bắc thần như tan chảy ra anh cười nhìn cô bé giúp việc gật đầu nói được rồi được rồi đồng ý với em đó yến bắc thần nói xong đưa mắt nhìn mặt trời bên ngoài tường nói chọn ngày không bằng đúng ngày không bằng hôm nay luôn đi an hạ cậu chủ quyết định nhanh mà hành động cũng nhanh an hạ nghe lời anh nói bỏ tay túm lấy ngón tay anh ra giơ cánh tay dùng thủ nữ nói an hạ Hiện tại có thể mua được hoa mơ trân châu ạ?" À. Cô bé giúp việc quơ tay biểu đạt sự lo lắng, Yến Bắc Thần thấy ý nghĩa câu thủ ngữ cô biểu đạt, khẽ cười, có tiền mua gì chả được, chuyện cứ vậy được quyết định, Yến Bắc Thần lái xe đưa An Hạ tới chợ hoa ở Hải Thành, Hải Thành là thành phố phía nam, khí hậu ấm áp vừa phải, bốn mùa như xuân, vô cùng thích hợp cho sự phát triển của hoa cỏ, thế nên cũng dẫn tới chợ hoa bên này vô cùng phồn thịnh phát đạt, chợ hoa Hải Thành nằm ở phía đông vùng ngoại ô thành phố ở đây lắp đặt một cái lều cực lớn giữ nhiệt độ ổn định, được chuyên dùng cho việc mua bán ở chợ hoa. Các loài hoa trong lều giữ nhiệt phong phú đa dạng, cần gì cũng có. vừa bước vào là hương hoa và hơi ấm phả vào mặt. Sau khi Yến Bắc Thần và An Hạ đi vào chợ hoa thì đi thẳng đến khu vực của hoa mơ trân châu. Người bán hàng nhìn thấy bọn họ, tươi cười đón tiếp. là anh Yến phải không ạ? À? dứt lời, người bán hoa cúi đầu, giang tay chỉ những cây hoa mơ trân châu bên cạnh, nói: đây đều là những cây mới tới vô cùng tươi, chất lượng của đám hoa này cũng rất tốt, qua mấy ngày nữa có thể nở rồi. Chợ hoa không nhất định nhập hàng vào sáng sớm, nếu như cần, có thể nhắc trước với khu vực nhà vườn, lập tức giao hàng tới ngay. Bên cạnh người bán hoa được vây bởi những khóm hoa mơ trân châu to, cành hoa tươi tốt, lá cây màu xanh nhạt, còn có nụ hoa màu trắng chưa nở, tỏ rõ sức sống bừng bừng của đám hoa mơ trân châu này. Để bảo đảm cây hoa không bị chết, chỗ rễ ở dưới cùng cây hoa được bọc bằng bùn đất và giấy báo. Sau khi người bán hoa nói xong, Yến Bắc thần nhìn hoa mơ trân châu trên mặt đất, quay đầu hỏi An Hạ, "Được không?" Ánh mắt An Hạ rơi trên đám hoa, trong mắt cô chứa ánh sáng nóng bỏng mà hưng phấn. Yến Bắc thần hỏi xong, An Hạ quay đầu nhìn về phía anh, giơ tay làm thủ ngữ, "An Hạ, được ạ." À. Cô bé giúp việc làm thủ ngữ xong thì quay đầu lại tiếp tục đi ngắm hoa. Hiện tại cảm xúc và bầu không khí không quá giống với lúc anh đồng ý với cô có thể trồng hoa mơ trân châu. Lúc đó anh chỉ đồng ý, mà hiện tại anh trực tiếp đưa cô đi thực hiện, hiển nhiên cô bé giúp việc đắm chìm trong đó đã cảm nhận được niềm vui trong đó. Dường như Yến Bắc Thần cũng bị sự vui vẻ của cô lây nhiễm, khóe môi anh khẽ cong lên nở một nụ cười. Anh quay đầu lại, nhìn về phía người bán hoa đang chờ ở bên cạnh, nói: "Có thể trẻ hơn chút không?" Âm thanh của Yến Bắc Thần vừa dứt, người bán hoa và An Hạ cùng nhìn về phía anh. Người bán hoa là được liên hệ khẩn cấp sau đó tới vườn trồng cây cảnh hái hoa về bên đó nói với anh ta đây là khách hàng lớn không thiếu tiền kêu anh ta nhất định phải tiếp đãi anh nhưng anh ta không ngờ vì khách lớn mà anh ta nhất định phải tiếp đãi tốt nói câu đầu tiên với anh ta là trả giá người bán hoa sững sờ đứng đó một lúc lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần mà dường như an hạ cũng không ngờ tới chuyện cậu chủ sẽ yêu cầu người bán hoa bán rẻ một chút đây không phải là một chuyện bất thường trả giá là chuyện rất bình thường chẳng qua cô cảm thấy chuyện cậu chủ trả giá khiến cô hơi kinh ngạc cuối cùng vẫn là người bán hoa biết nhiều hiểu rộng kịp hoàn hồn lại sau hoàn hồn trên mặt người bán hoa lộ ra vẻ khó xử nói anh yến cái này khó mà rẻ được giá khởi điểm của chúng tôi đã rất thấp anh đột nhiên cần hàng tôi còn phải mướn mấy người tới vườn trồng để hái cũng đều dùng loại đất tốt nhất hơn nữa gấp gáp đưa tới đây nên giá thành này cũng phải cao hơn bình thường không thể giảm giá a à? Yến Bắc Thần nói, người bán hoa, không thể, Yến Bắc Thần tiếc núi, thế thôi vậy, người bán hoa, chuyện co kè mặt cả ở chợ hoa, người bán hoa cũng đã trải qua vô số lần nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gặp khách hàng nhượng bộ nhanh như vậy. Mà sau khi nhượng bộ, Yến Bắc Thần thở dài, nói, quả nhiên tôi vẫn không biết trả giá, người bán hoa, rốt cuộc đã quen thấy khách hàng kỳ lạ, người bán hoa sửng sốt hai giây xong vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh ta cười nói với Yến Bắc Thần mặc dù không thể rẻ hơn nhưng chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi anh yến anh có thể cho tôi địa chỉ của anh tôi sẽ giao hàng tới cho anh nếu không thể giảm giá hoa thì việc giao hàng cũng có thể tiết kiệm cho khách hàng một ít chi phí đây xem như biến thành để rẻ cho yến bắc thần cũng xem như một phần nói lên thành công của việc mặc cả người bán hoa nói xong yến bắc thần nói không cần người bán hoa chúng tôi lái xe tới đây yến bắc thần nói thoáng chốc người bán hoa không biết nên nói thế nào, Yến Bắc thần đã khôi phục như thường, nói với người bán hoa, "Phiền ông chủ giúp chúng tôi đưa hoa lên xe đi." "Vâng, vâng." Người bán hoa vội vàng đồng ý. Yến Bắc thần nói anh lái xe tới, lúc đó người bán hoa tưởng rằng khách hàng quả nhiên rất vội, để nhanh mang hoa về nhà mà còn đặc biệt lái xe tải tới. Mà đợi đến khi người bán hoa và mấy người khác ôm hoa tới bên xe Yến Bắc thần, người bán hoa mới biết không phải khách hàng lái xe tải tới mà khách hàng lái xe thể thao tới. Chiếc xe màu bạc hai chỗ ngồi kia của Yến Bắc Thần bị đụng hỏng, thế nên hôm nay anh lái một chiếc xe thể thao màu đỏ bốn chỗ ngồi khác, thân xe màu đỏ, khung xe hoàng mỹ, mui trần mở ra, bên trong là nội thất xa hoa, thể hiện rõ sự xa xỉ và không tầm thường của chiếc xe này. Trong sự đắt đỏ và không tầm thường đó, Yến Bắc Thần nói với mấy người ông hoa, đặt ở ghế sau là được. Mấy người ông hoa chiếc xe này có bốn chỗ ngồi không gian ghế sau vẫn khá rộng đặt mấy bông hoa này vào là vừa đủ sau khi yến bắc thần nói với mấy người kia xong mấy người họ bắt đầu ngơ ngác nhìn nhau vẫn không dám đi tới suy cho cùng nghĩ thế nào thì chuyện đặt đống hoa buồn đất lên ghế sau của chiếc siêu xe giá trị xa xỉ cũng đều có chút không hợp lý nhưng về sau ngẫm lại đây là khách hàng tự yêu cầu thế là dưới sự chỉ huy của người bán hoa mấy người đó ông đóng hoa mơ trân châu đặt lên ghế sau của chiếc xe muốn trồng cả một vườn hoa mơ trân châu chỉ bụi cây đã phải mua tới mấy chục mỗi bụi cây đã lớn tới một độ dài nhất định mấy chục bụi cây cũng không phải là ít mà mấy chục bụi hoa đặt trên ghế sau của xe lại không hề có vẻ chật chội ngược lại bởi vì mui xe đã được mở ra cành hoa vươn ra tứ phía nhìn như những bông hoa vốn đang nở rộ trong chiếc xe thể thao màu đỏ hoa mơ trân châu là loài thực vật thân bụi trên bụi cây sẽ nở ra từng chùm từng chùm hoa nhỏ bông hoa nhỏ nhưng tươi tốt mang theo sức sống cứng cỏi mạnh mẽ và ý chí hướng đón ánh mặt trời vào mùa hè nếu như trồng đầy trong sân sẽ như bừng lên sức sống khác nhưng hoa mơ trân châu so sánh với hoa hồng hồng trung hoa và hoa sơn trà mà nói thì khá ít được quan tâm tuy loại hoa này có sức sống mãnh liệt nhưng chung quy tư chất bình thường không quá xuất chúng cứ như vậy nằm ở góc tường yên tĩnh đơn độc nở rộ nếu không cố ý đi xem thậm chí bạn không thể nhìn thấy nó có bao nhiêu cánh hoa hồng trung hoa hồng trung quốc hường trung quốc tường vi trung hoa nguyệt quý hoa danh pháp hai phần rosa chinis là một loại cây có hoa thuộc chi hoa hồng loài bản địa của một số tỉnh miền trung trung quốc như quý châu hồ bắc và tứ xuyên nhưng sau khi đặt vào trong xe mấy bông hoa mơ trân châu vốn không có gì nổi bật dưới ánh nắng chói mắt của mặt trời và sự làm nền của thân xe sang trọng thậm chí chúng còn được thêm một loại rực rỡ và lộng lẫy đợi những khóm hoa được đặt hết vào rồi yến bắc thần thanh toán hóa đơn với người bán hoa xong thì nói với cô gái bên cạnh một câu đi thôi cô gái gật đầu mở cửa ngồi vào ghế phụ ngồi đằng trước đám hoa trân châu đã trở nên chói mắt kia khi yến bắc thần và cô gái tới chợ hoa thực ra người bán hoa không hề chú ý đến cô gái này bất kể về ngoại hình hay khí chất yến bắc thần đều quá chói mắt mà cô gái này trừ đôi mắt sáng ngời đèn nhánh ra thì các phương diện khác đều bình thường nhưng hiện tại cô giống như những bông hoa mơ trân châu kia cùng ngồi lên chiếc xe thể thao, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ngồi trong xe cũng không quá thu hút, nhưng khi Yến bắt thần và anh ta nói chuyện xong, đi lên xe, nói với cô gái một câu, cô mỉm cười với anh ta một cái, cô không biết nói chuyện. Nhưng dường như cô không biết nói lại có một loại sức hút tự nhiên không chói lóa, bạn sẽ bật cười cùng lúc với nụ cười của cô ấy. Khi cô cười lên rất tỏa sáng, không thua mặt trời ban trưa chút nào, cô giống những đóa hoa mơ trân châu kia, không thu hút, nhưng lại đang lớn lên tràn đầy sức sống. Sau nụ cười thoáng chốc của cô, Yến Bắc Thần ngồi lên ghế lái khởi động xe. Tiếng động cơ xe thể thao gầm rú, thân xe màu đỏ chở đầy hoa mơ trân châu nở rộ rời khỏi chợ hoa. Sau khi chở một xe đầy hoa rời khỏi chợ, Yến Bắc Thần không về thẳng nhà. Từ lúc quyết định trồng hoa, tới lúc đến chợ mua hoa, rồi tới hiện giờ lái xe rời đi, cũng đã qua một tiếng. Hiện giờ chập tối 6 giờ hơn, nắng chiều phía chân trời đã lặn xuống chỉ còn chút đỉnh. Những tia sáng mỏng manh mờ nhạt chiếu xuống đất trời, trong tia sáng mỏng manh ấy, Yến Bắc Thần lái xe tới trước quảng trường, dừng xe lại, xe dừng lại, Yến Bắc Thần mở cửa xuống xe, nói với An Hạ ngồi trên ghế phụ, đi ăn cơm. An Hạ nghe xong, ngước mắt nhìn quảng trường nơi họ tới, cũng mở cửa xuống xe. Chuyện bọn họ đi chợ hoa là quyết định đột ngột, thậm chí cậu chủ còn không cho cô thời gian nấu cơm tối. Cứ như vậy bận rộn đi đi về về một tiếng đồng hồ, cũng đã qua giờ cơm tối cộng thêm tối nay bọn họ còn phải quay về trồng hoa, càng không có thời gian ăn tối. An Hạ vốn phải phụ trách bữa tối của cậu chủ, nhưng chuyện hôm nay là có nguyên do, nên nếu không thể phụ trách bữa tối, vậy chỉ cần cậu chủ không đói là được. Sau khi An Hạ xuống xe thì đi cùng cậu chủ tới một nhà hàng trên quảng trường. Đây là một nhà hàng Tây, nhà hàng nằm ở lầu 1 của quảng trường, thế nên ngoài vị trí bên trong quảng trường ra, bên ngoài quảng trường còn đặt một số cây dù che nắng và bàn ghế, có thể dùng cơm quảng trường này là quảng trường ngoại thành mới mở ở hải thành không dọc theo bờ biển mà gần núi ngồi trên ghế ở quảng trường có thể ngắm những dãy núi liền nhau phía xa xa ở hải thành bây giờ đã là buổi chiều tối mặt trời xuống núi cái nóng ban ngày cũng đã tan đi gió rừng thổi về phía quảng trường bằng phẳng mang theo thoang thoảng mùi đất và cây cỏ dễ chịu đến lạ thường sau khi yến bắt thần vào nhà hàng thì gọi một vài món sau đó đưa an hạ ngồi ở chỗ bên ngoài quảng trường cách xe bọn họ không xa Nơi này là quảng trường mới mở, danh tiếng của nhà hàng này cũng tốt, đương nhiên sẽ thu hút được một số khách hàng. Nhà hàng này chủ yếu tập trung ăn uống ở quảng trường, có thể ngắm phong cảnh núi rừng, mà hôm nay còn có thêm một chiếc xe thể thao đầy hoa mơ trân châu có thể ngắm, ý cảnh càng thêm lãng mạn xa xăm. Trong khung cảnh lãng mạn xa xăm ấy, những món do Yến Bắc thần gọi được bưng lên, An Hạ ngồi trên ghế, nhìn từng đĩa từng đĩa đồ ăn tinh tế được đặt trên bàn ăn, cô gật đầu cảm ơn với người phục vụ đợi đồ ăn lên hết an hạ ngước mắt nhìn yến bắc thần ở đối diện sau khi yến bắc thần ngồi vào ghế anh dựa vào lưng ghế hai tay đang ra sau gáy tư thế thản nhiên và lười biếng so với đồ ăn có vẻ anh quan tâm đến phong cảnh nơi đây hơn sau khi ngồi xuống anh vẫn luôn ngắm nhìn về phía dãy núi mà sau khi an hạ nhìn anh lông mi yến bắc thần khẽ chớp cũng đưa tầm mắt về đối diện với ánh mắt của cô bé giúp việc đang nhìn về phía anh thấy ánh mắt cô bé giúp việc nhìn anh yến bắc thần khẽ cười hỏi em đói rồi à an hạ gật đầu đói thì em ăn đi yến bắc thần nói được sự cho phép của cậu chủ an hạ mỉm cười cô thu tầm mắt lại cầm lấy cái nĩa ở bên cạnh bắt đầu yên lặng ăn cơm yến bắc thần gọi một số đồ ăn nhẹ như mì ý kia già sau khi an hạ cầm lấy cái nĩa bắt đầu dùng nĩa cùng mì ý trước mặt ngón tay mảnh khảnh của cô xoay tròn cái nĩa xoay tròn một lúc rồi đưa cả mì ý và nĩa vào miệng. Cô bé giúp việc luôn có một thói quen khi ăn, đó là thích nhét đồ ăn vào một bên miệng. Sau khi nhét đầy, hai má yếu ớt của cô sẽ căng phòng lên theo thức ăn đầy ấp, sau đó cô bắt đầu yên lặng nhai kỹ, cuối cùng nuốt từng chút từng chút đồ ăn xuống. Sau khi An Hạ bắt đầu ăn cơm, ánh mắt của Yến bắt thần rơi trên người cô chưa từng rời đi. Hôm nay khẩu vị anh tạm tạm, mà so với việc tự mình ăn, hình như anh thích nhìn cô bé giúp việc ăn hơn cô bé giúp việc ăn một miếng mì ý xong hiển nhiên bởi vì ngạc nhiên mà ánh mắt sáng bừng sau đó bắt đầu ăn miếng thứ hai rồi miếng thứ ba mãi cho tới miếng thứ năm đôi mắt lấp lánh của cô bé giúp việc nhìn về phía anh xem ra cô đói thật rồi vốn trên đường từ chợ hoa về còn cảm thấy uể oải nhưng hiện giờ nhìn có vẻ có tinh thần hơn nhiều rồi hai má cô vẫn đang nhai đôi mắt thì luôn nhìn anh đối diện với ánh mắt của cô yến bắt thần hỏi ăn ngon không cô bé giúp việc phòng má gật đầu nhìn dáng vẻ ăn uống vui vẻ của cô yến bắc thần hỏi đây cũng là lần đầu tiên em ăn mì ý à yến bắc thần hỏi xong an hạ nhìn anh nuốt mì ý xuống thực ra đây không chỉ là lần đầu tiên cô ăn mì ý đây còn là lần đầu tiên cô ăn ở nhà hàng lần đầu tiên ngồi trước bàn ăn được người ta phục vụ lần trước khi cậu chủ đưa cô đi uống trà sữa anh nói sẽ cho cô trải nghiệm nhiều lần đầu tiên hơn nữa từ trước đến nay cậu chủ là người nói được làm được an hạ nhìn yến bắc thần gật dầu Yến Bắc Thần có một số cảm xúc phức tạp. Anh thích trải nghiệm những chuyện mà bản thân chưa từng trải qua, bởi vì điều đó sẽ mang lại cho anh niềm vui vô cùng lớn, mà suy bụng ta ra bụng người, anh cũng thích mình đưa người khác đi trải nghiệm lần đầu tiên. Thế nên khi cô bé giúp việc nói là lần đầu tiên, anh cũng vui vẻ theo cô. Sau khi An Hạ gật đầu, cô nhìn thoáng qua đồ ăn chưa hề được động đến trước mặt Yến Bắc Thần, từ khi cậu chủ ngồi xuống thì vẫn luôn ngây ngẩn ngắm núi đồ ăn tối trước mặt cũng không hề động tới mà khi bắt đầu tới nhà hàng là cậu chủ nói do đói nên mới tới nghĩ tới đây an hạ giơ cánh tay làm thủ ngữ hỏi an hạ cậu không ăn ạ à? an hạ nói xong yến bắt thần cúi đầu nhìn đồ ăn bên tay mình một cái đây cũng là một phần mì ý mùi vị giống với cô an hạ thấy cô ăn vui vẻ như thế có lẽ mùi vị cũng không tệ nhưng yến bắt thần lại không thèm ăn tôi không đói lắm yến bắc thần nói yến bắc thần nói xong an hạ giơ tay làm thủ ngữ an hạ không đói cũng phải ăn một chút cô bé giúp việc quơ tay vẻ mặt nghiêm túc nói với anh một câu như vậy thấy cánh tay đang quơ của cô bé giúp việc và biểu cảm nghiêm túc của cô trong lòng yến bắc thần hơi xúc động em lo lắng cho tôi anh còn chưa nói xong cánh tay cô bé giúp việc lại giơ lên nói với anh hai câu thủ ngữ an hạ lát nữa phải làm việc an hạ nếu không ăn gì làm việc không được hiệu quả đâu ạ à. Yến Bắc Thần, Yến Bắc Thần ăn hết một phần mì ý, cả một nửa cái bánh pizza, ngoài ra còn một phần đồ tráng miệng sau bữa cơm. Ăn cơm xong, Yến Bắc Thần lái xe đưa An Hạ và một xe hoa mơ trân châu về nhà. Khi hai người quyết định đi mua hoa, thời gian đã không còn sớm. Trên đường lại đi ăn cơm, đợi khi lái xe về nhà thì trời đã tối, bầu trời phủ một màu đen, không quá thích hợp để trồng hoa. Sau khi Yến Bắc Thần dừng xe ở trong sân thì đi bật đèn đèn trong sân biệt thự là đèn xe nông khi bật đèn lên cả sân lập tức sáng như ban ngày sau khi bật đèn lên yến bắc thần và an hạ chuyển hoa xuống xe hai người bắt đầu trồng hoa đèn xe nông còn gọi là một loại đèn hít hay intensi Dixia, là hệ thống chiếu sáng phóng điện cường độ cao được thiết kế với bầu thủy tinh cao cấp có chứa xe nông khi quan sát bằng mắt thường ánh sáng mà đèn xe nông phát ra có màu hơi xanh mấy bụi hoa mang theo bùn đất vốn dĩ trong sân bên tường cũng trồng bãi cỏ, đã có sẵn đất ở đó, chỉ cần dọn bãi cỏ đi, ngoài ra dùng quốc xới đất sau đó trồng hoa vào là được. Trong biệt thự có lẽ đã nghĩ tới việc trồng hoa từ lâu, công cụ trồng hoa khá đầy đủ. Yến bắt thần tới nhà kho lấy quốc, anh phụ trách xới đất, khi đất được xới tơi lên, An Hạ phụ trách trồng hoa vào. Hoa mới trồng phải tưới nước, An Hạ còn cần dùng vòi nước để tưới. Cứ như vậy, hai người phân công hợp tác, không nhanh không chậm, không bao lâu đã trồng được non nữa. Sau khi bắt đầu xới đất, Yến Bắc Thần cũng đã sâu sắc nhận ra ý tốt của An Hạ khuyên anh ăn cơm ở trên bàn ăn. Dù chỉ vác quốc đào đất, nhưng quả thực vô cùng hao phí sức lực. Nếu anh thật sự không ăn cái gì, đoán chừng bây giờ đã kiệt sức từ lâu. Hai người ở trong sân, tự làm việc của mình, thỉnh thoảng vẫn nói chuyện vài câu. Bóng tối ban đêm bên bờ biển ngày càng đậm, khi Yến Bắc Thần đang đào một cái hố hoa khác, thì trên bậc thang trước cửa biệt thự vang lên tiếng chuông điện thoại, vì để thuận tiện làm việc sau khi yến bắc thần về nhà thì để điện thoại lên bậc thang bên ngoài biệt thự nghe thấy tiếng chuông điện thoại yến bắc thần ngẩng đầu lên nhìn màn hình điện thoại phát ra ánh sáng lúc này an hạ cũng nghe thấy tiếng chuông cô ngẩng đầu nhìn yến bắc thần một cái tôi đi nghe điện thoại yến bắc thần cảm nhận được ánh mắt của an hạ buồn quất trong tay xuống nói xong anh nhìn an hạ đang ngồi xồm ở đó bốc một nắm đất nói em cũng nghỉ ngơi chút đi từ lúc hai người bắt đầu trồng hoa thì chưa nghỉ ngơi chút nào Nghe Yến Bắc Thần nói, An Hạ gật đầu. Sau khi An Hạ gật đầu, Yến Bắc Thần đi tới trước bậc thang của biệt thự, tháo găng tay ra, trực tiếp ngồi lên bậc thang. Là Lý Trạch gọi điện thoại tới, Yến Bắc Thần cầm lấy điện thoại, nhìn thông báo cuộc gọi đến trên màn hình, ấn nghe máy, alo. Ở bên này Yến Bắc Thần vừa ấn nghe, tiếng Lý Trạch đã truyền tới. Hôm nay anh làm gì vậy? Lý Trạch là trợ lý của Yến Bắc Thần, có một ông chủ như anh, tính tình và sự kiên nhẫn của Lý Trạch đã được tôi luyện đến vô cùng trầm ổn. Nhưng Lý Trạch trầm ổn là thế, hiện tại khi nói chuyện với Yến Bắc Thần, giọng điệu lại mang theo chút chất vấn. Nghe thấy giọng điệu hiếm thấy của Lý Trạch, Yến Bắc Thần lại cười một tiếng, hỏi, tôi làm gì? Yến Bắc Thần nói xong, giọng Lý Trạch lên cao, nói, tổng giám đốc ung nổi trận lôi đình ở văn phòng, còn tìm tới chỗ tôi. Ông ta nói cái tên điên nhà anh, hôm nay suýt chút nữa thì giết con trai ông ta hiện tại yến bắc thần đi công tác trong văn phòng chủ tịch chỉ có lý trạch và ba thư ký chiều hôm nay tổng giám đốc ung tới xã dận một trận ở văn phòng trước sau đó trực tiếp đi tìm lý trạch bảo anh ấy liên hệ với yến bắc thần để cho ông ta một lời giải thích nhưng sau buổi chiều điện thoại yến bắc thần luôn tắt mãi tới bây giờ lý trạch mới gọi được lý trạch biết cái tính làm việc không quan tâm đến hậu quả của yến bắc thần nhưng sau khi nghe thấy tổng giám ung nói tất cả hành vi của yến bắc thần đã làm ngày hôm nay Lý Trạch vẫn bị sợ hết hồn. Anh ấy gọi điện thoại cả buổi tối, Yến Bắc Thần không nghe máy. Hiện tại gọi được rồi, thế mà còn hỏi ngược lại rằng hôm nay anh làm gì? Mà sau khi Lý Trạch lớn giọng nói mục đích mình gọi điện thoại cho anh xong, đầu dây bên Yến Bắc Thần lại im lặng một lát. Im lặng xong, Yến Bắc Thần nói, cái lão già này thật là, biết tôi là tên điên còn chấp nhặt với tôi. Lý Trạch, Lý Trạch bị tức đến mức nói không ra lời. Mà khi Lý Trạch không nói gì, Yến Bắc Thần nhớ lại tình cảnh lúc đó một chút, lơ để nói, hơn nữa tôi cũng không làm gì bọn họ mà, ngược lại đầu xe tôi bị tông hỏng rồi, còn phải tốn tiền sửa, không làm gì bọn họ. Lý Trạch như ngừng thở, khống chế cảm xúc, anh dọa trợ Lý Trương sợ hãi đến mức không dám ăn, bây giờ còn ở trong khách sạn không dám ra ngoài. Thực ra Tổng Giám Đốc Ung nói Yến Bắc Thần muốn giết con trai ông ta là không chính xác, chuyện chiều hôm nay, rõ ràng Yến Bắc Thần là nhằm về trợ Lý Trương mà lý trạch nói xong yến bắt thần anh ta nhát gan thế nhỉ lý trạch anh tăng tốc lái xe tông về phía người ta cuối cùng mới chuyển hướng tông vào tường người bình thường đều bị dọa sợ chết khiếp thôi lý trạch không thể tưởng tượng nổi nói nghe lý trạch hỏi vặn lại yến bắt thần khẽ cười một tiếng cười xong yến Bắc thần nói người không sao là được rồi tôi cũng không phạm pháp ngược lại lời này cũng không sai tuy yến bắt thần lái xe tông về phía đám người trợ lý trương nhưng cuối cùng lại chuyển hướng, kết quả trừ đầu xe của anh bị hỏng, thì những người khác không bị bất cứ thương tổn vật lý nào, nhưng tổn thương tinh thần thì rất lớn. Lý Trạch biết anh ấy không nói lại yến Bắc thần, mà hôm nay gọi điện cho anh cũng không phải để thi biện luận với anh. Sau khi yến Bắc thần nói xong, Lý Trạch nói, "Tôi không quan tâm có phạm pháp hay không, ngày mai anh gọi điện xin lỗi tổng giám đốc Ung, còn nửa ngày mai khi tới công ty chi nhánh thì xin lỗi sếp nhỏ Ung và trợ lý Trương một tiếng." lý trạch sắp xếp xong yến bắc thần không nói gì bắc thần anh biết địa vị của tổng giám đốc uông trong hội đồng quản trị mà nếu như anh không xin lỗi cho chuyện ngày hôm nay về sau anh sẽ khó mà yên ổn ở hội đồng quản trị thậm chí lý trạch gọi cả tên yến bắc thần yến bắc thần bị đẩy đến vị trí hiện tại không phải do bản thân anh tự lên lúc đó hội đồng quản trị muốn nắm quyền tập đoàn yến thị thế nên liên hợp với yến bắc thần đuổi hai anh em yến nam tân và yến nam nguyên đi hiện tại mới có vị trí này của yến bắc thần mà trên thực tế địa vị hiện tại của yến bắc thần cũng không có quá nhiều quyền tự chủ yến bắc thần có kế hoạch của riêng mình nhưng trước mắt anh chỉ có thể nhìn lý trạch nói xong đầu dây bên kia vẫn không lên tiếng lý trạch khẽ thở dài khi anh ấy đang định tận tình khuyên bảo yến bắc thần nói biết rồi lời nói bên môi của lý trạch còn chưa nói được rồi chứ chỉ có chuyện này thôi đúng không giọng điều của yến bắc thần lại khôi phục như thường thậm chí còn mang theo chút ý cười. Lý Trạch nghe giọng của Yến Bắc Thần, sau một lúc lâu đáp một tiếng, ừ, vậy không có chuyện gì thì cúp đây, chỗ tôi còn đang bận. Yến Bắc Thần nói, Yến Bắc Thần nói xong, Lý Trạch, anh bận cái gì, hiện giờ đã là lúc tan ca, ngược lại Lý Trạch sẽ không đi đoán rằng Yến Bắc Thần còn đang tăng ca làm việc, trồng hoa. Yến Bắc Thần nói, anh nói xong thì nhìn bóng dáng nhỏ nhắn vẫn đang di chuyển trong sân kia, cười nói, Tôi trồng hoa mơ trân châu trong sân, khá đẹp, nửa phút đồng hồ Lý Trạch không nói gì, anh thật sự coi như mình đang đi dưỡng lão à. Đợi khi Lý Trạch lên tiếng lần nữa, trong giọng điệu của anh ấy đã có chút chế dễu không kiềm chế được, cuộc sống ở đây khá thích hợp để dưỡng lão đó. Yến Bắc Thần đáp, Lý Trạch, còn chưa đợi Lý Trạch nói chuyện, Yến Bắc Thần tự nói tiếp, ở đây có biển, khí hậu cũng không tệ. Ôi tiểu Lý, tôi mua cho cậu căn nhà ở đây nhé đợi cậu nghỉ hưu rồi cậu tới đây, Lý Trạch cúp máy. Trong điện thoại truyền tới âm thanh túc túc, Yến Bắc Thần cầm điện thoại nhìn một cái, điện thoại đã bị Lý Trạch ngắt rồi. Anh nhìn màn hình đã bị ngắt máy, ánh mắt hơi bần thần. Sau một lúc lâu, anh khẽ cười một tiếng, cất điện thoại nhìn về phía sân trong tường rào. Vừa nãy anh và An Hạ trồng một lúc, bây giờ nửa tường viện đã trồng đầy bụi hoa mơ trân châu. Có hoa mơ trân châu đầy sức sống trang trí, quả nhiên trông đẹp hơn với sự trống trải trước đây nhiều. Sau khi nhìn một lúc, Yến bắt Thần đi tới bên tường, đặt hai tay lên đùi, ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé giúp việc. Vừa nãy khi anh đi nghe điện thoại, bảo cô nghỉ ngơi trước, cô bé giúp việc không nghỉ ngơi, cô nhân lúc anh đi gọi điện thoại mà đi ấn chặt đất cho mấy bụi hoa đã trồng trước đó. Cô bé giúp việc không bắt mắt ngồi xổm cạnh những cây hoa không thu hút, yên tĩnh dùng bàn tay của cô ép đất lên gốc của cây hoa. Động tác của cô rất cẩn thận, nhưng cũng rất ra sức, không bao lâu, mũi cô bé giúp việc cũng lắm tắm mồ hôi khi anh đi tới ngồi xuống, An Hạ cũng cảm nhận được anh đi tới, cô ép đầy đất vào hốc hoa cuối cùng, rồi quay đầu lại nhìn về phía anh. Đèn xe nông chiếu vào trong sân rất sáng, nhưng ánh đèn và ánh mặt trời không giống nhau, ánh đèn càng sáng, bóng người càng tối. Yến Bắc Thần ngồi bên cạnh An Hạ, bóng của anh hoàn toàn phủ lên bóng dáng gầy yếu của cô, cô bé giúp việc dưới bóng của anh, ngẩng đầu lên nhìn. Có bóng che phủ, dường như mắt cô càng đen hơn, nhưng vẫn sáng như thường. Cô yên lặng nhìn anh như đang đợi anh sắp xếp cô làm việc, hoặc là lấy cho anh ly nước, hoặc là giúp anh cầm cái quốc qua, đây là việc mà người giúp việc nên làm. Nhưng Yến Bắc Thần không như vậy, anh cục mi, ánh mắt hẹp dài sâu thẳm rơi trên khuôn mặt cô, anh mỉm cười với cô, nói, bé giúp việc, đợi về Nam Thành rồi, chúng ta đi trốn đi. An Hạ yên lặng nhìn anh, Yến Bắc Thần cũng nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau qua ánh đèn sáng lóa và bóng đêm. Nhìn như thế một lúc, yến bắc thần nói sau khi học ở nam thành xong tôi sẽ về biệt thự sống yến bắc thần vốn không thích dinh thự của nhà họ yến thỉnh thoảng mới quay lại dinh thự để chọc giận hai anh em yến nam tân một phần khác là vì bài vị của mẹ anh cũng ở đó hiện giờ bài vị của mẹ anh đã được thờ cúng ở đạo quan cửu sơn anh không muốn quay lại dinh thự nữa tôi có mấy ngôi nhà ở nam thành yến bắc thần nói nói xong anh ngước mắt nhìn nửa phần sân và hàng rào của căn biệt thự trồng mơ trân châu nói em có thể chọn một căn để ở cùng tôi mấy căn đó cũng không khác nơi này lắm ở cạnh biển cũng có sân tường cũng có thể trồng hoa em có thể ở đó chăm sóc tôi như ở đây yến bắc thần nói yến bắc thần cảm thấy mấy ngày nay sống ở hải thành với cô bé giúp việc này cũng không tệ khi anh đi làm cô đều chuẩn bị chu đáo một ngày ba bữa lúc tan làm ở trong phòng làm việc cô giúp sẽ rót cho anh một ly nước sau đó cũng không quấy rầy quá nhiều khi không làm việc anh muốn ra ngoài đi dạo cô bé giúp việc sẽ đi theo anh mặc dù cô ấy không nói được nhưng thỉnh thoảng diễn đạt một số từ bằng thủ ngữ cũng rất thú vị và cả đêm nay hai người họ cùng nhau mở đèn trồng mơ trân châu trong sân yến bắc thần không thiếu người chăm sóc nhưng cô giúp việc nhỏ này chăm sóc anh vô cùng chu đáo hơn nữa luôn mang đến cho anh những niềm vui bất ngờ khi ở cùng nhau anh rất thích hình thức ở chung như thế này sau khi yến bắc thần nói xong cô giúp việc ngồi xổm ở đó không nói lời nào vẫn nhìn anh Hai tay lắm lem vì mới thêm đất ban nảy, bầu không khí giữa hai người yên tĩnh, An Hạ nhìn Yến Bắc Thần ở trước mặt mình, giờ cánh tay lên làm thủ ngữ. An Hạ, cậu chủ đi đâu em đi đấy? Nửa cánh tay của cô ở dưới ánh đèn, nửa còn lại ở trong bóng tối, nhưng vì hai người ở gần nhau nên Yến Bắc Thần có thể nhìn thấy rõ ý cô muốn nói. Ngoài trừ ý cô muốn biểu đạt, anh còn có thể men theo cánh tay nhìn thấy ánh mắt của cô, khi cô giúp việc nói chuyện luôn không có cảm xúc gì biểu cảm của cô nhiều nhất cũng chỉ là bối rối vì không thể giải quyết tốt chuyện của anh lo sợ anh sẽ bị anh đuổi đi ngơ ngác trước những nhận xét đột ngột của anh hầu hết thời gian đều rất là yên lặng bây giờ ánh mắt của cô không quá khoa trương chỉ bình thản thuật lại những gì cô muốn bày tỏ như thường ngày sau khi biểu đạt xong cô bỏ cánh tay xuống nhìn thẳng vào mặt anh mà không có bất kỳ rào cản nào yên tĩnh cười với anh lúc cười cô bé giúp việc đẹp hơn khi không cười rất nhiều điều này khiến cô dù ở trong bóng tối cũng có thể tỏa ra những màu sắc loan lổ. Yến Bắc Thần nhìn cô, nghĩ đến điều cô vừa biểu đạt, trong lòng như được gió núi lấp đầy. Được Yến Bắc Thần gật đầu, cậu chủ như nhận được câu trả lời mình mong muốn, mỉm cười gật đầu, an hạ nhìn anh cũng cười theo, cậu chủ quay lại nhìn cô cười nói. Ngày mai chúng ta đi công viên giải trí chơi đi, An Hạ, vừa nói muốn trở về Nam Thành xong, cậu chủ tự dưng nhắc tới chuyện đi công viên giải trí. Yến Bắc Thần nói xong thì quay lại lấy quốc, An Hạ nhìn anh cầm quốc về, sau khi hoàn hồn lại thì giơ cánh tay lên hỏi một câu, An Hạ, ngày mai cậu không đi làm ạ, à? ngày mai vẫn là ngày làm việc, An Hạ hỏi xong thì Yến Bắc Thần đáp, không, sau khi nói xong, Yến Bắc Thần bắt đầu cầm quốc đào đất, giật giật bả vai nói, trồng hoa cả đêm mệt chết đi được, làm gì nổi mà làm, An Hạ, Yến Bắc Thần nói đến đây, cô bé giúp việc ngừng hẳn. Yến Bắc Thần dựa vào quốc, Cười cười nhìn cô nói, hơn nữa đó là công ty của tôi, tôi muốn đi làm thì đi, không muốn làm thì thôi, ai dám quản tôi. An Hạ, Yến Bắc thần trước giờ đều là nói được làm được. Sáng hôm sau, Yến Bắc thần ngủ trên giường đến 10 giờ sáng mới ra khỏi phòng ngủ, ăn sáng rồi đưa An Hạ đến công viên giải trí ở Hải Thành chơi. Hải Thành là một thành phố du lịch, ở đây có rất nhiều công viên giải trí lớn nhất trong một số thành phố lân cận. Công viên giải trí được xây dựng ở vùng ngoại ô phía bắc của Hải Thành diện tích không nhỏ có đủ loại trang thiết bị ngoài các thiết bị vui chơi còn có sở thú và công viên nước thủy cung nếu muốn chơi hết mọi thứ trong này cũng phải cần một ngày trời khi đến công viên giải trí yến bắt thần đậu xe vào bãi rồi dẫn an hạ theo một đám phụ huynh dẫn con em nhà mình đi vào công viên an hạ chưa bao giờ đến công viên giải trí nhưng cô đã từng nhìn thấy khi còn nhỏ trên đường từ nhà đến trường cô sẽ đi ngang qua một công viên giải trí chẳng qua công viên giải trí này đã lỗi thời bên trong chỉ có một số thiết bị đơn giản thậm chí còn có vài thứ đã hỏng lớp sơn loang lổ bên trong sẽ có cha mẹ dẫn con cái đến chơi cùng nhau chơi đụng xe điện hoặc là vòng đu quay thỉnh thoảng được tan học sớm an hạ sẽ dựa vào lan can bên ngoài công viên giải trí ngắm nhìn bên trong một lúc rồi mới về nhà đối với công viên giải trí có lẽ khi còn bé cô còn tha thiết khát khao nhưng khi lớn lên an hạ đã không còn chút khát vọng theo đuổi cuộc sống nào ngoài áo gạo tiền nếu như không phải yến bắc thần đưa cô đến đây thì có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ tới nơi này dù không có khát vọng nhưng niềm vui công viên giải trí mang lại là có thật kể từ khi an hạ đi theo yến bắc thần vào công viên giải trí những thiết bị vui chơi đầy màu sắc và kiến trúc kỳ ảo như truyện cổ tích trước mặt đưa cô vào cảm giác vui vẻ này một cách tự nhiên sau khi an hạ bước vào công viên giải trí sự mới lạ và phấn khích trong mắt chưa từng biến mất yến bắc thần đi bên cạnh cô nhìn thấy cảm xúc lóe lên trong mắt cô thì hơi mỉm cười lấy bản đồ chỉ đường của khu vui chơi từ cột tuyên truyền của khu vui chơi đưa cho an hạ em muốn chơi gì yến bắc thần hỏi khu vui chơi rất lớn được chia thành nhiều khu vực khác nhau mỗi khu vực đều có các thiết bị vui chơi khác nhau có thể dùng bản đồ này để tìm được trò muốn chơi nhanh nhất sau đó đi thẳng qua đó yến bắc thần vốn dĩ cũng là đưa con nít đi chơi tự nhiên cũng theo nguyện vọng của trẻ con sau khi lấy được bản đồ an hạ liếc nhìn anh một cái không hề khách sáo cúi đầu nhìn trên bản đồ đánh dấu các mục dạo chơi khác nhau, có biểu tượng, nhưng họ biết chính xác cách chơi. An Hạ xem một lúc thì đưa bản đồ cho Yến Bắc Thần, chỉ vào một mục trên đó, Yến Bắc Thần men theo ngón tay cô, nhìn sang, thấy trò chơi cô giúp việc chỉ, Yến Bắc Thần, thích ca một cơ hờ thích à, Yến Bắc Thần nhướng mắt hỏi An Hạ. Trong mắt An Hạ đầy hứng thú, Yến Bắc Thần hỏi xong, cô lập tức giơ cánh tay cầm bản đồ lên, khoa tay múa chân làm thủ ngữ, An Hạ, muốn thử xem cô giúp việc nhỏ muốn thử bánh xe tốc độ ánh sáng cái gọi là bánh xe tốc độ ánh sáng là một phiên bản công nghệ của tàu lượng siêu tốc đầu tiên là chạy với tốc độ cao trong đường hầm trong một khoảng thời gian sau đó bay lên trời lượn một vòng giữa không trung rồi bay ngược về ánh mắt cô giúp việc nhỏ lóe lên vẻ hưng phấn yến bắt thần nhìn một lúc rồi cười cười gật đầu được vậy chơi cái này sau khi quyết định trò chơi hai người đi theo bản đồ chỉ dẫn chẳng mấy chốc đã đến khu vực xếp hàng của bánh xe tốc độ ánh sáng. Hôm nay là ngày làm việc, khu vui chơi vốn cũng không đông người. Hơn nữa trò bánh xe tốc độ ánh sáng quá ca một cơ hờ thích, các bậc cha mẹ dẫn con cái đến chơi về cơ bản sẽ không tới đây. Trong khu vực xếp hàng chỉ có một số cặp vợ chồng trẻ đang xếp hàng. Khi Yến bắt thần vào khu vui chơi đã mua thẳng vé Fastpass nên sau khi hai người đến, không cần phải xếp hàng tẹo nào mà được sắp xếp lên thẳng xe. Thẻ Fast Pass, là một loại thẻ mua trọn gói khi vào cửa khu vui chơi sau khi vào khách hàng sẽ không cần phải xếp hàng mua vé ở từng trò chơi để vào chơi nữa mà vào thẳng luôn bất kỳ trò nào cũng được loại trò chơi này trong công viên giải trí tuy ca một cờ hờ thích nhưng biện pháp an toàn vẫn được đặt lên hàng đầu sau khi lên xe sẽ hạ nửa người xuống phía sau lưng bị kẹp lại rất an toàn nhưng dù có biện pháp bảo vệ an toàn như vậy trước khi chơi vẫn có người sợ hãi bỏ cuộc giữa chừng chuyện bỏ cuộc giữa chừng như vậy có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai chẳng mấy chốc sau đã có mấy người xuống xe yến bắc thần nhìn mấy người xuống xe có cả nam lẫn nữ mà sau khi bọn họ xuống xe thì bạn của bọn họ ít nhiều gì cũng sẽ cùng xuống như vậy sẽ quá mất mặt nhìn thoáng qua bên đó yến bắc thần lại liếc nhìn cô giúp việc nhỏ bên cạnh từ khi cô bé giúp việc lên xe toàn bộ quá trình trên mặt cô không có chút sợ hãi không những không sợ mà còn càng thêm phấn khích lúc yến bắc thần nhìn cô cô cũng nhìn yến bắc thần mà khi anh nhìn thấy chờ mong bên trong đôi mắt của cô, lời nói đến khóe miệng không thể nói ra được. Khu vực chuẩn bị cho bánh xe tốc độ ánh sáng vẫn còn rất tối, phần thân trên bị kẹp nên An Hạ không thể ra dấu. Cô luôn cảm thấy cậu chủ nhìn mình là có chuyện muốn nói, nhưng cô còn chưa kịp hỏi thì nhân viên vận hành trò chơi đã bảo bọn họ sẵn sàng. Ba giây sau bánh xe siêu tốc vụt vào đường hầm, An Hạ chưa từng có trải nghiệm như vậy. Cô dường như đang bay lên bầu trời tối đen như mực, mà trên bầu trời đen kịt, dòng suối màu xanh lam nhanh chóng chảy về phía sau cho cô cảm giác đi về phía trước càng nhanh hơn cùng lúc đó chiếc xe chạy về phía bầu trời cảm giác không trọng lượng mãnh liệt thậm chí còn khiến cả cơ thể cô bay bổng máu của an hà sôi sục theo chuyển động lên xuống nhanh chóng và trái tim cô cũng treo cao trong cổ họng đợi đến khi cô sắp làm quen với loại ca một cờ hờ thích này thì bóng tối ở phía trước nhanh chóng tan đi cả người nhảy lên không trung theo đường ray của chiếc xe lên cao trong bóng tối chỉ mang lại cảm giác hoa mắt chóng mặt không trọng lượng, nhưng ở ngoài trời, loại bay lên trời này theo tầm nhìn lên cao và mở rộng mà trở nên rõ ràng và chân thật, an hạ như đang bay, bên tai là tiếng gió xào xạc, trong mắt là bầu trời xanh thẳm, tầm mắt bao quát từ trên xuống toàn bộ trò chơi trong khu vui chơi. An hạ từ từ mở to mắt nhìn cảnh tượng rõ ràng trước mặt, thậm chí lúc bay lên điểm cao nhất, cô như phát ra âm thanh vì sự phấn khích mà cảm giác ca một cơ hờ thích này đem lại trải nghiệm cực hạn này chỉ kéo dài trong 3 giây. Sau 3 giây, chiếc xe tốc độ cao chạy như bay tạo thành một vòng giữa không trung, ngay sau đó lại đi vào đường hầm tối đen, cùng với dòng chảy xanh lam trong đường hầm đen kịt, chiếc xe giảm tốc độ, sau đó từ từ dừng lại, toàn bộ quá trình, bên tai An Hạ tràn ngập tiếng la hét chói tai của người chơi khác, sau khi dừng lại, bọn họ đang thì thầm thảo luận thở phào như sống sót sau tai nạn trong chiếc xe tốc độ chậm rãi dừng lại. Lúc này An Hạ mới từ từ hoàn hồn từ trong cảm giác này, nhiệt độ trong máu từ từ hạ xuống, sau đó tiếng tim đập thình thịch bên tai cũng dần dần trở về vị trí cũ. Tàu lượng dừng lại, nhân viên vận hành hỗ trợ hành khách xuống xe. An Hạ xuống xe, Long Ton chạy đến bên cạnh Yến Bắc Thần xuống xe từ bên khác, quá thú vị, cô muốn thử lần nữa. Sau khi An Hạ chạy đến bên cạnh Yến Bắc Thần thì kích động giơ cánh tay lên làm thủ ngữ nhưng cô còn chưa làm xong thì ánh mắt Yến Bắc Thần đã nhìn về phía cô, dây tiếp theo, anh lắc đầu, sau đó anh xoay người đi chỗ khác, cuối người bắt đầu nôn, an hạ. Cuối cùng Yến Bắc Thần không nôn vẽ ra được gì cả, nhưng sắc mặt của anh sau khi bước xuống tàu lượn trở nên trắng bệt một cách nhanh chóng, dáng vẻ của anh sau khi xuống xe cũng thành công dọa cô bé giúp việc sợ đến tái mặt. Cô vội vàng cuốn cùng vỗ sau lưng anh, cuốn đến mức như sắp khóc, không sao đâu Yến Bắc Thần đứng đó, hơi cuối người xuống anh nói xong thì bảo an hạ chúng ta ra ngoài trước đã khu vực chuẩn bị của tàu lượng siêu tốc có đường xanh quay ngược lại hơn nữa khung cảnh tối mù cũng khiến người ta vô cùng không thoải mái yến bắc thần nói hết câu an hạ vội vàng gật đầu đi ra khỏi khu vực của trò chơi với anh đến khi rời khỏi khu chuẩn bị đen thui an hạ đỡ yến bắc thần ra công viên rồi ngồi xuống ghế dài bây giờ bên ngoài đang là buổi sáng ánh nắng êm dịu còn có gió thoang thoảng yến bắt thần ra đến bên ngoài được gió thổi một lúc thì mới hơi dễ chịu hơn một chút anh ngồi trên ghế lưng tựa vào phần tựa lưng của ghế ngửa đầu bình tĩnh lại một lúc ổn định lại được anh cúi đầu liếc nhìn an hạ bên cạnh thật ra yến bắt thần ra ngoài đã thoải mái hơn không ít rồi nhưng an hạ lại không thấy vậy sau khi cậu chủ ra ngoài an hạ mới nhìn thấy rõ sắc mặt anh hơn màu da vốn có của cậu chủ là kiểu trắng nhợt nhạt trong suốt giờ thì chẳng còn xíu máu gì cả hệt như tờ giấy dưới ánh nắng vậy. khi yến bắc thần nhìn sang, an hạ sốt ruột nâng tay lên làm thủ ngữ. an hạ, thế nào rồi? vẫn không thoải mái à? cô bé giúp việc như bị anh dọa sợ, trong mắt ngoài sự vội vàng hoang mang, còn có lo lắng sâu sắc. yến bắc thần nhìn vẻ nôn nóng của cô bé giúp việc, mỉm cười nói với cô, không sao rồi. sau khi nói xong, yến bắc thần giải thích tại sao bây giờ anh lại thế. tôi hơi sợ độ cao. Lúc bắt đầu thì vẫn ổn nhưng sau đó bay lên trên không trung thì Yến bắt thần không trụ nổi. Sau khi anh giải thích nguyên nhân xong, cô bé giúp việc không thả lỏng hơn vì lời giải thích của anh được bao nhiêu, cô vẫn cứ sốt sắng nhìn anh. Cô bé giúp việc hiển nhiên không có ý thả lỏng, Yến bắt thần khẽ mím môi, quay đầu lại, liếc nhìn xe kem ở khu công viên cách đó không xa, sau đó anh đưa tiền rồi bảo cô, em đi mua que kem giúp tôi đi, Yến bắt thần nói, tôi ăn gì đó ngọt là ổn, Yến bắt thần nói xong, an hạ nửa tin nửa ngờ liếc nhìn xe kem nhưng ngoại trừ biện pháp mà yến bắc thần nói lúc này thì cô không có cách nào tốt hơn để anh dễ chịu cả dưới sự sắp xếp của yến bắc thần an hạ cầm tiền rồi đứng dậy đi về phía xe kem an hạ an hạ vừa đi được hai bước yến bắc thần đã gọi cô cô quay đầu lại nghe yến bắc thần bảo mua hai que yến bắc thần nói xong an hạ nhìn anh sau đó ngoan ngoãn gật đầu quay người đi tới chỗ xe kem sau khi cô bé giúp việc đi rồi Yến Bắc Thần lại ngửa đầu tựa vào ghế thả lỏng, sau đó anh cúi đầu nhìn sang phía xe kem. Cô bé giúp việc đứng trước xe kem đang ra dấu gì đó với nhân viên bán kem, dễ nhận thấy rằng giá kem ở công viên khiến cô bé giúp việc hoảng luôn rồi, thậm chí cô còn xác nhận hai lần với nhân viên. Xác nhận không có gì sai sót, cô bé giúp việc quay đầu lại nhìn anh, sau đó cô đưa tiền cho nhân viên, chỉ chốc lát sau đã cầm hai cây kem đi tới, kem ở công viên là loại có vỏ ốc quế ở bên ngoài, cô giúp việc nhỏ chu đáo mua hai vị một kem ốc quế sữa bắp giòn hồng kông một kem ốc quế vị sữa dừa sau khi mua về cô đưa cả hai que cho yến bắc thần kem sữa bắp giòn hồng kông yến bắc thần nhìn hai que kem cô bé giúp việc đưa tới chọn que ốc quế sữa dừa ngọt hơn cầm một que xong anh cắn một miếng vừa ăn vừa nói với cô bé giúp việc cái còn lại cho em đó yến bắc thần nói xong an hạ cúi đầu nhìn anh nhìn một cái xong cô cầm kem ốc quế ngồi xuống bên cạnh anh cắn một miếng, hương vị lạnh lẽo ngọt ngào xua tan cảm giác hoa mắt chóng mặt của Yến Bắc Thần đi một chút, đỡ một chút, anh cắn thêm miếng nữa, liếc nhìn cô bé giúp việc ngồi bên cạnh, cô bé giúp việc cầm kem ngay người, mặt yếu siêu, tan rồi kìa Yến Bắc Thần nhắc nhở. An Hạ đang ngẩn người nghe thấy tiếng Yến Bắc Thần thì khôi phục tinh thần, đầu tiên nhìn sang anh rồi nhìn que kem trong tay, vỏ ốc quế làm ngay tại chỗ, kem trên vỏ đang có dấu hiệu hòa tan dưới ánh mặt trời ăn đi chứ yến bắc thần nhìn an hạ nói yến bắc thần nói xong an hạ cầm que ốc quế nhẹ nhàng cắn một miếng lúc an hạ qua đó mua kem nhìn thấy bảng giá ở xe kem thì cơ bản đã hiểu tại sao lúc cậu chủ bảo cô đi mua kem lại cố ý bảo cô mua hai que anh bảo cô mua hai que kem không phải vì anh muốn ăn cả hai mà là muốn cho cô một que nhưng nếu anh nói thẳng bảo cô tự mua cho mình một que thì cô nhìn thấy giá kem xong chắc chắn sẽ không mua có đôi lúc một số việc mà cậu chủ làm chứa đựng sự dịu dàng, chu đáo mà cô chưa từng trải nghiệm trên thế giới này. Thật ra từ lần đầu tiên cô và cậu chủ gặp nhau ở nhà ăn trong dinh thự của nhà họ Yến, trừ lúc đầu cô hơi sợ, nhưng càng ở cạnh cậu chủ lâu thì cô càng cảm nhận được sự dịu dàng của cậu chủ. Trong mắt người khác, anh có hơi buông thả khác người, làm một vài việc gì đó khó tưởng tượng nổi, thậm chí còn tự cho là mình đúng, nhưng với cô, cậu chủ luôn đối xử rất tốt với cô. Hôm nay tới công viên trò chơi, dù là do anh đề nghị nhưng thực ra giống như dẫn cô tới chơi hơn. Thậm chí lúc đầu anh đã bảo cô chọn trò mà cô muốn chơi, mà dù anh sợ độ cao, vì muốn cô vui mà anh không nói gì, cùng đi chơi với cô. Lúc này Đây An Hạ cảm thấy rất kỳ diệu, cô chưa từng nhận được ý tốt của ai khác ngoài chị gái. Vì thế bây giờ dù cô đang ăn kem ốc quế lạnh lạnh nhưng trong lòng lại rất ấm áp, hơn nữa còn rất ngọt, ngon không? Lúc An Hạ cúi đầu ăn kem, cậu chủ ngồi cạnh bỗng hỏi một câu an hạ cắn miếng kem quay sang nhìn anh cậu chủ ngồi ngược với ánh mặt trời ánh nắng phủ lên người anh một vần sáng nhàn nhạt mặt anh tái nhợt nhưng sau khi ăn kem đã tốt hơn không ít an hạ nhìn anh đầu lưỡi cảm nhận hương vị ngọt ngào lạnh mát cô gật đầu nhận được câu trả lời dường như yến bắt thần rất hài lòng anh cười một cái lúc anh cười lên que kem trong tay an hạ rời khỏi môi cô giơ tay lên làm một câu thủ ngữ với anh an hạ đây là lần đầu tiên em ăn kem yến bắc thần nhìn cô ý cười trong mắt hơi khựng lại an hạ đến từ một gia đình không quá tốt điều ấy khiến trải nghiệm cuộc sống của cô kém xa người bình thường thậm chí còn không bằng đa số mọi người mà sau khi quen biết yến bắc thần cô có rất nhiều trải nghiệm chưa từng có trong cuộc sống ban đầu của mình nhớ lại ngày vừa tới hải thành cậu chủ dẫn cô đi uống cốc trà sữa đầu tiên trong đời khi cô nói với anh đó là lần đầu tiên cô uống trà sữa yến bắc thần nói sẽ dẫn cô đi trải nghiệm nhiều lần đầu tiên hơn quả thực anh đã nói là làm được anh dẫn cô đi uống cốc trà sữa đầu tiên dẫn cô đi mua một xe hoa mơ trân châu dẫn cô trồng hoa dẫn cô đến công viên trò chơi dẫn cô đi chơi thử tàu lượng siêu tốc lần đầu tiên hơn nữa sau khi sợ độ cao vì để giảm bớt triệu chứng bệnh sợ độ cao còn thuận tiện dẫn cô đi ăn kem lần đầu tiên an hạ nói xong câu đó nụ cười trong mắt cậu chủ hơi ngừng lại có lẽ dưới cái nhìn của anh Cuộc đời chưa từng ăn kem khiến anh không thể tin nổi, thậm chí cảm thấy đáng thương, nhưng An Hạ không nói câu ấy với anh vì ý này, cô nói câu đó với anh xuất phát từ vui vẻ và biết ơn. Cô rất biết ơn anh dành cho cô tất cả những trải nghiệm lần đầu tiên, thậm chí sau khi nhận được sự cho đi và quà tặng hết lần này đến lần khác từ anh, cô cũng muốn tặng lại anh. Vì thế, sau khi làm thủ ngữ xong, An Hạ mở to đôi mắt đen nhánh sáng ngời nhìn Yến Bắc Thần, cô cầm kem ốc quế khóe môi dính chút kem cô giơ tay lên lặng lẽ nghiêm túc làm một câu thủ ngữ an hạ cậu muốn lần đầu tiên của em không cô lại biểu đạt một câu có hàm ý khác yến bắt thần nhìn cô bé giúp việc khô tay lúc nhìn ra ý cô muốn biểu đạt thì mi mắt hơi chuyển động giống như lần trước anh cho cô một cây pháo bông bảo cô ước cô bé giúp việc cầm pháo bông vung vẫy một lúc rồi hỏi anh có cần cô không ý nghĩ thực sự của cô là có thể giữ cô lại không cho cô làm giúp việc của anh nhưng sau khi biểu đạt bằng thủ ngữ xong lại kèm theo ý nghĩa ám mùi khác. Lần đó Yến Bắc Thần nhắc nhở cô cách thức biểu đạt suy nghĩ, đồng thời nói ra ý nghĩa chính xác cô muốn nói. Mà lần này, Yến Bắc Thần ngồi ở ghế dài, yên lặng nhìn cô bé giúp việc cầm kem ốc quế, qua một lúc vẫn không nói gì. Cô bé giúp việc hỏi xong câu đó, mắt sáng long lanh nhìn anh, chờ đợi câu trả lời của anh. Vừa nãy cô ăn kem, khóe môi dính kem khiến đôi môi đỏ hồng của cô sáng bóng hơn nhớ lại lần trước hai người đi xe đạp, cuối cùng ở chỗ bãi biển, cô bé giúp việc giơ tay phải cát bụi trên tóc anh, Yến Bắc Thần nói hình như cô trở nên xinh đẹp hơn so với lần đầu họ gặp nhau. Mà hôm nay, anh cảm thấy dường như cô lại đẹp hơn cả lúc ở bãi biển lần đó, cứ nhìn cô bé giúp việc một lúc như thế, trong mắt Yến Bắc Thần chậm rãi hiện ra ý cười. Anh giơ tay lên, ngón tay quẹt vết kem dính bên môi cô bé giúp việc, môi cô mềm và ướt hơn anh tưởng. Sau khi nhẹ nhàng lau khóe môi cô, yến bắc thần chăm chú nhìn cô cười hỏi lần đầu tiên gì của em nghiêm túc mà nói thì ý an hạ muốn nói không phải lần đầu tiên gì của cô mà là lần đầu tiên gì đó của yến bắc thần giống như yến bắc thần dẫn cô trải nghiệm rất nhiều lần đầu tiên cô cũng hy vọng mình có thể dẫn yến bắc thần đi trải nghiệm một vài thứ lần đầu tiên của anh lúc yến bắc thần hỏi ra câu ấy an hạ biết anh hiểu sai ý của cô rồi cô sững sờ một lúc rồi vội giơ tay lên an hạ không phải lần đầu tiên của em tôi biết yến bắc thần bật cười nói em muốn dẫn tôi đi thử lần đầu tiên của tôi đúng chứ quả nhiên biết nói vẫn tốt hơn yến bắc thần nói một câu đã nói rõ ý của cô an hạ nghe vậy lập tức gật đầu cô bé giúp việc gật đầu khẳng định lời anh không biết tại sao yến bắc thần không có cảm giác tự hào sửa lại suy nghĩ chính xác cần biểu đạt cho cô như lần trước sau này đừng nói thế với người khác yến bắc thần dặn một câu yến bắc thần dặn xong an hạ gật đầu thấy cô bé giúp việc ngoan ngoãn gật đầu Yến Bắc Thần lại cười. Cười xong anh cảm thấy cảm giác sợ độ cao vừa được kem áp chế xuống lại nổi lên, chỉ một lúc như thế đã gần tới giữa trưa. Ánh mặt trời ngày càng gay gắt, chiếu xuống khiến người ta ván đầu hoa mắt, chúng ta về thôi Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn mặt trời chính giữa không trung, tôi thấy hơi mệt, mặc dù chỉ chơi được một trò nhưng Yến Bắc Thần cứ cảm thấy mình chơi kiệt sức luôn rồi, em nói xem. Tôi cứ nghĩ em đến công viên trò chơi sẽ chơi đu quay ngựa gỗ hay vòng đu quay trên cao, không ngờ vừa đến đã chơi trò ca một cờ hờ thích thế rồi yến bắc thần nói lời này của yến bắc thần như oán trách nhưng lúc anh trách an hạ lại mỉm cười với anh nếu anh trách giận thật thì cô bé giúp việc đã trưng gương mặt làm sai việc ra rồi đi thôi trách giận xong yến bắc thần thoải mái hơn không ít đứng dậy khỏi ghế dài sau khi anh đứng dậy an hạ đứng lên theo anh hai người cầm kem ốc quế ra khỏi công viên trò chơi sức mạnh của một vòng tàu lượng siêu tốc cực kỳ to lớn Yến Bắc Thần dẫn An Hạ đi rồi lái xe về nhà, anh không chịu đựng nổi nữa, đi thẳng vào phòng ngủ, thậm chí bữa trưa cũng không ăn. Anh không ăn trưa, An Hạ không bắt ép, cô cũng chỉ ăn qua loa miếng sandwich làm lúc sáng cho xong bữa. Dù hôm nay Yến Bắc Thần ở nhà nhưng là ở nhà ngủ, chẳng khác gì với lúc anh không ở nhà. Khi anh ngủ trong phòng, An Hạ không chịu rảnh tay nên quét dọn căn biệt thự một lượt, cô quét dọn xong xuôi, mặt trời bên ngoài không còn gay gắt như giữa trưa nữa. An Hạ đi ra ngoài sân, cầm vòi nước tưới cho đám hoa mơ trân châu mới trồng hôm qua. Đám hoa mơ trân châu trồng từ tối qua tới khuya, lúc mới trồng hơi héo rũ. Qua một buổi tối được đất ẩm nuôi dưỡng và ánh mặt trời quang hợp một buổi sáng, chúng đã dần dần khôi phục lại vẻ tươi sáng. An Hạ cầm ống nước, đi dọc theo tường sân tưới một vòng. Tưới nước xong, An Hạ cầm kéo làm vườn cắt tỉa cành cho hoa mơ trân châu. Thật ra An Hạ không biết cách chăm sóc hoa lắm hôm qua cô bảo với yến bắc thần muốn trồng hoa mơ trân châu xong thì lên mạng tìm hiểu một lúc thật ra mơ trân châu rất dễ trồng có mỗi cái là cành cây mọc xiên lung tung tốt nhất là chỉnh cho chúng tụ lại với nhau mơ trân châu sau khi được cắt tỉa sẽ mọc lan ra kín vách tường sân đến lúc đó hoa nở rộ còn nở theo hai mùa hôm qua lúc bọn họ đi lấy dây hoa mơ trân châu ông chủ bán hoa nói đó đều là dây hoa được lựa chọn kỹ càng nụ hoa trên dây sắp nở nở ra một cái là sẽ biến thành dáng vẻ tươi đẹp nhất của mơ trân châu. An Hạ đi dọc theo tường sân, cắt tỉa một vòng, đến lúc tỉa xong, cô duỗi cái eo hơi mỏi. Sau đó ngồi xổm xuống bóng râm dưới vách tường, ngắm nụ hoa mơ trân châu. Bây giờ ngồi đây nhìn kỹ các nhánh hoa bên đấy mới thấy thật ra đã có ít bông nở rồi. An Hạ nhìn mơ trân châu sức sống tươi tốt, trái tim như được nụ hoa gõ căng tràn đầy. Ngắm được một lúc, cô lấy điện thoại ra chụp một tấm gửi cho chị gái. Sau khi gửi cho chị, An Hạ dọn dẹp đống cành hoa bị cắt đi lại, sau đó cô trở về biệt thự, tắm rửa sạch sẽ thay quần áo khác. Đến lúc thay quần áo xong, An Hạ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã có dấu hiệu ngã về tây. Thời gian vô thức chạy đến 4 giờ chiều, nhìn giờ trên đồng hồ, An Hạ ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ của Yến Bắc Thần. Cửa căn phòng ngủ trên tầng 2 vẫn đóng chặt, cậu chủ vẫn chưa định dậy, lúc sáng cậu chủ ngủ nướng, dậy hơi muộn, lúc ăn sáng đã 10 giờ. Nhưng vì mới ngủ dậy nên bữa sáng ấy anh ăn hơi ít, mà buổi trưa thì vì sợ độ cao chơi tàu lượng siêu tốc, về anh không ăn trưa mà đi ngủ luôn. Tính ra thì một ngày trời anh chẳng ăn gì mấy, nghĩ tới đây, An Hạ thu tầm mắt lại, đứng thẳng người dậy đi lên tầng 2. Lúc Yến Bắc thần đang ngủ, từ trước đến nay cửa phòng ngủ không bao giờ khóa. An Hạ mở cửa phòng rồi đi vào, đi thẳng tới bên giường anh. Trên giường, Yến Bắc Thần gối đầu trên gối, vẫn đang ngủ say, đây không phải lần đầu tiên An Hạ nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của Yến Bắc Thần. Nhưng hình như cô nhìn thấy mấy lần thì lần nào cũng thế, lúc anh ngủ, lông mày luôn nhíu lại, anh không phải một người có tính cách cứng nhắc nghiêm túc, trái lại khi tỉnh táo, tính cách anh luôn ung dung vui vẻ, nhưng khi anh ngủ, gương mặt mang vẻ hạ thấp sự đề phòng của anh mới lộ ra dáng vẻ chân thật nhất, mà dáng vẻ chân thật nhất của anh chính là giống như bây giờ nghiêm nghị mà sắc bén an hạ đứng bên giường nhất thời không làm gì cả qua một buổi trưa nghỉ ngơi sắc mặt yến bắc thần không tốt hơn hồi trưa bao nhiêu sắc mặt tốt hay xấu là một trong tiêu chuẩn đánh giá anh có nghỉ ngơi tốt hay không nhìn sắc mặt hiện tại của yến bắc thần dù đã ngủ một buổi trưa nhưng cứ như anh chưa từng nghĩ vậy an hạ nhìn phần giữa hai hàng lông mày nhăn lại của yến bắc thần cô mím môi an hạ từng gọi yến bắc thần dậy gọi hai lần lần đầu tiên cô đụng cánh tay yến bắc thần yến bắc thần đang chìm trong giấc mơ mà có năng lực phản ứng kinh người trong nháy mắt mở mắt ra anh trở tay dùng cánh tay ép cô trên giường cô hít thở khó khăn mãi một lúc lâu anh mới dần hồi phục tinh thần từ trạng thái không biết gì cả rồi buông cô ra còn lần thứ hai cô đặt chuông báo thức cho anh yến bắc thần nằm trên giường mở mắt ra suýt thì sụp đổ nhìn anh một lúc an hạ vương tay ra ngón tay cô khẽ khàng duỗi tới trước mặt yến bắc thần sau đó ngón tay trỏ của cô nhẹ nhàng đặt lên giữa hai hàng lông mày luôn nhíu chặt của yến bắc thần da anh trắng xám trong suốt hơi lạnh mịn màng như ngọc trắng dưới hồ nước sâu nhưng cảm xúc lại chẳng hề giống ngọc trắng ngọc trắng lạnh lẽo cứng trắng làn da anh lại ấm áp mềm mại thậm chí giây phút lòng bàn tay cô chạm vào anh cô có thể tỉ mỉ cảm nhận được vết nhăn nhíu chặt ở mi tâm của anh nhưng cảm nhận ấy không kéo dài được bao lâu thậm chí chỉ trong nháy mắt một giây sau cổ tay An Hạ bị một bàn tay với khớp xương rõ ràng giữ lấy, lúc túng chặt lấy tay cô, Yến Bắc Thần đồng thời mở mắt ra, lúc Yến Bắc Thần ngủ, tính cảnh giác vô cùng nhạy bén. Anh giống như một người cá ngủ say, dưới sự bủa vây của bóng tối, với sự chuyển động nhỏ bé của gần sóng, anh mở đôi mắt sâu lạnh lẽo ra. Trong đôi mắt ấy là ánh sáng lạnh giá khiến người ta sợ hãi, đó là bản năng của anh, là bản tính hoang dã không chút giả tạo hành vi anh làm lúc đột nhiên thức giấc không hề giảm bớt sức lực giống như lần trước anh giữ chặt cổ cô suýt thì ép vỡ cổ họng cô lần này tay anh giữ cổ tay cô như sắp bóp nát xương cổ tay cô an hạ muốn rụt tay lại theo bản năng lúc cô rụt tay về cổ tay cô bị ai đó nhẹ nhàng kéo lại yến bắt thần nhìn thấy an hạ đứng bên giường sự lạnh lẽo và nguy hiểm nơi đáy mắt anh rút mất bằng tốc độ ánh sáng ánh mắt anh đã được thay thế bằng cảm xúc mềm dịu ôn hòa khác Thậm chí ngay cả sức nắm cổ tay cô cũng buông lỏng thành trạng thái thấp nhất, dù thả lỏng ra nhưng không hề buông hẳn ra, lòng bàn tay Yến Bắc Thần dán trên cổ tay mảnh khảnh của cô gái, cảm nhận sự mềm mịn của làn da ở cổ tay cô, cả mạch đập nhẹ dưới da, dưới nhịp đập của cô, mi tâm Yến Bắc Thần giãn ra, anh nhắm mắt lại cọ cái đầu rối bù trên gối, sau đó anh mở mắt ra nhìn An Hạ ở trước giường, giọng nói trầm thấp, hơi khàn, "Đừng nhúc nhích, cho tôi nắm một lúc." Sau khi Yến Bắc Thần nói xong, thì nắm lấy cổ tay An Hạ rồi nhắm hai mắt lại, vốn dĩ An Hạ định gọi anh dậy, không ngờ bản thân cô lại bị giữ ở đây. Mà khi Yến Bắc Thần nhắm mắt lại lần nữa, hình như chẳng mấy chốc lại thiếp đi, hô hấp của anh lại trở nên nặng nề đều đặn, không chỉ như vậy, mi tâm được cô ấn lên, dường như cũng không nhăn lại nữa. Trạng thái ngủ của Yến Bắc Thần hiện tại hoàn toàn khác so với lúc cô mới đến, anh bước vào trong tâm trạng thư thái thả lỏng. Như thể nắm lấy cổ tay cô cho anh cảm giác tin tưởng và an toàn mãnh liệt, An Hạ đứng bên giường, cúi đầu ngắm cậu chủ đang ngủ thiếp đi. Sau khi nhìn một lát, cô ngồi bên mép giường của cậu chủ, thất thần nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Yến Bắc thần lại ngủ thêm nửa tiếng, mà giấc ngủ nửa tiếng này hiển nhiên có tác dụng hơn giấc ngủ cả buổi chiều của anh nhiều, khí sắc của anh tốt lên không ít, thậm chí ngay cả ánh sáng ở đáy mắt cũng trở nên trong trẻo. Sau khi tỉnh dậy, yến bắc thần xoa xoa cái bụng kêu đói an hạ vội vàng đi nhà bếp nhanh chóng làm xong bữa tối yến bắc thần tới phòng ăn cùng ăn tối với an hạ từ sau lần trước cùng ăn cơm với an hạ ở phòng ăn thì yến bắc thần rất ghét ngồi ăn cơm một mình trước bàn ăn mấy bữa gần đây hai người đều ăn cùng nhau chỉ có điều là chia thức ăn ra khẩu vị của yến bắc thần không tệ cơm tối hôm nay an hạ làm anh đã ăn gần hết mà cũng không hề kén chọn sau khi ăn cơm xong yến bắc thần liếc mắt ra ngoài cửa sổ bên ngoài mặt trời vẫn chưa có dấu hiệu xuống núi tôi đi mua chút đồ sau khi yến bắc thần nhìn mặt trời thì nói với an hạ một câu sau khi hai người cùng nhau ăn cơm yến bắc thần cũng biết sở thích của an hạ kêu cô tự chuẩn bị cho mình nhiều đồ ăn chút cũng bảo cô ăn chậm nhai kỹ thế nên khi yến bắc thần ăn xong an hạ vẫn đang cắn miếng măng cô bé giúp việc còn đang phòng má sau khi yến bắc thần nói xong thì tăng tốc độ ăn cơm Thấy động tác rõ nhanh của cô, Yến Bắc Thần bật cười, nói, tôi tự đi là được rồi, em ở nhà ăn cơm đi. Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ ngậm một miệng cơm nhìn về phía anh. Yến Bắc Thần là một người không chịu ngồi yên, sau khi hai người ăn cơm xong, anh luôn tìm một cái cớ để đi ra ngoài, hoặc là đi mua ly trà sữa, hoặc là ra bờ biển chơi, mà cho dù là đi làm gì, đều sẽ đem An Hạ theo. Lần này An Hạ cũng nằm hiểu anh sẽ đưa mình theo, không ngờ Yến Bắc Thần lại nói muốn đi một mình thói quen thật đáng sợ, Yến Bắc Thần nói xong, An Hà sững sờ một lát, mới gật đầu. Mặc dù cô bé giúp việc đã quen được anh đưa ra ngoài, nhưng lần này anh nói không đưa cô đi, cũng chỉ có thể sửng sốt một chút, thậm chí còn không biểu hiện ra sự mất mát của mình. Yến Bắc Thần nhìn cô, nhìn một lát thì đứng dậy từ chỗ ngồi, nói, không phải là tôi đi mua trà sữa uống, mua xong tôi sẽ quay lại ngay, An Hà. Cậu chủ rõ ràng nghĩ cô cho rằng cậu ra ngoài để ăn mảnh, thế nên mới nói như vậy. Mà sau khi cậu chủ nói xong, An Hạ giật giật khóe miệng, cười một cái. Thấy An Hạ cười, Yến Bắc Thần cũng cười theo, "Đi đây." Dứt lời, Yến Bắc Thần đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Sau khi Yến Bắc Thần rời đi, An Hạ vội vàng ăn cho xong cơm tối. Cô là đứa trẻ biết quý trọng lương thực, cơm tối ăn sạch không để thừa cái gì. Gần đây cô luôn ăn rất no, nhưng mấy ngày nay, An Hạ cảm thấy hình như bản thân nhiều thịt hơn lúc trước, không gầy như vậy nữa. Trước kia An Hạ quá gầy mập lên một chút vẫn dễ nhìn hơn. Ăn xong, An Hạ rửa bát đũa, thu dọn phòng bếp. Vào lúc cô đang cầm lấy đồ lau nhà làm nốt bước vệ sinh cuối cùng ở phòng ăn, thì nghe thấy tiếng xe ở bên ngoài. Yến Bắc Thần đã về rồi, đúng như lời anh nói, quả thực chẳng mấy chốc đã trở về rồi. An Hạ tính toán một lát, cũng chỉ mới nửa tiếng, có lẽ anh không đi quá xa, nhiều lắm chỉ tới quảng trường bọn họ từng uống trà sữa một chuyến. An Hạ vừa nghĩ vừa lau dọn phòng ăn xong, sau đó giặt cây lau nhà rồi rửa tay đi ra biệt thự sau khi yến bắc thần lái xe về thì đi thẳng từ ga ra vào trong viện bây giờ mặt trời cũng đã lặn xuống núi những tia nắng màu vàng rơi trên cây mơ trân châu trong sân thoạt nhìn đẹp hơn so với lúc buổi chiều dưới gốc hoa mơ trân châu vẫn còn hơi ẩm ướt lúc an hạ đi ra yến bắc thần quay đầu nhìn cô hỏi em tưới nước cho chúng hả yến bắc thần hỏi xong an hạ gật đầu sau đó cô giơ cánh tay lên làm một câu thủ ngữ an hạ còn tỉ cành nữa an hạ nói như vậy yến bắc thần quay đầu xem kỹ lần nữa quả thực bụi hoa mơ trân châu đã gọn gàng hơn lúc mới trồng hôm qua rất nhiều nhìn bụi hoa mơ trân châu yến bắc thần cười nói ngược lại em giỏi đấy tự học trở thành người làm vườn rồi yến bắc thần nói xong an hạ cũng cười theo sau khi về nam thành cũng muốn trồng mơ trân châu trong vườn à vào lúc an hạ đang cười yến bắc thần vươn tay ngắt một cành hoa xuống hỏi an hạ một câu tối hôm qua khi trồng hoa hai người đã hẹn ước đợi sau khi về nam thành an hạ sẽ cùng yến bắc thần đi tới chỗ ở khác của anh ở đó cũng có vườn để cho cô trồng hoa yến bắc thần nói xong cúi đầu nhìn an hạ mà khi anh anh cúi xuống cô bé giúp việc đối diện với ánh mắt của anh lại không trả lời ngay yến bắc thần vẫn ung dung nhìn cô lúc yến bắc thần nhìn cô an hạ nghĩ ngợi một lát sau đó dùng thủ ngữ nói an hạ ngoài ra có thể trồng một ít sơn trà không ạ à nhìn thủ ngữ của cô bé giúp việc yến bắc thần gật đầu đương nhiên là được em cũng thích sơn trà à không ngờ yến bắc thần đồng ý với đề xuất của cô ngay tức khắc ánh mắt của cô lập tức sáng lên đôi mắt an hạ sáng lấp lánh nhìn anh cô cười làm một câu thủ ngữ an hạ không phải chị em thích không giống như an hạ thích hoa mơ trân châu chị của cô an thanh luôn thích hoa sơn trà trước đây khi còn ở dinh thự tỉa hoa cô còn chụp hình gửi cho chị gái chỉ là mặc dù chị ấy thích nhưng trong nhà không trồng sơn trà cô không có thời gian chăm sóc mà nếu trong vườn của yến bắc thần trồng sơn trà đợi khi cô cắt tỉa hoa thì có thể ngắt vài bông đi tặng chị gái rồi an hạ nói xong ngược lại yến bắc thần im lặng một chút cô bé giúp việc rất ít nói về chuyện của mình đây là lần đầu tiên cô nhắc về chị của mình còn nhớ lúc chú lâm nói cho anh về chuyện gia đình của cô bé giúp việc nói rằng cha mẹ của cô đều đã qua đời chỉ có một người chị gái nghĩ tới đây Yến bắt thần nhìn An Hạ rồi cười một cái, nói, tình cảm của chị em nhà em thật tốt, lời cậu chủ là câu nói trần thuật, mà câu nói của anh cũng đã nói ra quan hệ tình cảm của hai chị em cô. Cậu chủ nói xong, An Hạ nhìn anh, gật đầu, lúc cô gật đầu, giống như nhớ lại rất nhiều ký ức giữa cô và chị gái, thậm chí cả ánh mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Gật đầu xong, An Hạ khẽ mỉm cười với Yến Bắc Thần một cái, giơ tay làm một câu thủ ngữ, An Hạ, em chỉ còn chị gái thôi. Câu nói này của An Hạ, không chỉ đơn thuần là biểu đạt tình hình gia đình của cô, còn biểu đạt về mặt tình cảm. Trên phương diện tình cảm, cô cũng chỉ còn chị gái là người có sự ràng buộc và ý lại sâu sắc nhất. Trên đời này, người cô có thể ý lại và ràng buộc như vậy cũng chỉ có chị gái thôi. An Hạ nói xong, nụ cười cũng sâu thêm một chút. Mà Yến bắt thần nhìn nụ cười của cô, tự như hơi bất mãn, anh nhíu mày hỏi, ai nói, An Hạ thu lại nụ cười, nhìn về phía cậu chủ đổi sắc mặt. Lúc cô nhìn qua, mi tâm của cậu chủ đã giãn ra, trong mắt mang theo ý cười giơ tay chỉ vào bản thân nói, không phải còn có tôi sao? An Hạ chớp chớp mắt, cậu chủ nói xong, thì cười quay đầu lại nhìn bụi hoa mơ trân châu. Mà An Hạ vẫn đang đắm chìm trong câu nói lúc nãy của anh, có lẽ cậu chủ hiểu nhầm rồi, có lẽ anh cho rằng cô nói chỉ có chị gái, tức là nhà cô chỉ còn chị gái. Nãy sinh lòng thương hại với cô, hoặc là sự quan tâm đối với bạn bè nên anh mới nói như vậy mà cho dù xuất phát từ cái gì thì sau khi an hạ nghe anh nói xong trái tim cô nhảy lên theo lời anh nói là sự thật an hạ nhìn yến bắc thần nhìn một lát sau cũng nở nụ cười nhìn về phía bụi hoa mơ trân châu hai người ở trong vườn một lát thái dương phía chân trời đã hoàn toàn lặn xuống mặt trời bị biển sâu nuốt lấy ánh chiều tà còn sót lại của nó cũng dần dần biến mất theo thời gian đợi khi ánh nắng hoàn toàn tan đi đêm tối phủ lên lúc nâng tay lên tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ yến bắc thần giơ tay lên để thử tầm nhìn của đêm tối sau đó anh nói với an hạ em ra ghế nằm chỗ hồ bơi đợi tôi dứt lời không đợi cô bé giúp việc hỏi yến bắc thần đã đi xuống ga ra dưới hầm nghe lời anh sắp xếp xong an hạ đưa mắt nhìn theo bóng anh rời đi chỗ anh đi là ga ra có lẽ đi lấy đồ gì đó mà lúc cô ăn cơm yến bắc thần có rời đi một chuyến nói là phải đi mua đồ nhưng khi về lại không cầm gì có lẽ là để trên xe, thấy bóng lưng anh biến mất ở cửa ga ra, An Hạ thu ánh mắt về, đi tới bên hồ bơi, hồ bơi của biệt thự nối liền với cửa sổ sát đất ở phòng khách, kéo cửa ra, là một miếng đất phẳng được lát gỗ, phía sau miếng đất chính là hồ bơi, trên đó đặt ghế nằm và bàn trà, còn có một cái ô che nắng. Ánh sáng trong phòng khách chiếu tới, kéo bóng của những thứ này xuống mặt nước hồ bơi trong vắt, An Hạ đi qua thì ngồi xuống ghế dựa đợi Yến bắt thần. Cô đợi không bao lâu, yến bắc thần đã ôm một hộp đồ đi tới an hạ đứng dậy sau khi anh ôm cái hộp tới trước bể bơi yến bắc thần đặt cái hộp bên bể bơi anh liếc nhìn ánh điện trong phòng khách một cái nói tắt điện phòng khách đi an hạ mặc dù không biết vì sao yến bắc thần lại sắp xếp như vậy nhưng an hạ vẫn nghe lời đi qua tắt điện phòng khách đợi sau khi điện phòng khách tắt an hạ trở lại bên hồ bơi mà sau khi đèn tắt không có ánh đèn chiếu ra bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy được chính là kiểu có thể lờ mờ nhìn rõ dáng người, mập mờ đi lại trong màn đêm. An Hạ đi tới, Yến Bắc Thần mở hộp ra, cô nhìn vào bên trong, còn chưa đợi cô hỏi, Yến Bắc Thần đã nói: "Pháo bông." An Hạ cúi đầu lại nhìn Yến Bắc Thần một cái, cái gọi là pháo bông, không giống với pháo hoa, đây là loại pháo hoa nhỏ cầm tay. Loại pháo bông này không thể bắn lên trời, nhưng có thể cầm trong tay. Màu sắc nào cũng có, tia lửa nhảy nhót trong bóng tối, chơi thích hơn pháo hoa trên trời nhiều. Mà đây là bờ biển, thường xuyên sẽ có người tới bãi biển chơi, thế nên ở chỗ quảng trường nhỏ cũng có bán pháo bông. Buổi chiều khi Yến Bắc Thần ăn cơm xong thì trực tiếp đi mua một hộp. Anh chọn lựa rất kỹ lưỡng để mua một hộp này, loại nào cũng có, đủ để anh và An Hạ chơi một lúc. Yến Bắc Thần lấy ra mấy cây mà anh cho là khá thú vị trong hộp ra, giơ tay đưa cho An Hạ, trong chốc lát An Hạ không nhận lấy, Yến Bắc Thần dương mắt lên nhìn cô. Mặc dù không có đèn, nhưng hai người cách nhau khá gần. Bắc Thần vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm và động tác của cô. Lúc anh ngẩng đầu nhìn cô, An Hạ cũng hoàn hồn lại, nhận lấy pháo bông anh đưa qua. Nhận lấy xong, An Hạ chưa đốt pháo bông, giơ tay làm một câu thủ ngữ. "An Hạ, sao đột nhiên cậu muốn đốt pháo bông? Hành vi của cậu chủ tùy hứng, nghĩ là làm, nhưng mỗi lần làm đều có lý do." An Hạ nói xong, trong bóng đêm cậu chủ nhìn cô cười một cái, nói, "Buổi tối khu vui chơi có bắn pháo hoa, nếu chúng ta không rời đi, hiện tại có lẽ em có thể ở đó xem pháo hoa rồi nói xong yến bắc thần móc bật lửa ra đốt cây pháo bông trong tay an hạ trong tích tắc ngọn lửa chạm vào cây pháo bông xoẹt xoẹt một tiếng những đống lửa nhỏ bùng lên cách tia lửa của pháo bông yến bắc thần nhìn an hạ nói đây không phải là bởi vì tôi sợ độ cao nên về sớm không xem được à cái này là đền bù cho em cô bé giúp việc hoàn toàn chưa từng đi đến công viên giải trí không biết ở đó lại muôn màu muôn vẻ đến như vậy Lúc Yến Bắc Thần nói, tia lửa của pháo bông phản chiếu trong đôi mắt của cô, cô dường như có thể tưởng tượng đến khung cảnh ở công viên giải trí xem pháo hoa, vừa nghĩ đến đã không giấu được nụ cười, ánh sáng của pháo bông không hẳn là sáng. Nở rộ trong đêm tối, đã tạo ra một bầu không khí, bầu không khí này càng trở nên lãng mạn hơn với tiếng sóng biển và tiếng gió thổi bên bờ bể bơi yên tĩnh, Yến Bắc Thần nhìn thấy nụ cười của An Hạ sau ánh pháo bông. Anh cười một cái, đưa bật lửa lên đốt pháo trong tay mình sau khi thắp sáng trên tay của cả hai đều cầm một que pháo bông tuyệt đẹp yến bắc thần không quen với những chuyện như đốt pháo bông này nhưng việc này rất đơn giản chỉ cần nhìn là biết làm trong không khí vì đốt pháo bông mà bay ra chút mùi thuốc pháo yến bắc thần cầm lấy cầm lấy pháo bông ngồi trên ghế tựa bên cạnh và nói với an hạ ngồi xuống đây chơi đi an hạ đưa mắt nhìn anh lúc an hạ nhìn qua yến bắc thần cũng nhìn cái ghế tựa sau lưng cô nói những thứ này cứ để đây, đừng lo lắng về chuyện cháy nổ. Chúng ta đang ở ngay bên hồ bơi, nếu tia lửa rơi vào người thì nhảy thẳng xuống bể bơi dập lửa là được." An Hạ, mặc dù lời nói của cậu chủ có vẻ không hợp thói thường, nhưng đồng thời quả thật có chuyện như vậy. An Hạ cầm lấy pháo bông, lui về phía sau ngồi trên ghế tựa, mà lúc cô ngồi, Yến Bắc Thần đã tựa lưng vào ghế. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ ngồi nghiêm chỉnh, khi anh ngồi thì pháo bông trong tay An Hạ đã cháy hết anh bật đèn flash điện thoại lên để cô tự chọn trong hộp an hạ vùi đầu chọn trong hộp một lúc sau đó cầm bật lửa tự đốt cây của mình bên bờ hồ yên tĩnh hai người ngồi trên ghế trên mặt nước tĩnh lặng trong hồ bơi phản chiếu bóng dáng của hai người do ánh sáng của pháo bông rọi xuống biệt thự hoàn toàn tối đen đất trời cũng tối dường như chỉ có chút ánh sáng từ trong tay của an hạ và yến bắc thần mà chút ánh sáng lẻ loi như vậy lại mang tới cho người ta sự thỏa mãn và niềm vui to lớn An hạ nghịch pháo bông trong tay, sau khi pháo bông cháy hết, quen cửa quen nẻo lại tự chọn một loại pháo bông khác. Sau khi cô đốt lên, Yến Bắc Thần cũng nhờ cô chọn giúp một cây, An Hạ cũng đốt cho anh. Cây pháo bông được đốt lần này khác với cây lần trước, màu sắc cũng rực rỡ và lộng lẫy hơn. Ngay khi bắt đầu chăm pháo bông, Yến Bắc Thần đã kinh ngạc vô lên một tiếng. Lúc này An Hạ cầm pháo bông trong tay đưa tới trước mặt anh, để anh nhìn một cái động tác này của cô bé giúp việc vô cùng giống như cho bạn bè xem pháo bông của cô giống như hai người đang chơi đùa cùng nhau nhưng cô không thể nói chuyện khi đưa qua cho cho anh cũng yên lặng yến bắc thần lại dễ dàng hiểu được ý của cô khi cô đưa qua anh tiến lên nhìn một cái pháo bông chiếu sáng mặt anh trong mắt yến bắc thần lóe lên chút kinh ngạc và ý cười vốn là đưa cho cô chơi nhưng dường như cậu chủ cũng chơi rất là vui vẻ mà biết được kết luận này Niềm vui của An Hạ còn vui hơn cả việc đơn thuần chơi pháo bông nhiều, cô nhìn vào đôi mắt đang cười của cậu chủ, cũng cười theo anh. Cô bé giúp việc im lặng cười mỉm, nhưng Yến Bắc Thần dường như có thể nghe được tiếng cười của cô. Mỗi lần khi cô cười, anh đều có thể ngẩng đầu lên bắt được. An Hạ khẽ cười, Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô bé giúp việc, cũng cười đáp lại. Sau khi cười đáp lại, Yến Bắc Thần phút đến thì lòng cũng sáng ra, hỏi: "Nguyên Văn, khi vận may đến" thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn đây là lần đầu em được chơi pháo bông à yến bắc thần nói xong an hạ ngước mắt nhìn anh một cái không biết từ khi nào hai người dường như đã trở nên cố chấp với lần đầu tiên sau khi yến bắc thần hỏi xong anh nhìn chằm chằm cô đợi câu trả lời an hạ nhìn anh không gật hay lắc đầu cô giơ tay lên làm thủ ngữ an hạ lúc nhỏ em từng chơi với chị gái thật ra pháo bông cũng có loại đắt loại rẻ và lễ nguyên tiêu lúc nhỏ Ngoài việc ăn lễ và thả đèn lồng, đám trẻ con cũng sẽ làm một số pháo bông để chơi. Nhưng nhà của An Hạ không phải quá khá giả, pháo bông mà cô cùng chị chơi, cũng là tiền tích góp mà mẹ cho các cô. Một tệ có thể mua được mấy cây, sau đó hai chị em cùng thắp lên, ngồi sổng dưới ánh sáng ngược của ngọn đèn đường phía dưới căn nhà, yên tĩnh nhìn xem pháo bông cháy hết. Lúc đó An Hạ còn có thể nói được, nàng sẽ cười đùa vui vẻ với chị gái, nói với chị ấy cô vẫn muốn chơi. Mà chị gái thì nói với cô, đợi năm sau lại mua. Hạnh phúc của thời thơ ấu của hai chị em được tích góp từng năm, ví dụ như mua quần áo mới phải để năm mới mua, chơi pháo bông phải chơi vào ngày lễ nguyên tiêu. Nhưng điều trẻ con không e ngại nhất chính là trưởng thành, thời gian trôi đi, đến năm sau cuối cùng bọn cô vẫn không chơi được, bởi vì trước lễ nguyên tiêu năm thứ hai, mẹ của các cô qua đời rồi. Sau khi An Hạ làm thủ ngữ xong, cô nhìn chầm chầm vào pháo bông đang cháy rực rỡ, dường như cô đang chìm vào những ký ức lâu lắm rồi bởi vì những ký ức này đã quá lâu, chúng giống như một bộ phim thân thuộc đã xem qua trong khoảng thời gian rất dài, đã không thể gợi lên được hoặc đã không thể khiến cô nhớ lại lúc đó cảm xúc và suy nghĩ của bản thân là gì. Cô nhìn một lúc, sau đó ngước mắt nhìn về phía Yến Bắc Thần, cười với anh lại làm một câu thủ ngữ. "An hạ, nhưng đây là lần đầu tiên với cậu." Yến Bắc Thần nhìn thấy cánh tay cầm pháo bông của cô bé giúp việc đang di chuyển, pháo bông theo động tác thủ ngữ của cô, di động thành dòng lửa. Pháo bông và dòng lửa dường như còn sáng hơn việc chỉ cầm thôi, như có thể soi sáng cả nụ cười và cảm xúc trong mắt cô bé giúp việc, nhìn thấy ý nghĩa cô biểu đạt sau cây pháo bông, Yến Bắc Thần, ô, An Hạ, sau Yến Bắc Thần gồ, xong, ngồi dựa vào trên ghế, vẫy cây pháo bông cầm trong tay hai cái, đáp, cô nhóc thật biết cách nói chuyện, mới câu đầu đã dỗ tôi vui vẻ rồi, nghe Yến Bắc Thần nói, An Hạ vốn hơi thấp thỏm lại nở nụ cười, Yến Bắc Thần quả thực được dỗ vui vẻ hơn một chút, anh cũng không biết tại sao mình lại vui như vậy có thể là do hiệu ứng của lần đầu tiên đây là lần đầu tiên an hạ cùng anh chơi pháo bông hơn nữa cô vì vậy mà rất vui vẻ còn anh thì vì cô vui vì chuyện đó mà vui theo yến bắt thần cầm pháo bông trên tay lại vẫy hai cái giống sao băng sau khi nói xong cậu chủ ngồi lại trên ghế cầm pháo bông bắt đầu vẽ vòng tròn bầu trời đêm tối là màu nền tốt nhất cho pháo bông khi vẽ các vòng tròn để lại một ánh sao sáng trên bầu trời đêm An Hạ nhìn pháo bông trong tay anh, anh đã ngừng động tác vẽ vòng tròn, mà cầm lấy pháo bông tiến gần trước mặt An Hạ, sau đó vùng một cái quẹt qua trước mặt mình, em ước đi. Yến Bắc Thần nói, An Hạ, Yến Bắc Thần nói xong, còn rất ngây thơ nhìn về phía An Hạ, sau khi đối diện ánh mắt với cô, anh cười hất hất cầm, An Hạ thấy nụ cười của Yến Bắc Thần, cô cũng cười theo, sau đó thả lỏng một chút giống như đang suy tư. Suy tư xong, cô giơ tay lên làm một câu thủ ngữ an hạ hy vọng thân thể cậu chủ mạnh khỏe cô bé giúp việc cầm pháo bông trong tay nghiêm túc làm một câu thủ ngữ yến bắc thần thấy ý nghĩa câu thủ ngữ của cô biểu đạt ra nụ trong mắt hơi dựng lại như không ngờ được ước nguyện của cô bé giúp việc lại mộc mạc đến vậy ước cho tôi yến bắc thần nói nói xong anh nhìn an hạ hỏi không ước cho mình à yến bắc thần nói xong an hạ cười lắc đầu sau đó cô cầm pháo bông trong tay học theo dáng vẻ của yến bắc thần tiến đến trước mặt anh, sau đó vùng một tiếng quẹt qua bên cạnh mình. An Hạ làm mấy thứ này xong, đôi mắt đen nhánh trong veo đằng sau pháo bông nhìn anh, cô cũng để anh cầu nguyện, cô bé giúp việc học theo anh. Học xong, cô còn ra vẻ chờ mong mà đợi anh cầu nguyện, Yến Bắc Thần bị dáng vẻ này của cô chọc cười, anh gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, sau đó cũng học theo dáng vẻ suy tư của An Hạ, sau đó nói, vậy tôi ước cô bé giúp việc luôn vui vẻ nhé. Yến Bắc Thần nói xong, Ánh sáng trong mắt An Hạ càng sáng hơn, nụ cười đằng sau ánh lửa pháo bông của cô giống như trở nên rực rỡ hơn, nụ cười này kéo dài tới tận đáy mắt, Yến Bắc Thần nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trước nay chưa từng có trên người cô. Khi An Hạ cười, cánh tay cô đã giơ tay lên làm thủ ngữ, "An Hạ, ước nguyện của cậu thành sự thật rồi." An Hạ làm thủ ngữ xong thì thả tay xuống, sau đó chỉ nhìn Yến Bắc Thần rồi cười, cô thật sự rất vui, bình thường cô rất đơn giản đơn giản tới mức có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác mà hiện tại yến bắc thần cảm thấy như nụ cười của cô đã thấm vào tận linh hồn anh anh thật sự cảm thấy một loại niềm vui thuần khiết đây là niềm vui anh cho an hạ an hạ lại nhiễm sang cho anh yến bắc thần nhìn an hạ cười nhìn một lúc rất lâu trong khoảng thời gian rất dài đó anh bị nhiễm phải sự vui vẻ hạnh phúc của an hạ không biết từ lúc nào nó trở thành một loại cảm giác thỏa mãn thật sự linh nghiệm rồi yến bắc thần cười nói Nói xong, anh nói tiếp, "Vậy tôi cũng chúc điều ước của em thành sự thật nhé." Buổi tối bên bờ biển thật sự rất dễ chịu, dù bọn họ không ở bờ biển mà là ở bên hồ bơi của biệt thự. Trời đã hoàn toàn tối, mà trong sắc trời tối đen, ánh sáng của pháo bông cũng trở nên rực rỡ lộng lẫy hơn. Phía xa là bầu trời đêm đen kịt và biển sâu tối tăm. Tuy cả hai nơi đều là màu đen, nhưng mức độ đen khác nhau, có đường phân cách giao nhau rõ ràng. Trên đường phân cách một ngọn hải đăng được thắp sáng, những ngọn đèn lặng lẽ tuần tra trên mặt biển. Đốt nửa tiếng đồng hồ như vậy, pháo bông trong hộp cũng đã gần hết. Dưới sự chiếu rọi của pháo bông An Hạ cầm, Yến Bắc Thần s bốn nờ về lấy một cây pháo bông cuối cùng trong hộp ra. Sau khi lấy ra, Yến Bắc Thần nhìn An Hạ đang cầm pháo bông chiếu sáng cho anh. Nhìn một lúc, Yến Bắc Thần nói, "Hôn một cái, An Hạ." An Hạ và Yến Bắc Thần đốt pháo bông cả buổi tối hiện tại bên bể bơi đều là mùi pháo bông, thậm chí ban đêm lạnh lẽo dường như được pháo bông đốt cho nóng lên một chút. Mà sau khi Yến Bắc Thần nói câu đó xong, dường như mặt An Hạ cũng bị đốt nóng, động tác của cô sững lại, ngước mắt nhìn Yến Bắc Thần trước mặt, nhất thời không phản ứng kịp. Cô bé giúp việc trở nên yên tĩnh sau lời nói của anh, chỉ có pháo bông trên tay vẫn lách tách cháy. Yến Bắc Thần không mảy may để ý câu nói vừa nãy của mình đã ảnh hưởng tới cô bé giúp việc, biểu cảm của anh không thay đổi gì, cầm lấy pháo bông anh chưa đốt để lên cây pháo bông của cô bé giúp việc hai cây pháo bông chạm vào nhau tia lửa chạm nhau lách tách một cái cây pháo bông của yến bắc thần cũng được đốt lên hai cây pháo bông đốt cùng nhau sáng hơn lúc đốt một cây sau khi cây pháo bông trong tay được đốt sáng yến bắc thần nhìn về phía an hạ trong tia lửa em nghĩ đi đâu thế yến bắc thần hỏi an hạ khi cây pháo bông của yến bắc thần được đốt lên an hạ mới phản ứng lại ý nghĩa câu nói vừa nãy của yến bắc thần mà theo cây pháo bông được đốt của cậu chủ an hạ mới muộn màng phát hiện mặt mình hình như càng nóng hơn cô không trả lời câu hỏi của yến bắc thần mà hình cậu chủ đã tìm thấy việc gì đó thú vị trong lúc cô im lặng nụ cười của cậu chủ càng tươi hơn thậm chí trong ánh lửa còn áp sát về phía cô bé giúp việc sao mặt em đỏ thế yến bắc thần hỏi xong an hạ ngước mắt lên nhìn anh xấu hổ cười yến bắc thần hỏi như vậy rõ ràng đang trêu ghẹo cô sau khi An Hạ nhìn anh cười, cô cũng mím môi cúi đầu cười. Mà trước nay Yến Bắc Thần luôn biết chừng mực, sau khi nhìn thấy cô cúi đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Anh mỉm cười dịch thân thể đang ghé sát vào cô ra, đặt cây pháo bông cuối cùng chưa cháy xong vào trong tay An Hạ. "Cây cuối cùng, cho em chơi đó." An Hạ đốt xong cây pháo bông cuối cùng, hai người trở về phòng khách, đốt pháo bông cả buổi tối, hiện tại thời gian đã không còn sớm nữa. Sau khi vào phòng khách, Yến Bắc Thần nói với An Hạ: em đi ngủ trước đi buổi chiều tôi ngủ nhiều rồi không ngủ nổi nữa buổi chiều nay cậu chủ ngủ tới chiều còn nắm cổ tay cô ngủ thêm nửa tiếng đồng hồ hiện tại nhìn có vẻ tinh thần no đủ không hề có biểu hiện mệt mỏi nào an hạ nghe anh nói xong ngoan ngoãn gật đầu sau đó quay người về phòng của mình bé giúp việc trước khi an hạ về phòng yến bắc thần gọi cô lại an hạ ngoảnh đầu lại nhìn về phía yến bắc thần hôm nay cô bé giúp việc chơi rất vui vẻ dù đốt xong pháo bông rồi ánh sáng trong mắt cô vẫn còn chưa tắt chút ngủ ngon yến bắc thần nói nghe yến bắc thần nói chút ngủ ngon ánh sáng trong mắt cô bé giúp việc hơi lóe lên sau đó cô yên tĩnh mỉm cười an hạ chút ngủ ngon cô bé giúp việc làm thủ ngữ chút ngủ ngon xong nụ cười lại tươi hơn cô cười với yến bắc thần sau đó quay người mở cửa vào phòng của mình dáng người cô gái mỏng manh nhỏ nhắn biến mất sau cánh cửa Yến Bắc Thần đứng ở phòng khách một lát, anh thu ánh mắt lại rồi đi lên thư phòng ở lầu 2. Thư phòng ở lầu 2 mở đèn, ánh đèn dịu nhẹ chiếu sáng bàn làm việc trong phòng, trên bàn làm việc có một chiếc máy vi tính mà Yến Bắc Thần đã mang theo khi anh đến Hải Thành. Ngồi xuống bàn làm việc, Yến Bắc Thần bật máy tính lên. Sau khi máy tính được bật, một thông báo email xuất hiện ở góc trên bên phải. Email đã được gửi cách đây 10 phút. Sau khi liếc nhìn người gửi, Yến Bắc Thần nhấp vào email. Nội dung của email rất đơn giản, vài ba câu cũng có thể tóm tắt xong tin tức được gửi tới. Sau khi đọc nội dung email, Yến bắt thần nhấp chuột, xóa email. Hết chương 20, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.